Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 176. Cái gì đồ chơi? Cổ thần mộng bức nhìn qua trước mắt giao diện cùng bất hủ có liên quan trong tin tức, còn sẽ có thứ này. Nó nguyên bản liền ở vào cuồng bạo mất trí trạng thái, đại não tựa như chúng virus đồng dạng, thường xuyên sẽ tạp cơ. Hiện tại lại gặp gỡ loại này cổ quái tình huống, trong lúc nhất thời liền đầu óc vận chuyển đều không trôi chảy. Mà liền tại cổ thần mộng bức thời điểm, nó trước mắt cái này đơn giản hình tượng lại chính mình bắt đầu chuyển động. Phảng phất có người tại thao tác, trong đó, cái kia ổ đê tự động mở ra. Cổ thần, luôn cảm giác cái này tiêu ký vì ổ đê đồ vật bên trong, không phải vật gì tốt. Cổ thần theo bản năng liền muốn rời đi chỗ khác, ánh mắt trực giác nói cho nó biết, cái này ổ đê mở ra sau khi, khả năng gây bất lợi cho nó. Nhưng là, nó không rời mắt nổi con ngươi. Cũng không phải là ý thức trạng thái không cách nào nhắm mắt, chỉ cần nó nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nó liền có thể từ trạng thái này lui ra ngoài, đạt tới chuyển di tầm mắt hiệu quả. Nhưng là, hắn cự tuyệt ở thời điểm này chuyển di ánh mắt. Bởi vì, nó từ cái này tiêu ký vị ổ đê đồ vật bên trong, ngửi thấy bất hủ hương vị. Không phải một sợi bất hủ khí tức, mà chân chính liên quan tới bất hủ tin tức. Trực giác đang nhắc nhở nó, cho nó gửi đi nguy hiểm tín hiệu. Nhưng nó sâu trong tâm linh biết, mình không thể trốn tránh. Nguy hiểm loại vật này, ở khắp mọi nơi, nhưng cho dù là lại nguy hiểm, nó cũng không có khả năng bỏ qua bất hủ tin tức. Đối với nó đến nói, bất hủ tin tức quá mức trọng yếu. Là nó có thể hay không tiến hành xuống một lần thuế biến nhân tố trọng yếu. Nếu như đối với phổ thông tu sĩ đến nói, bất hủ có được chí mạng lực hấp dẫn, vậy đối cổ thần đến nói, bất hủ tin tức chính là mạng của nó. Đây là đường đường chính chính dương mưu, làm nó không cách nào tránh né. Cổ thần cái kia cuồng bạo đại não, cũng bắt đầu thu liễm. Nó tập trung mình lúc này tất cả mọi thứ, tinh thần lực, ý chí, nhục thân lực lượng, toàn bộ bị tập trung lại, nghênh đón bất hủ tin tức. Sau đó, một đoạn gần nhất ký ức tin tức bị mở ra. Kia là vũ trụ sụp đổ hình tượng, cùng tại cái này sụp đổ trong vũ trụ ở giữa, có một cái công đức chi lực bao phủ đạo nhân thân ảnh. Dù là chỉ là quan sát đến ký ức trong tin tức tổn chữ lấy đạo nhân này thân ảnh, cổ thần cũng cảm giác mình tinh thần nhận xung kích, bất hủ tin tức như là sóng lớn, không ngừng đánh ra lấy nó. Bất hủ, đây mới thực là bất hủ, cổ thần ý chí thừa nhận từng lớp to lớn xung kích, nhưng cố kiên trì nổi, lực chú ý của nó gắt gao nhìn chằm chằm đạo này bất hủ đạo nhân, ý đồ từ trên người nó đọc đến bất hủ tin tức. Nhưng là, cái này ức bên trong hình tượng cướp quá nhanh, tựa như là tiến nhanh đồng dạng, nhất chuyển tức thì. Đừng nhanh như vậy. Dừng lại, để ta lại nhiều nhìn một chút. Cổ thần nội tâm lo lắng nói. Rõ ràng có thể cảm ứng được cái này bất hủ đạo nhân bên cạnh thân hiển hiện bất hủ tin tức, nhưng nó lại không cách nào đọc đến, không thể nào hiểu được. Liên quan tới bất hủ đạo nhân ký ức, chỉ là một cái thoáng mà qua. Vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Một lần nữa, để ta lại nhìn một lần. Cổ thần cảm giác chính mình cơ hồ muốn đè nén không được nội tâm táo bạo, nó không ngừng ý đồ một lần nữa kích hoạt cái này tiêu ký lấy ổ đê ký hiệu giao diện. Đang lúc nó táo bạo sắp đạt tới cực hạn thời điểm. Hình tượng lại là nhất chuyển. Lần này, nó phát hiện chính mình đột nhiên thay vào đến nào đó đoạn trong trí nhớ. Nó tựa hồ biến thành một cái vật thí nghiệm, bị chứa ở các loại máy móc bên trong, bị lần lượt cắt chém, phân giải, các loại tàn nhẫn thí nghiệm. Mà đối với nó tiến hành các loại tàn nhẫn thí nghiệm đối tượng, là một cái thể lỏng quả cầu kim loại trạng tồn tại. Tại trên người của nó, đồng dạng hiện lên bất hủ tin tức. Lại một cái bất hủ. Trong lúc đang suy tư, thí nghiệm lưỡi đao vô tình rơi xuống người nó, đưa nó cắt chém thành khối nhỏ. Không cách nào hình dung đau nhức nhập, xâm nhập linh hồn của nó. Cổ thần thống khổ đến cực hạn, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Nó tham lam đem ánh mắt rơi vào cái kia thể lỏng quả cầu kim loại trên thân, tựa như nhìn lấy mình yêu nhất người. Vô luận cái này thể lỏng quả cầu kim loại làm sao tổn thương nó cũng sẽ không để ý. Nó chỉ cầu có thể nhìn nhiều cái này thể lỏng quả cầu kim loại một chút. Nhìn nhiều một hồi. Vì có thể nhìn lâu hơn một chút, nó có thể tiếp nhận các loại thống khổ. Cho dù là thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ, nó cũng nguyện ý đi tiếp nhận. Thiên đao vạn quả cũng tốt, núi đao biển lửa cũng tốt, chỉ cần có thể nhìn nhiều thể lỏng quả cầu kim loại một chút,
nó đều không oán không hối. Nhưng mà, cho dù là như thế liếm, như thế hèn mọn nguyện vọng, tàn nhẫn thế giới cũng không nguyện ý thỏa mãn nó. Thí nghiệm rất nhanh liền kết thúc, thể lỏng quả cầu kim loại viên kia cuồn cuộn thân ảnh vô tình rời đi phòng thí nghiệm. Chỉ để lại cổ thần tịch mịch ở tại thí nghiệm kho bên trong. Một lần nữa, lại tổn thương ta một lần a. Cổ thần tại nội tâm cầu khẩn. Thông qua thể lỏng quả cầu kim loại trên người bất hủ tin tức, nó mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất lĩnh ngộ được một cái điểm, nhưng cái giờ này không đủ rõ ràng. Một lần nữa, chỉ cần lại tổn thương nó một lần, lại đem nó cắt chém một lần, nó nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ được cái này điểm. Trong đầu của nó liên quan tới sương mù tà ma thân thể bên trong ẩn chứa ngụy bất hủ tin tức, đã ở vào lĩnh ngộ điểm tới hạn, chỉ cần lại cho nó một cơ hội, nó liền có thể trước hiểu rõ ngụy bất hủ, lại lấy ngụy bất hủ vì bàn đạp, tiến quân bất hủ tin tức lĩnh vực. Lại một lần nữa, lại tổn thương ta một lần a, một lần là được. Cổ thần lần nữa điên cuồng dùng các loại thủ đoạn, ý đồ kích thích ổ đê cái này giao diện, không ngừng mân mê. Tại cổ thần không ngừng mân mê quá trình bên trong, rốt cục lại có một đoạn ký ức, bị mở ra. Lần này, nó tựa hồ lại thay vào một cái thị giác. Trước mặt nó, có một vị áo trắng thân ảnh, đưa lưng về phía nó, một chân mà đứng, soái khí nhảy lên. Đúng thế, soái khí một chân nhảy. Rõ ràng chỉ là một cái bóng lưng, rõ ràng còn thiếu một cái chân, rõ ràng chỉ là rất phổ thông nhảy, nhưng cái này ba cái nhân tố kết hợp với nhau lúc, vậy mà cho người ta một loại không nói ra được soái khí cảm giác. Rất đẹp trai, tâm động, loại cảm giác này, tựa như là vừa thấy đã yêu cảm giác. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này áo trắng thân ảnh trên thân, đồng dạng có bất hủ tin tức quấn quanh. Đây là vị thứ ba bất hủ người. Cái này ổ đê rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì sẽ ghi chép ba tôn bất hủ giả tin tức. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cổ thần lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nó không có thời gian lãng phí. Phía trước hai lần ký ức kinh lịch nói cho nó biết, những ký ức này hình tượng sẽ lóe lên liền biến mất, nó nhất định phải nắm chặt mỗi một cái nháy mắt. Cổ thần tinh thần lực, ý chí lực, tất cả lực lượng, ngưng tụ làm một điểm, khóa chặt trước mắt áo trắng thân ảnh. Muốn đem đối phương khắc xuống đến chính mình não hải, muốn lĩnh ngộ trên người đối phương bất hủ tin tức. Ngay tại cổ thần lực chú ý tập trung đến cực hạn thời điểm. Cái kia một chân áo trắng thân ảnh đột nhiên xoay người lại. Trên mặt hắn dán lên thánh quang, thấy không rõ dung mạo, nhưng cái này không tổn hao gì mị lực của hắn. Áo trắng thân ảnh nhún nhảy một cái, đột nhiên mở miệng. Hắn nói một câu rất dài, nhưng trước mặt nội dung tựa hồ bị cách âm qua. Chỉ có câu nói sau cùng, như sấm nổ, tại cổ thần trong đầu bạo hưởng. Thần con mắt, đang nhìn tương lai. Oanh! Sau một khắc, cổ thần thế giới tinh thần nổ tung lên. Hắn tập trung đến cực hạn tinh thần lực, ý chí, linh lực, tất cả, phảng phất là tập trung đến cùng nhau thuốc nổ, bị thân ảnh này một câu, triệt để dẫn bạo. Ngụy bất hủ tin tức, chân bất hủ chỗ sợi tin tức quấn quýt lấy nhau, hóa thành cổ thần gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Giống như bất diệt chi chủ, cổ thần, đình chỉ suy nghĩ. Cổ thần đình chỉ suy nghĩ, sa vào đến vĩnh hằng giấc ngủ bên trong. Nếu như không có ngoại giới cường lực kích thích. Tại không có hiểu rõ bất hủ tin tức trước, nó sẽ không thức tỉnh. Cổ thần ngủ say về sau, quấn quanh ở nó bên cạnh thân cái kia chân thực huyễn tượng cự nhân tiểu thế giới, bắt đầu yên lặng vận chuyển lại. Phổ thông bát phẩm huyền thánh, chân thực huyễn tượng có thể hóa thành một thành, diễn hóa chúng sinh muôn màu. Cửu phẩm kiếp thiên chân thực huyễn tượng đã có thể hóa thành mấy cái quốc độ, nếu như không trải qua ước thúc, sẽ còn không ngừng lan tràn. Cổ thần càng là trực tiếp huyễn hóa ra một cái hoàn chỉnh thế giới, tại cái này thiên đạo phòng tối bên trong chìm nổi. Kết thúc, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Cứ như vậy kết thúc, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi ngờ nói, cái này sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ cổ thần, cứ như vậy được giải quyết. Tri thức có thời gian so nắm đấm dùng càng tốt hơn. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói hắn hiện tại mang theo mặt nạ, có thể nói ra các loại không muốn mặt. Không phải mỗi người đều giống như hắn, may mắn ngưng tụ ra ngụy bất hủ chi thân, cũng có nho ra thánh nhân chi nhãn, thứ ba thần nhãn các loại một hệ liệt cường lực hách, đi thăm dò cùng bất hủ có liên quan ký ức. Cũng không phải mỗi người đều giống như hắn, có thể có được các vị bạch tiền bối hữu nghị, có thể trực diện chân chính bất hủ. Thiên đạo bạch cái kia một lần gặp mặt,
có thể là thẳng chính vượt qua thời gian hạn chế, từ quá khứ trực tiếp hình chiếu đến Tống Thư Hàng trước mặt, để Tống Thư Hàng cùng Bất Hủ mặt đối mặt, cho hắn đánh xuống đối mặt Bất Hủ cơ sở. Đi thôi, ta muốn lấy về ta đồ vật. Tống Thư Hàng nâng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, nhanh chân hướng chân thực huyễn tượng cự nhân tiểu thế giới bước đi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt thấy Tống Thư Hàng trực tiếp đạp về chân thực huyễn tượng, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận chút, chân thực huyễn tượng rất quấn người. Không cẩn thận, sẽ lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói dù sao, toàn bộ cự nhân thế giới tất cả tin tức, toàn bộ tại trong đầu của hắn. Hắn đối cự nhân thế giới lý giải quá thấu triệt, cổ thần chân thực huyễn tượng hoàn toàn không cách nào đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt ngắm Tống Thư Hàng một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút bội phục. Từ cổ thần tập kích bắt đầu, vị này mặt nạ đạo hữu từ đầu tới đuôi đều duy trì một loại siêu nhiên bình tĩnh, tất cả đều phảng phất đang trong lòng bàn tay của hắn. Mà cổ thần cũng quả nhiên không thể tại vị này mặt nạ đạo hữu trong tay lật ra hoa gì lãng tới. Hảo cường. So với nàng cái này dáng chống đỡ lấy thiên đình dư đảng thủ lĩnh đáng tin hơn nhiều. Phượng Nghi cầm chủ tự hỏi làm không được loại này đáng tin trình độ, cho nên, nàng mới có thể nghĩ đến đi phục sinh thiên đế. Tính cách của nàng cũng không phải là có thể gánh vác lên loại này gánh nặng loại hình. Bởi vậy, đối mặt giống vị này mặt nạ đạo hữu loại này đáng tin tính cách loại hình lúc, nàng sẽ đặc biệt ghen tị. Chân thực huyễn tượng bên trong. Tống Thư Hàng tựa như về nhà đồng dạng, xe nhẹ đường quen tại huyễn tượng thế giới bên trong tiến lên. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn, cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tại cái này huyễn tượng thế giới công chính xác thực tìm tới mục tiêu. Trong lúc vô hình, hắn lại tại Phượng Nghi cầm chủ trước mặt huyễn kỹ thành công, Phượng Nghi cầm chủ ghen tị giá trị cộng một. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng mang theo Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, đi tới cổ thần vị trí. Cổ thần vẫn như cũ là mốc meo lông dài lục sắc slide bộ dáng. Tại trong cơ thể của nó, cái kia đoàn xương mù tà ma thân thể đã cùng nó hòa làm một thể. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói khẽ nói. Bị dung hợp đến loại trình độ này, liền không cách nào tùy tiện lấy ra. Nếu như bây giờ muốn đem nó cưỡng ép từ cổ thần thể nội lấy ra, rất có thể sẽ kích thích đến cổ thần, để nó khôi phục. Cho nên, cái này rất đáng tiền xương mù tà ma thân thể chỉ có thể dưng dưng bỏ qua. Thoáng đau lòng một chút về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tiếp xúc cổ thần thân thể, từ đó lấy ra một mảnh xương mù. Mảnh này xương mù là Tống Thư Hàng tự thân một bộ phận, bị hắn lặng lẽ để vào đến xương mù tà ma thân thể bên trong, xen lẫn trong cùng một chỗ. Thu hồi mảnh này thuộc về mình xương mù thân thể về sau, Tống Thư Hàng không có đưa nó dung hợp trở về, mà là trước đem nó tổn trữ đến không gian pháp khí bên trong. Cổ thần phi thường quỷ dị, mà lại nó cái kia ký sinh thủ đoạn cũng làm cho Tống Thư Hàng run rẩy, hắn không dám tùy tiện đem mảnh này thuộc về mình xương mù thân thể cho nhét trở về. Còn nữa, với hắn mà nói, như thế một mảnh nhỏ thân thể bộ phận, uống miếng nước liền có thể mọc trở lại. Sở dĩ phí sức thu hồi chính mình mảnh này xương mù thân thể, đều chỉ là vì để phòng vạn nhất, miễn cho cổ thần thật từ hắn mảnh này ngụy bất hủ thân thể bên trong lĩnh ngộ ra thứ gì tới. An tính lại tôn này cổ thần, nhìn qua lại còn có chút đáng yêu. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Lông xù tiểu đoàn tử, nhìn qua có chút manh. Đây là không có phóng đại tiền đề, nếu như ngươi phóng đại xem xét, sẽ phát hiện những thứ này đáng yêu mau mau đều là từng cây dữ tợn xúc tu. Tống Thư Hàng cười trả lời. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Đi, là thời điểm rời đi nơi này. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba toàn bộ chân thực huyễn tượng giải tán ra. Toàn bộ quá trình, lộ vẻ vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Tống Thư Hàng tại cổ thần chân thực huyễn tượng bên trong hành tẩu thời điểm, ngay tại dùng chính mình chân thực huyễn tượng năng lực, thẩm thấu cổ thần chân thực huyễn tượng dù sao, hắn đối cái này cự nhân thế giới thực tế hiểu rất rõ. Một hoa một cây, một ngọn cây cọng cỏ hắn toàn hiểu rõ tại tâm. Lại thêm hắn cái kia không cùng một tạo thành chân thực huyễn tượng năng lực, tại thẩm thấu sau khi hoàn thành, tâm ý của hắn khẽ động, liền đem cổ thần chân thực huyễn tượng cưỡng ép giải trừ. Chân thực huyễn tượng tiêu tán về sau, sau lưng cổ thần ngủ say thân thể đột nhiên có chút run rẩy. Nó động, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt khẩn trương nói. Phốc tựa hồ là đánh cái khò khè. Ngủ say bên trong cổ thần thân thể có chút nâng lên,
theo nó thể nội, có một vật bị phun ra ra. À, Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Ngủ thổ sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, duỗi ra ngón tay. Cái kia bị cổ thần phun ra đồ vật, phảng phất tiếp thu được triệu hoán, nhẹ nhàng hiện lên, rơi vào Tống Thư Hàng giữa ngón tay. Đây là một cái ấn. Nhìn cùng bát phẩm thánh ấn có chút tương tự, nhưng nó cao cấp hơn. Không phải ngủ thổ, mà là nó, đã mất đi một bộ phận quyền hạn. Bộ phận này quyền hạn, bị phân chia ra đến, ngưng tụ thành ấn. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn thẩm thấu phá trừ cổ thần chân thực huyễn tượng, chính là một cái khế ước, một cái kíp nổ. Tại cự nhân thế giới chân thực huyễn tượng bị phá ra về sau, cổ thần liền triệt để đã mất đi đối thế giới kia trưởng khống vô luận là hiện thực, vẫn là quyền hạn phương diện. Hiện thế bên trong, cái kia cự nhân tiểu thế giới đã cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới quan hệ song song, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành hạch tâm thế giới một bộ phận. Phương diện tinh thần, cự nhân tiểu thế giới tất cả tin tức, số liệu, đều đã tại Tống Thư Hàng não hải. Quyền hạn phương diện, liền chân thực huyễn tượng đều bị Tống Thư Hàng thẩm thấu, phá vỡ. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng đạt thành xoán vị tiền trí điều kiện. Tống Thư Hàng đưa tay tại phương này ấn lên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ấn ký bên trên, nguyên bản thái cổ văn tự tiêu tán. Sau đó ba giới hai chữ, phù hiện ở phương này ấn ký phía trên. Từ đây, hắn chính là cái kia cự nhân tiểu thế giới giới chủ bá bá. Địa vị âm ảnh lĩnh chủ đại lão mộng giới ý chí quy tắc tập hợp thể bạch tiền bối tạo thần kế hoạch thế giới thụ. Tiếc nuối duy nhất là, cái kia cự nhân tiểu thế giới cùng thiên đế thế giới đồng dạng, đã sụp đổ không sai biệt lắm, trên đó đã không có sinh linh tồn tại. Nếu như đem âm ảnh lĩnh chủ đại lão ví von thành nắm giữ thực quyền thật một nước chi chủ, cái kia lúc này Tống Thư Hàng chính là tại một cái nho nhỏ trên hoang đảo cắm cờ, chiếm đảo là vua lưu manh hoàng giả. Nói thật, tại cái này giới chủ ấn rơi bảo ra trước đó, Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới cái kia nhân tạo cự nhân tiểu thế giới vậy mà là một cái bị hiện thế thừa nhận chư thiên vạn giới hợp pháp vị diện. Hợp pháp loại vật này, chính là thân phận chứng minh. Lúc trước Tống Thư Hàng tại tiếp nhận cái kia cự nhân tiểu thế giới lúc, nó đã chỉ còn một cái đáng thương tinh cầu. Liền tự thân vốn có vị diện đều đã không còn tồn tại. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng tại cái này bá giới chi ấn lên mơn trớn. Không có thuộc về mình vị diện, đơn thuần chỉ còn lại một cái thế giới, dạng này giới chủ là tàn tật. Nói không chừng qua chút thời gian, liền sẽ bị thủ tiêu chư thiên vạn giới hợp pháp vị diện tư cách. Nếu như mất đi tính hợp pháp, cái kia không khỏi quá đáng tiếc điểm cho dù là hoang đảo vương giả. Vậy ít nhất cũng là cái chính thức thừa nhận vương giả không phải. Đạo hữu đang đáng tiếc cái gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi hoặc hỏi. Rõ ràng là giết quái nhặt bảo quá trình, rõ ràng thu được một cái vị diện giới chủ ấn ký, đây là song trọng vui vẻ, vì cái gì mặt nạ đạo hữu tựa hồ còn thật đáng tiếc dáng vẻ. Mặt khác, chẳng biết tại sao, bá giới giới chủ cái danh xưng này đều khiến trong nội tâm nàng có chút xúc động, phảng phất có cây châm dài đang không ngừng đâm nội tâm của nàng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, thế giới này, là không hoàn chỉnh. Dù cho cự nhân thế giới cùng hắn hạch tâm tiểu thế giới dung hợp, cũng không thể để nó hoàn thành vị diện hoàn chỉnh hóa. Cho nên, như nghĩ bảo trì chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận hợp pháp tư cách, nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp cự nhân thế giới vị diện. À, nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bù đắp, Tống Thư Hàng duỗi ra hai tay, nhìn xem tay trái của mình. Nhìn xem tay phải của mình, sau đó hai tay hợp đến cùng một chỗ, cười nói, rượu a. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Có được hai tầng mặt nạ, không cách nào bị đọc mặt về sau, các đại lão cùng Tống Thư Hàng giao lưu liền sẽ biến khó khăn. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung hắn hiện tại mặt là mấy cái soái khí hình tiền bối dung hợp, đơn thuần chỉ nhìn cái cằm khuôn mặt, phi thường soái khí. Ta nghĩ đến một ý kiến hay. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp. Ta có một cái mất đi vị diện, chỉ còn tinh cầu cự nhân thế giới, ta có một cái mất đi tinh cầu, chỉ còn vị diện xác không thiên đế thế giới. Ân cự thiên thế giới. Có lẽ quay đầu, hắn có thể thử một chút đem cự nhân thế giới cùng sụp đổ thiên đế thế giới tiến hành tổ hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem thiên đế thế giới tịnh hóa một chút. Cái này ngược lại không có vấn đề, hắn hiện tại tay cầm mạnh nhất bá thần trụ đế diệt trụ.
Đế diệt trụ hoàn toàn có thể đem toàn bộ thiên đế thế giới bên trong hàng tinh virus thu dẫn tới cùng một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp tổn trữ hoặc là phong ấn. Mặc dù không biết đạo hữu nghĩ đến cái gì, nhưng tóm lại. Chúc mừng đạo hữu trở thành giới chủ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói. Tạ ơn, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn đưa tay, đem bá giới giới chủ chi ấn thu nhập thể nội. So sánh với thắng tam nhãn thiếu niên tiền bối một ván đến, giới chủ ấn mới là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Giới chủ, đặc biệt là chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận giới chủ, là có đặc quyền. Loại này đặc quyền, không giới hạn định vào giới chủ chỗ thống trị một giới bên trong, tại phương diện khác cũng không ít đặc quyền, tỉ như nói. Độ kiếp, cái đặc quyền này, là chính thức thừa nhận giới chủ cả một đời cũng sẽ không dùng tới đặc quyền. Giới chủ có hai loại. Một loại là giống mộng giới quy tắc tập hợp thể như thế, chỉ là đơn thuần quy tắc cụ hiện hóa, cũng không có độ kiếp khái niệm. Một loại khác chính là âm ảnh đại lão loại kia tình huống đặc biệt, vô cùng cường đại trường sinh giả dùng thần thông của mình thủ đoạn, dung hợp một giới, trở thành giới chủ. Trường sinh giả đại lão, có thể độ kiếp đã sớm độ xong. Căn bản không dùng đến cái đặc quyền này. Nhưng là, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối lại có thể dùng tới cái đặc quyền này. Cái này giới chủ quyền hạn hẳn là ban đầu ở cự nhân tiểu thế giới trong phong ấn lúc, không biết Bạch 1 đến 33 cùng hắn nhắc tới ảnh hưởng cửu phẩm thiên kiếp thủ đoạn. Nguyên bản kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp, tại thiên lôi bằng tốt nghiệp cộng béo cầu đại lão nghiên cứu cộng phân thân ta đã vượt qua số ngày, đại khái có thể áp xúc thành 1 năm 2 tháng cửu phẩm thiên kiếp. Hiện tại, lại thêm giới chủ quyền hạn lời nói, cái này thời gian dự tính giữ gốc còn có thể lại yếu bớt một nửa trở lên. Để còn sót lại cửu phẩm thiên kiếp biến thành nửa năm chi kiếp. Tống Thư Hàng ở trong lòng tính ra nói. Nếu như chỉ là nửa năm kiếp, cũng không phải quá dài dằng dặc. Mà lại, Bạch Tiền Bối bên kia cũng hoàn thành tạo thần kế hoạch, đoán chừng Bạch Tiền Bối cũng có thể điều động mộng giới thế giới thụ giới chủ quyền hạn. Béo cầu đại lão nghiên cứu tin tức, Tống Thư Hàng có thể cộng hưởng cho Bạch Tiền Bối. Như vậy đến lúc đó, Bạch Tiền Bối cùng hắn hẳn là có thể đồng bộ kết thúc cửu phẩm thiên kiếp. Chứng đạo kiếp tiên. Nói cách khác nhiều nhất nửa năm sau, ta còn có thể lại tìm tam nhãn thiếu niên tiền bối cược cuối cùng một ván, đắc ý. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tốt nhất là hắn cùng Bạch Tiền Bối có thể kết thúc cửu phẩm thiên kiếp thời gian, có thể thoáng ngăn cách một chút xíu. Cứ như vậy, hắn một khi tấn thăng kiếp tiên về sau, liền ngựa không ngừng vó đi tìm tam nhãn thiếu niên tiền bối, hoàn thành một lần cuối cùng đánh cược. Một khi cược xong tán tài hoàn tất. Hắn lại ngay lập tức đem tán tài vương tọa đổ ước tư cách chuyển giao cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tấn thăng kiếp tiên về sau, liền có thể cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối hoàn thành một lần cuối cùng đánh cược. Lấy Bạch Tiền Bối vô địch khí vận, một hơi móc sạch tam nhãn thiếu niên tiền bối tiền riêng cũng không phải mộng. Mỹ tích hung ác. Thật tốt, Tống Thư Hàng khóe miệng thiếu dung sán lạn. Từ đó, trong cơ thể hắn, 7 viên thánh ấn phân tán ra đến. Mỗi một mai thành ấn chấn áp một cái tiểu đan điền. Bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt, bá U, bá Đao, 7 cái tiểu đan điền, vừa vặn người tay một ấn. Mà bá giới chi ấn vừa bị lưu tại bản mệnh đan điền bên trong, trôi nổi tại cưỡi bản mệnh kình đan nguyên anh bên cạnh thân. Chỉnh chỉnh tề tề 7 cộng 1 đại ấn. Bát đại ấn có chút cộng minh, tại giới chủ chi ấn trả lại bên dưới. Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ đạt được dễ thấy tăng lên chờ trở lại hiện thế về sau, 8 ấn tiến vào nhục thân, liền có thể tăng thêm một bước nhục thân cường độ, lấy có thể kéo đến chứng khoảng cách một hơi tăng lên Tống Thư Hàng tu vi. Mà lại, bây giờ cái này giới chủ chi ấn đối ứng cự nhân thế giới vẫn còn không trọn vẹn hình thức. Một khi Tống Thư Hàng thành công đưa nó cùng thiên đế thế giới dung hợp, hắn trả lại cường độ sẽ tiến thêm một bước. Liền trường sinh giả tại trở thành giới chủ về sau. Tu vi cùng chiến lực đều có thể tăng thêm một bước, Tống Thư Hàng cái này bát phẩm huyền thánh trở thành giới chủ về sau, tăng phúc sẽ chỉ càng mạnh. Cuối cùng, trước lúc rời đi, Tống Thư Hàng đưa tay, đem Bạch Tiền Bối cánh tay phá hủy xuống tới. Phượng Nghi cầm chủ. Ta lần này tiến vào thiên đạo ngục, là cùng một vị tiền bối đánh cược tìm một kiện đồ vật. Tống Thư Hàng cười quăng lên Bạch Tiền Bối cánh tay đều là Bạch Tiền Bối cánh tay dẫn dắt đến hắn tiến vào chỗ này thiên đạo phòng tối. Chứ cái này cổ thần bên ngoài, tam nhãn thiếu niên tiền bối muốn tìm bảo vật, cũng có rất lớn khả năng ở vào bên trong không gian này. Xoay tròn đi, bạch cánh tay kim đồng hồ. Đem may mắn, mang cho ta. Soái khí tam nhãn tiền bối nha,
lần này đánh cược lớn nhất không công bằng, chính là ta mang theo bạch tiền bối cánh tay a. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác mặt nạ đạo hữu ngươi tại tìm đường chết. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai, tại hắn bên tai nói. Tống Thư Hàng, ta tìm đường chết, có rõ ràng như vậy. Đang khi nói chuyện, trong hư không thuộc về bạch tiền bối cái kia cánh tay ngừng xoay tròn lại. Bạch tiền bối bàn tay chỉ hướng một vị trí chính là mốc meo lông dài lục sắc slai cổ thần vị trí. Cũng liền nói, thuộc về tam nhãn thiếu niên tiền bối bảo vật, ngay tại cổ thần trên thân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Quả nhiên ta trước đó không nghe lầm, là cái này miệng đam mê. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trong lòng hơi động. Vị này mặt nạ đạo hữu, chẳng lẽ cũng là viễn cổ thiên đình một vị nào đó đạo hữu? Mà lại, rất có thể là cùng Bắc Phương Đại Đế nhà Quy Quy quan hệ tương đối tốt thành viên. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đối diện cổ đạo hữu thân phận chân thật, tò mò mặc dù biết rõ đối phương mang theo mặt nạ, chính là không muốn bại lộ thân phận chân chính, nhưng biết thì biết, hiếu kỳ loại vật này cũng không phải chính mình có thể khống chế. Nàng có thể làm nhiều nhất là khắc chế chính mình, không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu vị này mặt nạ đạo hữu thân phận. Nhưng nếu như là bị động đạt được một chút tình báo, suy đoán ra được vị đạo hữu này thân phận, thì không thể trách nàng. Bảo vật, là cái này cổ thần sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt ngẩng đầu ngắm nhìn không trung chi kia nhìn rất có mị lực cánh tay, lên tiếng hỏi. Mặc dù chỉ là một cái cánh tay, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn chính là mị lực tràn đầy, khiến người có loại muốn chiếm hữu hắn xúc động. Bảo vật không phải cổ thần, thời gian tuyến lên không khớp. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bảo vật là tại thiên đạo cẩu đản tra tiền nhiệm sau thật lâu, mới phát xạ đến hiện thế. Sau đó bị thiên đạo cẩu đản tra ném tới thiên đạo phòng tối bên trong. Mà cổ thần là Tống Thư Hàng trước đó không lâu vừa phát xạ đến thiên đạo phòng tối bên trong. Mà lại, lúc trước Tống Thư Hàng tại cự nhân tiểu thế giới lúc, đã từng tiếp xúc qua liên quan tới cổ thần bộ phận ký ức, cũng đưa chúng nó diễn hóa ra. Lúc ấy, cổ thần đột nhiên lâm vào cuồng bạo trạng thái, cũng là bởi vì trong hư không xuất hiện to lớn ánh mắt hình chiếu vỡ vụn hình tượng kia là thứ hai thiên đạo tam nhãn phá diệt, chư thiên vạn giới toàn bộ sẽ xuất hiện dạng này hình chiếu tình huống. Nói cách khác, cổ thần là tại thiên đạo tam nhãn còn tại thời điểm, liền đã tồn tại. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, như vậy, là bảo vật tại cái này cổ thần trên thân. Đúng, hẳn là dạng này không sai. Hao tổn tâm trí, Tống Thư Hàng nói. Hắn cũng không muốn quá độ kích thích ngủ say cổ thần. Dứt lời, hắn dùng thứ ba thần nhãn khóa chặt ngủ say cổ thần, ở trong cơ thể nó tìm tòi thân là đã từng giới chủ, cổ thần thân thể phi thường đặc thù. Bị nó cất giấu bảo vật vậy mà có thể ngăn cách thứ ba thần nhãn thăm dò. Tống Thư Hàng dùng thứ ba thần nhãn quét một lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ, muốn ta đem toàn bộ cổ thần nâng lên đến, mang về đến hiện thế, giao cho tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tống Thư Hàng xoa cằm. Nói thật, hắn không muốn đem gia hỏa này mang về đến hiện thế. Gia hỏa này là cái phiền toái lớn, không cẩn thận sẽ hủy diệt một cái tiểu vị diện tai họa. Trên lý luận đến nói, để nó tiếp tục ở tại thiên đạo phòng tối bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Suy tư một lát sau. Tống Thư Hàng trong lòng có quyết tâm, tốt a, tam nhãn tiền bối. Lần này ngươi đã kiếm được, mua một tặng một, thu hồi bảo vật đưa tặng cổ thần một tôn. Ngủ say cổ thần, hơn nữa còn là xúc tu hệ, hẳn là sẽ phù hợp tam nhãn tiền bối thẩm mỹ. Muốn đem toàn bộ cổ thần mang đi ra ngoài, Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Không sai, Tống Thư Hàng đưa tay, đem trong hư không may mắn bạch cánh tay kim đồng hồ thu hồi, trang đến chính mình khuỷu tay trái bên trên. Tiếp lấy hắn vung tay lên một cái, tụ lý càn khôn. Cổ thần bị chứa vào đến tụ lý càn khôn không gian. Đồng thời còn có cái kia đoàn bị Tống Thư Hàng vò thành đoàn lông xúc tu, cũng bị cùng nhau chứa vào. Tiếp xuống, chúng ta lập tức về hiện thế, Tống Thư Hàng nhanh chóng nói. Cổ thần loại này tồn tại cường đại, nếu như không phải ngủ say bên trong, Tống Thư Hàng căn bản là không có cách đưa nó chứa vào đến tụ lý càn khôn. Cho nên, phải thừa dịp lấy không có cho cổ thần mang đến càng lớn kích thích trước, bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó đưa vào đến tam nhãn tiền bối vậy đi. Được a. Vậy ta tiếp tục lẳng lặng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trả lời. Mặc dù vừa rồi nàng rất sinh động, nhưng trở lại hiện thế về sau, nàng liền lại phải một lần nữa xa vào đến lẳng lặng trạng thái,
an tĩnh tiếp nhận một chút chính mình bản thể vong sự thật. Tống Thư Hàng, Phượng Nghi tiên tử ngươi lẳng lặng dáng vẻ, rất có ta bế quan phong cách. Một lát sau, Tống Thư Hàng mai rùa tiên thuyền ra tốc, siêu một chút, đột phá thiên đạo ngục hạn chế, xuất hiện đến hiện thế không gian. Lần này, hắn lựa chọn điểm đặt chân là sụp đổ thiên đế thế giới. Vừa tiến vào thiên đế thế giới lúc, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cứng đờ. Cái này thiên đế thế giới, nàng không thể quen thuộc hơn được. Dù sao lúc trước chế tạo thế giới này lúc, nàng cũng xuất lực qua. Thiên đế thế giới, vậy mà sụp đổ thành cái dạng này. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên muốn khóc. Đây chính là viễn cổ thiên đình thời đại, nàng cùng đông đảo thiên đình hảo hữu nhóm, một chút xíu kiến tạo lên thế giới, tràn ngập nàng mỹ hảo hồi ức. Viễn cổ thiên đình hỏng mất, không nghĩ tới liền thiên đế thế giới cũng bị hủy đi. Nồng đậm thương cảm hiện lên ở nàng trong lòng. À, ngươi lại trở về rồi. Rèn sắt Đông Phương tiền bối đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mai rùa tiên thuyền trước đây không lâu, hắn tựa hồ quên đi bá tống nguyên thần hình chiếu. Sau đó một hồi về sau, hắn tựa hồ lại nhớ ra rồi. Nhưng lại một hồi về sau, hắn lại quên đi. Hiện tại, hắn lại nhớ lại Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Ta mẹ nó được lão niên chứng mất trí nhớ. Vẫn là lặp đi lặp lại hình, Đông Phương đại đế nội tâm sụp đổ. Đông Phương tiền bối, Bạch Cốt tiên tử, ta đi một chút một hồi liền trở về. Tống Thư Hàng nhanh chóng kêu lên. Sau đó, không cho trên bờ vai Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt thời gian phản ứng, hắn liền nhanh chóng trốn vào đến tán tài vương tọa về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối không gian. Bởi vì, bản thể của hắn còn tại thiên hỏa lô trước nhóm lửa. Không thể để cho Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn thấy bản thể hắn khuôn mặt. Hắn phải làm điểm phòng hộ biện pháp. Mặt khác, không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng luôn cảm giác chính mình bản thể nhục thân bên trong, tựa hồ nhiều một chút dư thừa đồ vật. Tam nhãn tiền bối thế giới. Vừa rồi kia là Đông Phương Đại Đế, còn có Bạch Cốt tiên tử. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kích động nắm lấy Tống Thư Hàng bả vai, mặt nạ đạo hữu, người đến cùng là ai? Ngươi cũng là thiên đình thành viên sao? Đừng hoảng hốt, Phượng Nghi tiên tử. Ta cũng không phải là viễn cổ thiên đình thành viên. Tóm lại, một hồi ta dẫn ngươi đi thấy các nàng. Hiện tại, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tống Thư Hàng an ủi Phượng Nghi cầm chủ nói. Một hồi, hắn trước hết để cho bản thể đem đầu giấu đến hạch tâm thế giới đi. Sau đó lại thông qua bạch tiền bối lúc trước cho hắn pháp khí, áp chế một chút trên người thánh hào. Chỉ cần không nhìn thấy đầu. Chỉ nhìn thân thể, Phượng Nghi cầm chủ hẳn là không nhận ra thân phận chân thật của hắn. Nếu như Phượng Nghi cầm chủ nhìn xem cái kia không đầu nhục thân cũng có thể nhận ra hắn, vậy hắn không lời nào để nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe vậy, yên tĩnh trở lại. Dù sao Đông Phương Đại Đế cùng Bạch Cốt tiên tử đều ở bên ngoài, cũng chạy không được. Càng quan trọng hơn là, nàng không thể không yên tĩnh. Bởi vì nàng đã nhận ra đối diện cái kia tam nhãn thiếu niên. Từ đối phương trên thân truyền ra ngoài đáng sợ lực áp bách. Cửu u chúa tể. Tam nhãn tiền bối, ta trở về á. Tống Thư Hàng nói. Vừa vào nhà về sau, hắn trước lặng lẽ cho tam nhãn tiền bối cùng chồng mắt quản gia phát cái nói chuyện riêng truyền âm. Mời tam nhãn tiền bối cùng chồng mắt quản gia không cần kêu gọi hắn thánh hào cùng tên thật, không được lộ ra thân phận của hắn. Tư xong, hắn chuẩn bị đem cổ thần từ trong tụ lý càn khôn móc ra. Tiểu Hàng. Ván này, ta thua, còn không đợi Tống Thư Hàng móc cổ thần, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền một mặt tuyệt vọng trả lời. Tống Thư Hàng, Tiểu Hàng, lão gia lần này nhưng thảm, trong mắt quản gia nhảy đát ra, giải thích nói, hắn hóa thân cùng mai rùa tiên thuyền vừa tiến vào đến thiên đạo ngục bên trong, liền bị thiên đạo ngục bên trong một cái ẩn tàng thủ đoạn bắt giữ. Bây giờ, hóa thân bây giờ bị vây ở thiên đạo ngục bên trong, liền chân quý mai rùa tiên thuyền cũng bị tịch thu. Hóa thân chỉ ở tối hậu quan đầu, đem cái này tuyệt vọng tin tức truyền tới mà lại, ta hoài nghi hóa thân có thể đem tin tức truyền ra ngoài, cũng là cái kia thiên đạo ngục không gian đã sớm thiết lập tốt đâm tâm chương trình. Là cái kia toàn thân bọc tại hắc bạch đường vân vớ bên trong xuẩn rồng, đây là nó lưu lại hèn hạ ám thủ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối oán hận nói. Tống Thư Hàng. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng được. Nguyên lai là thiên đạo cẩu đản tra thủ đoạn. Nó tại thiên đạo phòng tối bên trong, lưu lại nhằm vào tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị ở sau.
Rất có thể là lúc trước thái cổ thời đại, tam nhãn thiếu niên tiền bối lần thứ nhất đem bảo vật bắn ra đi, bị thiên đạo cẩu đản cha bắt được, ném vào đến thiên đạo phòng tối về sau, thiên đạo cẩu đản cha liền tay tăng lên thiên đạo ngục một chút thiết trí, nhằm vào tam nhãn thiếu niên tiền bối bố trí chuẩn bị ở sau. Thiên đạo cẩu đản cha đã sớm dự liệu được tam nhãn thiếu niên tiền bối khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi thiên đạo phòng tối bên trong móc bảo, mới có thể lưu lại dạng này hố mắt chuẩn bị ở sau. Mặc dù không biết tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng thiên đạo cẩu đản cha ở giữa đến cùng có cái gì gút mắc. Từ trước mắt xem ra, hai gia hỏa này là oan gia. Nói cách khác, cái này đánh cược vừa mới bắt đầu, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngươi liền game over sao? Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay một vuốt tóc của mình, đem chính mình kiểu tóc chỉ lên trời vuốt tốt, tiền bối, ngươi không thể không thừa nhận, đây chính là vận khí a. Ha 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 ha. Ầm ầm trên bầu trời, sấm chớp, tùy thời muốn hạ phùng mưa đá. Bá Tống đạo hữu, lời này ngươi nhanh xóa, để cho ta tới nói. Trong mắt quản gia nói chuyện riêng nhắc nhở, ngươi đã không thể lộ ra thân phận của mình, vậy liền đừng quá mức tại đâm lão gia nội tâm. Miễn cho lão gia giận dữ, giống to ra đạo hiệu của ngươi đến, bại lộ thân phận của ngươi, bị ngươi trên bờ vai móng vuốt nhỏ phát giác. Tống Thư Hàng trong lòng giật mình. Vội vàng đưa tay đem chính mình chỉ lên trời vuốt tốt kiểu tóc cho ép trở về, khục, tam nhãn tiền bối, ván này tranh tài, người không thua ở khí vận, mà là thua ở ngoài ý muốn. Cái này không thể trách ngươi, chỉ có thể nói thiên đạo cẩu đản cha đa mưu túc trí. Thiên đạo cẩu đản cha, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trong lòng hơi động mặt nạ đạo hữu, là thiên đạo con riêng. Lời này của ngươi ta thích nghe, tam nhãn thiếu niên tiền bối nghe được cẩu đản cha xưng hô thế này lúc. Tâm tình vui vẻ. Sau đó tiền bối, lần này ta tìm được ngươi bảo vật, hơn nữa còn mua một tặng một. Tống Thư Hàng dứt lời, tay áo vung lên, đem cổ thần cho ném ra ngoài. Nhìn thấy cổ thần lúc, tam nhãn thiếu niên tiền bối ba con mắt khóe mắt đồng thời co lại. Nó một chút liền có thể nhìn ra, cái này cổ thần là phiền phức đồ vật, ở vào cuồng bạo trạng thái, một khi tỉnh lại liền sẽ phá hủy bên cạnh tất cả mọi thứ. Tiểu Hàng ngươi quá khách khí. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, bảo vật ta có thể lấy về, đưa tặng phẩm vẫn là trả lại cho ngươi đi. Ta thụ chi không dậy nổi. Tiền bối ngươi không nên khách khí, đây là ta một điểm tâm ý. Tống Thư Hàng khách khí cộng bá đạo trả lời, ta Tiểu Hàng đưa ra đồ vật, liền không có thu hồi đi đạo lý. Ngươi cái đại hố hàng, tam nhãn thiếu niên tiền bối cuối cùng dở khóc dở cười nói, ngươi một mực bẫy ta như vậy, lương tâm sẽ không đau sao. Lần trước đem cái kia cửu u cầu chúa tể phân thân Tiểu Hào trực tiếp dẫn tới hắn tiểu thế giới, xem như tiền đánh bạc vậy thì thôi. Lần này lại rút cái sống cuồng bạo cổ thần tới. Lương tâm, à đúng, tam nhãn tiền bối ngươi muốn sao? Tống Thư Hàng thuần thục đưa tay tại trên lồng ngực của mình đập một cái sau đó, nguyên thần đồng bộ ở xa thiên đế thế giới bên trong nhóm lửa bản thể, thuần thục từ bản thể trong lồng ngực móc ra một viên lưu ly trái tim. Cái này trái tim lấp lánh, như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Trong mắt quản gia, tam nhãn thiếu niên tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Không có ý tứ, trước đó móc quen thuộc, Tống Thư Hàng lúng túng nói trước đó luyện khí thời điểm, một hơi rút 66 cái nhảy nhót tưng bừng trái tim, móc lấy móc, đều móc ra phản xạ có điều kiện. Người khác hỏi một chút hắn tâm đâu? Hắn liền vô ý thức nghĩ móc tim hoa tử. Tống Thư Hàng đưa tay, lại muốn đem lòng này hoa tử nhét hồi vốn thể lồng ngực đi. Nhưng khi hắn nghĩ nhét trở về lúc, lại phát hiện bản thể trái tim bên trong đã một lần nữa sinh trưởng ra một viên lưu ly trái tim. Cái này lúng túng. Có thời gian, dài lại tốc độ quá nhanh, cũng khiến người phiền não. Không phải sao, mới lưu ly trái tim đã mọc ra, vậy hắn trong tay cái này mai vừa móc ra còn nóng hổi lưu ly trái tim. Liền không nhà để về, phi thường đáng thương. Luôn cảm giác cái này tình cảnh, mơ hồ có điểm quen thuộc ký thị cảm. Nhét không trở về, trong mắt quản gia thấy Tống Thư Hàng cầm trái tim tay rằng co giữa không trung, liền lên tiếng suy đoán hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Thật không hổ là Tiểu Hàng, cái này trùng sinh tốc độ cùng ta không kém cạnh. Trong mắt quản gia khen, nó là càng ngày càng vừa ý bá Tống đạo hữu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe đến đó lúc, lại đột nhiên có chút lo lắng bắt đầu. Vị này mặt nạ đạo hữu, móc ra trái tim về sau,
lại mọc dài ra mới trái tim, cho nên cũ trái tim liền không có vị trí. Cái kia nàng đâu? Nàng bản thể vong, nhưng là lại không giống như là triệt để chết đi. Theo mặt nạ đạo hữu suy đoán, nàng bản thể rất có thể là chết đột, mượn tử vong đến thoát ly viễn cổ thiên đình chi đạo, thu hoạch được thân tự do. Cái kia nàng bản thể tại phục sinh thời điểm, có thể hay không sinh ra một con mới móng vuốt đến. Nếu quả như thật sinh ra mới móng vuốt, cái kia vị trí của nàng làm sao bây giờ? Nàng là tất phương huyết thống, là chỉ có một móng thần cầm. Hai cái móng vuốt, chẳng phải là huyết thống bất chính. Cái kia đến lúc đó, bản thể chẳng phải là không cần nàng cái móng vuốt này rồi. Càng nghĩ đến nơi đây, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt liền càng cảm thấy không lành. Phượng Nghi tiên tử thế nào? Tống Thư Hàng cảm giác trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt càng bắt càng chặt, liền nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không có việc gì, để ta mới hảo hảo lặng lặng. Ta khả năng cần kéo dài lặng lặng thời gian. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cố gắng bảo trì chấn định, không cho người khác nhìn ra lòng của nàng hoảng. Được, vậy ngươi tiếp tục lặng lặng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dù sao Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lẳng lặng cùng hắn đốn ngộ bế quan đồng dạng không đáng tin cậy, tính một hồi, lại có chuyện cần lẫn vào một chút, lẫn vào xong lại tiếp tục lẳng lặng một hồi. Tóm lại, lẳng lặng lại không ảnh hưởng sinh hoạt. Đối diện tam nhãn thiếu niên nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay lưu ly trái tim, lại nhìn Tống Thư Hàng tặng phẩm cổ thần, như có điều suy nghĩ. Người cái này lưu ly trái tim đã vô dụng à? Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng hỏi. Cũng không phải nói vô dụng, chỉ ít nó vẫn là luyện khí tài liệu tốt. Tống Thư Hàng liều mạng bảo hộ chính mình trái tim tôn nghiêm, không thể để cho chính mình móc ra trái tim hạ giá. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay nói, cái kia cho ta đi, người mới vừa nói qua muốn cho ta. Tiền bối, mời thiện đãi nó. Tống Thư Hàng đưa tay chỉnh trọng đem cái này lưu ly trái tim đưa cho tam nhãn thiếu niên tiền bối, ta đây chính là đem trái tim đều móc ra cho ngài a, tiền bối. Sẽ không thật dễ nói chuyện liền câm miệng cho ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trách mắng, cái này giảng chính là lộn xộn cái gì lời nói, làm hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa phải có gian tình đồng dạng. Lão gia, đây chính là tiểu hàng một khỏa chân tâm, người cũng không thể bạc đãi tiểu hàng a. Bên cạnh, trong mắt quản gia còn rất không thức thời muốn vì bá Tống ngư phúc lợi. Người ta bá Tống liền chân tâm đều móc ra, lão gia ngươi không trở về điểm lễ cái gì, có ý tốt. Là được cho tiểu hàng một điểm đáp lễ, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng khách khí, tiền bối người tuyệt đối không nên khách khí với ta. Người lúc này khách khí với ta, chính là xem thường ta tiểu hàng. Tống Thư Hàng liên tiếp khoát tay lúc này, hắn nào dám muốn cái gì đáp lễ. Vạn nhất tam nhãn thiếu niên tiền bối đem móc xong bảo bối cổ thần lại chuyển giao đưa tặng trở về làm sao bây giờ. Trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên lại một trận. Mặt nạ đạo hữu tiểu hàng cùng vị này cửu u chúa tể quan hệ giữa, quá tốt rồi a. Từ tiếp xúc đến hiện tại, cửu u chúa tể thế gian này tồn tại khủng bố nhất hình tượng, tại Phượng Nghi cầm chủ trong lòng có nghiêng trời lệch đất chuyển hóa. Cửu u chúa tể, đều như thế hòa ái dễ gần. Như thế tốt ở chung. Là thế giới thay đổi, vẫn là ta tri thức tụt hậu bị thời đại từ bỏ. Hồi lễ vẫn là cần, người cũng không cần khách khí với ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói hắn đột nhiên quay người, nắm lên trong mắt quản gia hai đầu xúc tu. Giơ tay chém xuống. Tại trong mắt quản gia có rút đau đớn tiếng kêu bên trong, hai đầu hoạt bát xúc tu bị tam nhãn thiếu niên tiền bối cắt xuống, đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, lễ vật này, muốn ta làm sao thu a? Hắn nghìn tính vạn tính. Cũng không nghĩ tới tam nhãn thiếu niên tiền bối sẽ như vậy tặng quà. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cũng là trợn mắt hốc mồm. Lão gia, lần sau cắt ta xúc tu lúc, trước cùng ta nhắc nhở một chút. Rất đau, trong mắt lão quản gia ở một bên u oán nói. Nghe nó ngữ khí, nó tựa hồ không phải lần đầu tiên bị cắt xúc tu. Mà lại, nó trước đó nói qua, chính mình trùng sinh năng lực cùng Tống Thư Hàng có so. Quả nhiên. Cũng liền nói chuyện thời gian, nó bị chặt xuống xúc tu đã trùng sinh trở về. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Nàng thật không biết phải nói gì, một cái bản năng móc tim hoa tử, một cái khác chặt tay đều là chuyện thường ngày. Thời đại này, chẳng lẽ đoàn người đều lưu hành đưa trên người mình khí quan?
Cái này hai cây xúc tu, cũng là chân quý luyện khí bảo vật. Đệ tử của ngươi phải cùng ngươi luyện chế đồng dạng pháp khí đi, sẽ dùng tới cái này hai đầu xúc tu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, liền có ô tặc bạo quân song đao cái này pháp khí, Tống Thư Hàng đệ tử nếu có luyện đao, vừa vặn có thể cầm cái này hai đầu xúc tu luyện đối đao. Tiểu Hàng, dùng ta xúc tu luyện đao, giữ gốc bát phẩm cất bước, tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Ngươi có thể yên tâm, trong mắt quản gia dựng thẳng lên nhân loại hai tay ngón tay cái, tự hào nói. Hắn tự hào, giống như thực chất, để Phượng Nghi cầm chủ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Quản gia, đây rốt cuộc có gì có thể tự hào a? Bên cạnh, tam nhãn thiếu niên tiền bối cầm Tống Thư Hàng trái tim, nhếch miệng lên hắn chuẩn bị đem cổ thần, phong ấn đến quả tim này bên trong đi. Mà lại, chuyện này hắn không định lén lút đi làm. Hắn muốn ngay trước mặt Tống Thư Hàng, đem trong ngủ mê suy yếu cổ thần, cho phong ấn đến Tống Thư Hàng trái tim bên trong đi, để hắn tâm tính bạo tạc. Ta, cửu U chúa tể, chính là muốn trước mặt người khác làm ác. Ngươi càng là khổ sở, ta thì càng vui vẻ. Quản gia, đem ta bộ kia cứu cực phong ấn đại trận cho rời ra ngoài chính là bộ kia ta vì bắt giữ đầu văn vớ rồng mà chế tác phong ấn đại trận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói. Từ khi lần trước tại cửu U thế giới, hắn vụng trộm dáng lâm Tống Thư Hàng trên thân về thăm nhà một chút thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đầu văn vớ rồng vậy mà cũng phụ trên người Tống Thư Hàng lặng lẽ về nhà. Tam nhãn thiếu niên tiền bối liền xác định đầu văn vớ rồng cửu U thể cũng còn sống sự thật. Thế là, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngay tại âm thầm mưu đồ, chuẩn bị lúc nào thình lình đâm đầu văn vớ rồng cửu U thể đến một đao, lại đem nó phong ấn cái mấy trăm năm. Bộ này cứu cực phong ấn đại trận, chính là dưới tình huống như vậy sinh ra. Được lão gia, trong mắt quản gia quay người tiến về nhà kho. Nó mặc dù thường xuyên đâm lão gia tâm, cánh tay ra bên ngoài ngoặt, điên cuồng vì bá Tống tiểu hữu muốn chỗ tốt nhưng nó vẫn là một cái hợp cách quản gia tốt. Tại quản lý thế giới phương diện, nó phi thường hoàn mỹ. Tiểu thế giới này, bị nó quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ván thứ hai đánh cược, mặc dù có thiên đạo đầu văn vớ rồng bố trí ám thủ đang quấy rối, nhưng ta thua chính là thua. Tiếp xuống, nếu như ngươi lại thắng một ván, liền xem như ngươi thắng. Thừa dịp quản gia đi lấy phong ấn đại trận thời điểm, tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói. Năm cục ba thắng, bá Tống đã thắng liên tiếp hai ván. Tại thuần túy vận khí phương diện, chính mình dù cho gian lận đều không thắng được bá Tống, tam nhãn thiếu niên tiền bối lúc này đã có chút cam chịu. Cho nên, đi nhanh lên xong cuối cùng một ván chương trình, để bá Tống xéo đi. Sau đó hắn liền muốn hảo hảo tự hỏi, làm sao có thể tại bảo đảm mặt ngoài công bằng điều kiện tiên quyết, thắng bá Tống một ván. Dù sao tiếp xuống, hắn cùng bá Tống ở giữa chỉ có cuối cùng một ván. Chờ bá Tống 8 tấn 9 tấn thăng kiếp tiên về sau, cùng hắn ở giữa liền muốn duyên tận. Cuối cùng một ván, cho dù là hắn, cũng muốn thắng như vậy một lần, không nên để lại hạ tiếc nuối. Cái kia ván thứ ba chúng ta cược cái gì? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi, ta tùy thời chuẩn bị nghênh đón tiền bối khiêu chiến. Vô luận là so bị đánh, so bị lôi bổ, so với ai khác trước khóc lên, ta đều không có hỏi. Im ngay, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Lời này của ngươi nhiều để người hiểu lầm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đánh gãy Tống Thư Hàng ngữ, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng trên bờ vai con kia móng vuốt nhỏ, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi được không. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhỏ bên trên, con kia xinh đẹp trong con mắt, hiện tại tựa như là nhìn run em mờ đồng dạng, đang nhìn tam nhãn thiếu niên tiền bối. Khó trách cái này cửu U chúa tể không giống bình thường, không có kiêu ngạo còn đặc biệt thân cận, nguyên lai hắn là cái run em mờ. Đừng có lại đề cập với ta so nhẫn nại thống khổ loại chuyện này. Loại này so tài ta lúc đầu cũng là não rút, mới chịu đáp ứng cùng ngươi so tài. Tam nhãn thiếu niên tiền bối oán hận nói, đồng thời phỉ nhổ cùng Tống Thư Hàng mở ra giới tuyến. Nhưng là tiền bối, hôm nay ván đầu tiên so tài bị lôi bổ, có thể là ngươi chủ động nói ra. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nhắc nhở. Kia là ta thủ thắng trung cực thủ đoạn, là thủ đoạn. Cái này cũng không đại biểu cho ta thích bị lôi bổ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nghiêm túc nói. Ta nhưng thật ra vô cùng thích bị lôi bổ, Tống Thư Hàng nói. Tê Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì mỗi lần ta bị lôi bổ đều là độ thiên kiếp. Trong lúc đó, ta luôn có thể đem thiên kiếp cho bắt được, đưa nó cột chắc phong ấn.
cuối cùng chế tác thành mỹ vị thiên kiếp món ăn, mỹ vị. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Trò chuyện không nổi nữa, chúng ta không cần hàn huyên. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khua tay nói. Thiên kiếp món ăn, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sững sờ. Ăn rất ngon. Phượng Nghi tiên tử có cơ hội ta mời ngươi nhấm nháp một chút. Đúng, ngươi bây giờ là cái móng vuốt, không có chức năng này. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Chờ ta bản thể phục sinh sau nói không chừng có cơ. Được rồi, để ta hảo hảo lặng lặng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành móng vuốt quá khứ thức, lại lâm vào đến tự bế bên trong. Tống Thư Hàng thấy móng vuốt tiên tử tự bế, liền lại quay đầu cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trò chuyện nói, tiền bối kia, chúng ta ván thứ ba đến cùng so cái gì? Ván thứ ba so tài, liền so rút thẻ đi, thuận tiện xem như vì đáp tạ ngươi giúp ta tìm về cái này bảo vật hữu nghị đưa tặng cục. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đang ngủ say cổ thần trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái. Bị cổ thần giấu ở thể nội món kia bảo vật bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra ngoài. Đây chính là cửu u chúa tể đại lão thủ đoạn, là Tống Thư Hàng cả một đời cũng học không được cao siêu kỹ xảo phương thức vận dụng. Cổ thần thể nội bảo vật bị lấy ra thời điểm, cổ thần thân thể không có phản ứng chút nào. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đem bảo vật triển khai bày ra, bày trước mặt Tống Thư Hàng. Cái này bảo vật nhìn qua chính là một cái khối kim loại bảng đen, nhưng đây là bày ra ra dáng vẻ, hợp lại cùng nhau sau hẳn là cái chiếc hộp màu đen bộ dáng. Đây là vật gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đáng giá Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tốn hao lớn đại giới, ý đồ từ thiên đạo phòng tối bên trong đưa nó mang về. Đây là năm đó ta bắt trước tán tài vương tỏa thế giới nghiên cứu chế tạo mà ra, vì nếm thử có thể hay không để ta thoát ly tiểu thế giới này hạn chế, tiến vào hiện thế một kiện pháp khí. Nó là một kiện không gian pháp khí. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối bắt đầu giải thích nói. Hắn vị trí cái này tán tài vương tỏa không gian, là đã biến mất thiên đạo Tam Nhãn tác phẩm, tồn tại nguyên lý liền Tam Nhãn tiền bối cũng không hiểu rõ. Nhưng chính là như thế một cái không hiểu thấu không gian, lại có thể bảo trụ nó, để nó sẽ không theo thiên đạo sụp đổ mà tiêu tán. Mà lại, còn có thể để nó tại hiện thế nhảy nhót tưng bừng. Mặc dù, giới hạn tại tiểu thế giới này không gian bên trong. Cho nên Tam Nhãn thiếu niên liền lo lắng lấy, có thể hay không phục chế cái này tán tài vương tọa không gian, đem hắn phạm vi hoạt động mở rộng một chút. Tống Thư Hàng nghe đến đó, hiếu kỳ hỏi, đã tiền bối có thể tạo ra một cái kia tạo ra cái thứ hai cũng không thành vấn đề a. Đã có thể chế tạo, vì cái gì nhiều năm như vậy Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cũng không đi tái tạo một cái. Nhất định phải đi thiên đạo ngục không gian bên trong đưa nó thu hồi lại. Rất đơn giản, bởi vì nguyên vật liệu, kỹ xảo cho dù tốt, không có nguyên vật liệu cũng là không tốt. Tam Nhãn tiền bối thở dài. Lúc trước vì chế tác kiện pháp khí này, nó cơ hồ đã dùng hết chính mình tất cả nguyên vật liệu, rất nhiều nguyên vật liệu đến bây giờ đều không tiếp tục góp đủ qua. Không chỉ có như thế, lúc trước hắn đối tán tài vương tọa nghiên cứu, còn chưa kịp hiện tại tinh thâm. Cho nên, vì đạt tới hiệu quả, hắn trực tiếp đem ban sơ tán tài vương tọa không gian cắt một khối, bổ sung đi vào, trở thành nguyên vật liệu. Năm đó ta đem pháp khí này vùi đầu vào hiện thế, chính là vì quan sát lúc trước hiện thế hoàn cảnh, cũng là vì nhìn xem hiện thế bên trong có cái gì thích hợp cải tạo địa phương có thể cải tạo thành cùng ta hiện tại ở lại cái này tiểu thế giới không sai biệt lắm hoàn cảnh. Nếu như có thể mà nói, ta chuẩn bị tại hiện thế cải tạo ra một cái tiểu vị diện ra, sau đó đem tiểu vị diện cùng mình cùng chỗ này tiểu thế giới tiến hành kết nối. Tam Nhãn tiền bối chậm rãi giải thích nói. Nếu như kế hoạch đạt thành, hắn liền có thể tại chính mình tiểu thế giới cùng hiện thế cải tạo sau vị diện ở giữa, tiến hành tự do na di. Thậm chí nói không chừng còn có thể mượn nhờ cải tạo thế giới làm ván nhảy, về cửu u thế giới nhìn xem. Đáng tiếc, kiện pháp khí này ra thân chưa nhanh thân chết trước. Vừa vùi đầu vào hiện thế, liền bị lúc trước thiên đạo ban văn long ném tới thiên đạo phòng tối bên trong. Tam Nhãn tiền bối hận nghiến răng nghiến lợi. Vậy nó bây giờ có thể dùng sao? Có thể tại hiện thế cải tạo ra một cái cùng loại tán bại không gian thế giới. Hiện thế thiên đạo sụp đổ, chính là cái thời cơ tốt ha. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta lại chưa thử qua, làm sao biết? Lần trước còn chưa bắt đầu thí nghiệm, bảo bối này liền bị ném vào đến thiên đạo ngục không gian. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, bất quá qua nhiều năm như vậy,
ta đối tán tài thế giới nghiên cứu đã viễn siêu năm đó. Bảo bối này hiện tại cần cải tiến một chút, lại tiến hành nếm thử, không vội ở như thế nhất thời. Mà chúng ta ván thứ ba so tài, liền cái này kiện pháp khí này có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đem cái hộp đen lắp ráp trở về, cũng ở phía trên nhẹ nhàng đập một cái. Sau một khắc, có từng chương ẩn chứa pháp tắc cấp thẻ kim loại, từ cái này cái hộp đen bên trong phun ra. Những tấm thẻ này, chính là phối hợp kiện pháp khí này sử dụng phụ trợ pháp khí, cũng là chúng ta tiếp xuống tranh tài hạng mục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói, những tấm thẻ này, mỗi một chương đều có không giống nhau hiệu quả. Có quán chú đại lượng ta năng lượng nguồn năng lượng hiệu quả thẻ bài, có không gian cắt chém hiệu quả, có cải tạo tiểu thế giới hiệu quả, có ẩn tàng thế giới khí tức hiệu quả, còn có dung hợp thế giới hiệu quả. Ván thứ ba, liền xem ai rút đến thẻ bài đẳng cấp cao hơn đi. Đây là hắn năm đó một cái thiết kế tỉ mỉ. Pháp khí chỉ có một cái, chế tạo pháp khí vật liệu cũng có hạn. Nhưng muốn thay đổi tạo một cái vị diện tiểu thế giới, cần rất nhiều phức tạp công năng. Vì để cho một kiện pháp khí phát huy ra hoàn chỉnh cải tạo vị diện công năng, tam nhãn thiếu niên tiền bối khai thác cắm thẻ thức thủ pháp. Chen vào khác biệt thẻ, liền có thể để pháp khí thi triển ra hiệu quả khác nhau, từ đó bằng một kiện pháp khí liền có thể hoàn thành cải tạo vị diện hành động vĩ đại. Thuần vận khí quất bài. Xem ai càng âu bạch. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc, đột nhiên đưa tay, ấn ở chính mình lá gan bộ, chẳng biết tại sao, ta lá gan bộ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Khẳng định là bởi vì trước kia hắn vận khí không phải tốt như vậy, chỉ có thể dựa vào lá gan nguyên nhân, lưu lại thân thể bản năng thống khổ ký ức. Lá gan bài loại trò chơi này, thực tế là thế gian tà ác nhất, nhất không hữu hảo trò chơi. Mà xem như ngươi giúp ta tìm về bảo vật ban thưởng, ván thứ ba bên trong ngươi rút đến thẻ bài. Liền đưa ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải khai thẻ bài lên phong ấn hạn chế, để nó có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối phóng khoáng nói, nhưng vô luận là cái gì thẻ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dù là rút đến rất không hợp ý thẻ bài, cũng không có thay đổi cơ hội. Quất bài loại này ta quen, bất quá đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao phân thắng thua. Tam nhãn tiền bối ngươi những thứ này thẻ bài, có đẳng cấp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nếu như không đẳng cấp, thắng bại làm sao phán đoán? Rất đơn giản. Nhìn thẻ bài lên pháp tắc số lượng là được. Pháp tắc số lượng ai càng nhiều, ai liền thắng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Như vậy tiền bối, thừa nhận, Tống Thư Hàng duỗi ra chính mình thật âu bạch chi thủ. Chưa chiến trước nói thắng. Đây là hắn cái kia bành trướng tự tin. Tại duỗi ra âu bạch chi thủ thời điểm, Tống Thư Hàng toàn thân khí thế tăng vọt. Boom! Trong cơ thể hắn cái kia 7+1 hạch tâm đồng thời vận chuyển. Toàn thân linh lực như là hơi nóng đồng dạng từ trong thân thể của hắn phun ra đến làm như vậy cũng không thể tăng lên may mắn giá trị, nhưng liền cùng mọi người tại được ăn cả ngã về không lúc thích giống to lên đồng dạng. Này lại khiến người adrenaline tiêu thăng, nhiệt huyết sôi trào. Trên bờ vai ngẩn người lẳng lặng phượng trào tiên tử, đều kém chút bị đột nhiên phun trào linh lực xông bay. Tới đi, tam nhãn tiền bối, nói cho ta làm sao rút thẻ. Tống Thư Hàng khí thế 10 phần kêu lên. Chưa khai chiến trước, hắn về mặt khí thế liền muốn toàn diện nghiền ép tam nhãn thiếu niên tiền bối. Làm nửa ngày nguyên lai ngươi không biết làm sao rút thẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thở dài, hắn giơ lên cái hộp đen, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng đem cái hộp đen phóng tới Tống Thư Hàng trước mặt, người đưa tay, nhẹ nhàng đè vào trên cái hộp đen mặt, nó liền sẽ ngẫu nhiên phun ra một cái thẻ. Nhẹ nhàng để lên liền có thể, hắn cảm ứng rất linh mẫn. Sẽ không chỉ hoãn lác, cho nên không cần như vậy dùng sức đập nó. Không có vấn đề tiền bối, Tống Thư Hàng hào khí ngút trời nói. Lúc này, trên bờ vai lẳng lặng phượng trào tiên tử đột nhiên nghĩ đến một điểm, lên tiếng hỏi, lại nói, cái này ngẫu nhiên rút thẻ quá trình, lại nhận tiền bối ngươi khống chế sao? Dù sao, cái này cái hộp đen là tiền bối ngài pháp khí đi. Nhưng vừa sau khi nói xong, nàng móng vuốt liền một trận hoảng sợ. Lấy nhỏ không thể thấy tần suất lặng lẽ run rẩy như vậy một chút ta cũng dám hướng cửu u chúa tể mạnh miệng. Ta đây là bành trướng sao? Mặc dù trước mắt vị này cửu u chúa tể khả năng rất bình dị gần gũi, nhưng cái kia cũng muốn nhìn bình dị gần gũi đối tượng A. Vạn nhất hắn một không cao hứng, âm thầm đối với mình hạ nguyền rủa làm sao bây giờ? Cửu u chúa tể am hiểu nhất âm thầm âm người. Điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.
Ta đổ ước nghi thức, chính là muốn làm được công bằng. Nói cách khác, loại này cơ sở nhất công bằng, ta có thể 100% đạt tới. Coi như nó là của ta pháp khí, tại rút thẻ phương diện này, cũng là 100% ngẫu nhiên. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đáp. Mặt ngoài công bằng, chính là muốn tại một chút cơ sở nhất tuyển hạng bên trên, làm được công bằng, không có kẽ hở. Yên tâm đi, Phượng Nghi tiên tử. Tại ta Âu Bạch chi thủ hạ, ta liền xem như tiện tay co lại, cũng tuyệt đối là tối cao cấp bậc thẻ bài. Tống Thư Hàng 10 phần tự tin. Phượng Trảo tiên tử đều bị mặt nạ đạo hữu Tiểu Hàng loại này tự tin lây nhiễm đến. Đến rồi, một ván phân thắng thua. Tống Thư Hàng khí thế như hồng, hắn giơ lên cao cao chính mình Âu Bạch chi thủ, dùng sức chụp được. Tại sắp đập tới cái hộp đen nháy mắt, lại nháy mắt đưa trên cánh tay lực lượng toàn bộ thu liếm, lấy ôn nhu nhất cường độ đặt tại cái hộp đen phía trên. Phượng Trảo tiên tử. Nàng cảm giác Tiểu Hàng nói mặt, còn không bằng không cần nhiệt huyết như vậy sôi trào. Dùng sức đánh ra, nhẹ nhàng rơi xuống, cho người cảm giác túng một nhóm. Tất! Âu Bạch chi thủ rơi vào trên cái hộp đen về sau, trên cái hộp đen vang lên một cái thổ thẻ thanh âm. Thanh âm này tựa như là phim truyền hình bên trong, nhân vật lời kịch bị cấm sau cái kia tất tất âm thanh. Sau đó, một chương lấp lánh tấm thẻ từ cái hộp đen bên trong bắn ra. Tống Thư Hàng một cái tay khác nắm tấm thẻ, dùng sức đưa nó rút ra, cũng đưa nó lật ra, nhận thua đi, tam nhãn tiền bối. Thẻ bài bên trên, có pháp tắc hóa thành du động quang mạch, tại thẻ bài mặt ngoài linh hoạt du tẩu. Đây là cái gì thẻ? Lẳng lặng bên trong Phượng Trảo tiên tử hỏi. Chúc mừng ngươi, Tiểu Hàng đạo hữu, ngươi rút được dung hợp thế giới tấm thẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tay phải giơ một cái linh đan, dùng sức lay động bắt đầu. Chương này dung hợp thế giới tấm thẻ là hắn lúc ấy chuẩn bị đem tán tài thế giới cùng bị cải tạo thế giới dung hợp một chỗ mà chế tác tấm thẻ. Tấm thẻ này bài là cấp mấy? Phượng Trảo tiên tử một bên lẳng lặng, một bên lên tiếng hỏi. Tam nhãn thiếu niên không trả lời thẳng, khẽ mỉm cười nói, ta trước đó nói qua, chúng ta lấy thẻ bài lên pháp tắc số lượng bao nhiêu phân thắng thua. Tống Thư Hàng nhìn qua dung hợp thế giới thẻ bài bên trên, cái kia hai đầu du tẩu pháp tắc quang mạch, xa vào đến trong trầm tư. Hai đầu quang mạch, thấy thế nào cũng không giống là mạnh nhất thẻ bài A. Cho nên, chúc mừng Tiểu Hàng đạo hữu, người thu được hai pháp tắc thẻ. Tiện thể nhắc nhở một chút, mạnh nhất thẻ bài là 6 pháp tắc cấp bậc. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo Âu Bạch chi thủ, lần này cũng không có mang cho người đến may mắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra đắc ý tiếu dung. Ngươi vẫn là trúng kế, bá tống tiểu hữu. Ta lần mặt ngoài công bằng hạ mai phục cạm bẫy, ngay tại ở dùng pháp tắc số lượng đến phân thắng thua A. Chương này hai pháp tắc dung hợp thế giới thẻ bài, luận hiệu quả không thể nghi ngờ là đông đảo thẻ bài bên trong đỉnh tiêm cấp chân quý thẻ. Chế tác vật liệu càng là thiên hạ hiếm thấy, chế tác lúc hắn còn dùng chân quý dán lại không gian vật liệu. Nhưng là... Hiệu quả cùng chân quý lại đỉnh tiêm, nó phía trên pháp tắc số lượng, cũng chỉ có hai pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều thẻ bài, không nhất định liền càng chân quý. Thậm chí, có rất nhiều 6 pháp tắc thẻ bài, cũng là bởi vì chất liệu không đủ, mới cần dùng càng nhiều pháp tắc đi đền bù không đủ. Mà bây giờ, kết cục cũng như tam nhãn thiếu niên tiền bối đoán trước. Tại bá tống tiểu hữu may mắn cánh tay tác dụng dưới, hắn lập tức rút chúng chân quý nhất. Đáng giá nhất mấy chương thẻ bài một trong hai pháp tắc tấm thẻ. Tống Thư Hàng giơ tấm thẻ này, chẳng lẽ là ta ở trên cục bên trong dùng Âu Bạch cánh tay khi kim đồng hồ sau báo ứng? Phượng Trảo tiên tử, lại còn sẽ có báo ứng loại vật này? Ngươi lần trước cái kia một đợt cử động quả nhiên là tại tìm đường chết, mà lại ngươi là tại biết có báo ứng tình huống dưới còn như vậy tìm đường chết. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì tâm tính? Cái gì tinh thần? Cố tình vi phạm. Phượng Trảo tiên tử tâm lý có một cái che đậy rãnh muốn thổ, nhưng bây giờ nàng ở vào lẳng lặng trạng thái, nhất định phải khắc chế chính mình, nghẹn khó chịu. Cho nên, cho dù là thuần túy cực vận khí cục diện, cũng cần trí tuệ tương trợ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhếch miệng lên. Hắn lần nữa nhẹ nhàng lắc lắc chiếc hộp màu đen. Hiện tại, đến phiên hắn hiệp. Bá ha 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 Tiểu Hàng, ta đã thấy được vận mệnh của ngươi kết cục. Vận mệnh của ngươi, chú định thất bại. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng dùng sức giơ lên cánh tay của mình. Sau đó, bàn tay của hắn phóng khoáng đập vào chiếc hộp màu đen bên trên, không có chút nào ôn nhu,
cũng không có nhẹ nhàng đặt tại trên cái hộp. Đây cũng là thổ thẻ tiểu khiếu môn. Đây là một cái bảo hộ biện pháp. Một khi pháp khí tại hiện thế nhận lúc công kích, liền ưu tiên đem một chút sáu pháp tắc thẻ bài thanh lý ra, dẫn bạo. Những thứ này sáu pháp tắc thẻ bài bên trên, pháp tắc số lượng nhiều, dẫn bạo bắt đầu uy lực tương đối lớn. Mà lại tấm thẻ nguyên vật liệu cũng tương đối tiện nghi, nổ lên đến cũng sẽ không đau lòng như vậy. Không nghĩ tới sao, tiểu hàng, đây cũng là ta xáo lộ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bàn tay nhẹ nhàng phóng tới trên cái hộp đen là đủ. Nhưng ta cũng không có yêu cầu ngươi nhất định phải nhẹ nhàng phóng. Ta cũng không nói qua, trùng điệp đập vào cái hộp nhỏ bên trên, sẽ hủy hoại hộp. Đây chính là ta mặt ngoài công bằng nghệ thuật A. Cửu U Chúa Tể lời nói, mỗi một hồi ngươi nhất định phải lặp đi lặp lại đi suy nghĩ, từ từng cái góc độ đi phỏng đoán. Nói không chừng ngay tại câu nào bên trong ẩn giấu đi bẫy dập. Tại ta song trọng bẫy dập bên dưới, ta đã nhìn thấu tương lai của ngươi, bá tống tiểu hữu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong lòng đắc ý nói. Tất, theo hắn nặng nề một kích, một chương thẻ bài bị phun ra. Tam nhãn tiền bối dùng sức bắt lấy thẻ bài, đem hắn lật ra, đa tạ, bá ha 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 tiểu hàng. Đông tại tấm thẻ này bài bị tam nhãn thiếu niên tiền bối lật ra giây lát, có một loại nặng nề lớn loại bị ngã ngửa trên mặt đất tiếng vang chấn động, lại có lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang phóng lên tận trời, sáng mù Tống Thư Hàng cùng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Có thể khẳng định, tam nhãn thiếu niên tiền bối cái này một chương bài, không thể coi thường. Chỉ là thẻ bài bên trên lực lượng pháp tắc, liền để Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cùng Tống Thư Hàng cảm thấy áp lực nặng nề. Không gian thiết cát tạp, có được không gian pháp tắc bên trong cao cấp nhất, cường đại nhất thiết cát chi lực. Không gian pháp tắc có thể nói là đông đảo pháp tắc bên trong danh môn, mà không gian thiết cát pháp tắc càng là không gian pháp tắc bên trong người nổi bật, có thể nói là pháp tắc bên trong danh môn bên trong tinh anh. Chẳng lẽ, có được Âu Bạch chi thủ ta, thật sự phải thua? Tống Thư Hàng híp mắt, nhìn về phía chương này không gian thiết cát thẻ bài. Một lát sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối, ta nhìn tới nhìn lui, phát hiện tấm thẻ này bài, là nhất pháp tắc. Chương này không gian thiết cát thẻ bài bên trên, có một đầu vô cùng tráng kiện pháp tắc quang lạc tại du tẩu. Đầu này tráng kiện pháp tắc quang lạc, một đầu liền có Tống Thư Hàng tấm kia dung hợp thế giới thẻ bài hai đầu pháp tắc thô. Nhưng là, lần này so là pháp tắc số lượng. Chỉ so với số lượng, không thể so với hắn. Sở dĩ, dù là cái này không gian thiết cát thẻ bài bên trên pháp tắc quang lạc lại thô, coi như thô đến theo cả chương thẻ bài, vậy cũng chỉ là một đầu pháp tắc. Thân cao 2 mét vuông, thể trọng 140 kg pháp tắc, cùng thân cao 1 mét 1. Thể trọng 50 kg pháp tắc, về số lượng đều là đơn vị một. Tống Thư Hàng nhìn qua trên mặt tự tin biểu lộ còn không rút đi tam nhãn tiền bối xấu hổ không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Sở dĩ, ván này là tiểu hàng thắng. Phượng Trảo tiên tử lên tiếng nói, năm cục ba thắng, ngài bại, tam nhãn tiền bối. Ai ra, loại này tuyên bố cửu u chúa tể thất bại cảm giác, thật sự siêu gà thoải mái a. Chính là loại này anh Tuấn đối cửu U Chúa Tể nói, người bại. Tựa như là mình thắng cửu U Chúa Tể một dạng. Phượng Trảo tiên tử cảm giác mình Phượng Sinh đã ở vào đỉnh phong vô địch trạng thái. Không, là thế hòa không phân thắng bại. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hít mũi một cái, đau lòng nói, các ngươi lại nhìn kỹ. Tống Thư Hàng cùng Phượng Trảo tiên tử lại cẩn thận chằm chằm vào thẻ bài, quả nhiên phát hiện tại không gian thiết cát thẻ bài đầu kia không gian thiết cát pháp tắc bên chân. Còn có một đầu tinh tế pháp tắc quang lạc, rất bé nhỏ. Nhưng cái này xác thực cũng coi là một đầu pháp tắc. Tam nhãn tiền bối, ngươi không có gian lận a? Phượng Trảo tiên tử cảm giác mình gan càng ngày càng mập, cũng dám lần nữa chất vấn cửu U Chúa Tể. Nhưng là, loại này chất vấn cửu U Chúa Tể cảm giác thật sự là sao kê thoải mái, căn bản không dừng được. Phượng Nghi tiên tử quá lo lắng. Lâm thời gia tăng thẻ bài pháp tắc số lượng loại này không kỹ thuật hàm lượng gian lận phương thức, tam nhãn tiền bối cũng không mảnh sử dụng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Dù sao ít nhất cũng phải làm đến mặt ngoài công bằng, điểm ấy Tống Thư Hàng vẫn có thể lý giải tam nhãn thiếu niên tiền bối. Mà lại, thế hòa không phân thắng bại không phải càng diệu sao? Chúng ta đều là hai pháp tắc lời nói, vậy chúng ta chính là thế hòa không phân thắng bại. Sở dĩ, chúng ta lại tiếp tục rút thẻ đi. Tống Thư Hàng sảng khoái nói. Trên người hắn linh lực lần nữa bộc phát,
khí thế như hồng, tại ta Âu Bạch chi thủ bên dưới, tam nhãn tiền bối ngươi không có phần thắng. Người thắng cuối cùng nhất định là ta. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn rút ra càng nhiều thẻ bài, sau đó lặng lẽ đưa chúng nó đặt vào trong ngực của mình. Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối duỗi tay đem cái hộp đen thu vào, đưa ngươi một chương thẻ bài cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn rút càng nhiều thẻ bài. Ngươi cảm thấy mình dài đặc biệt đẹp không? Tống Thư Hàng ngày nay cũng coi là hơi bị đẹp trai, nhưng cùng đặc biệt Mỹ khẳng định kéo không lên quan hệ. Không nghĩ tới tam nhãn tiền bối ngươi cũng cùng cậu đản cha một dạng, là xem mặt nhất tộc. Quá làm ta thất vọng rồi. Tống Thư Hàng dùng bi thương giọng nói, người cuối cùng đều sẽ sống thành bản thân chán ghét bộ dáng, tam nhãn tiền bối ngươi cũng sống thành cậu đản cha dáng vẻ. Cho ta mượt mà lăn đi đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cả giận nói, muốn sống cũng là hắn sống thành bộ dáng của ta là trưởng giả, hắn là hậu bối. Đạt giả vi sư, lớn tuổi không nhất định trước hết trở thành đạt giả. Đát Tống Thư Hàng nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thu hồi cái hộp đen, căn bản không nguyện ý ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa, ván thứ ba tính thế hòa không phân thắng bại, hiện tại ngươi là 2-1. Đón lấy đến ván thứ tư, từ ngươi bỏ ra đề. Nếu như đón lấy đến 2 ván, ta đều thắng lời nói, vậy chúng ta liền thêm thi đấu 1 ván. Tam nhãn tiền bối trực tiếp cưỡng ép thay đổi chủ đề. Đây là hắn cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc đến nay, lĩnh ngộ ra tới nói chuyện phiếm kỹ xảo. Cùng Tống Thư Hàng loại này não mạch kín đánh Trung Quốc kết loại hình nói chuyện với nhau lúc, nghìn vạn lần không thể bị mang theo chủ đề tiết tấu. Khi tất yếu, muốn mạnh mẽ thay đổi chủ đề. Ván thứ tư ta bỏ ra đề. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. So nhẫn. Chú ý, so thuần túy vận khí. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhắc nhở. Bị đánh cùng nhẫn nại thống khổ cùng thuần túy vận khí có thể kéo không lên quan hệ. Hừm, ta biết quy tắc. Tống Thư Hàng chột dạ nói. Ván đầu tiên hắn cùng tam nhãn tiền bối so tiếp nhận thí thiên lôi thống khổ, cuối cùng hắn thu được thiên lôi bằng tốt nghiệp. Ván thứ hai so thiên đạo phòng tối tầm bảo, hắn được đến béo cầu đại lão nghiên cứu tư liệu cộng giới chủ chứng minh. Ván thứ ba rút thẻ, hắn được đến thế giới dung hợp thẻ bài. Sau đó ván thứ tư, có thể nói đã là cuối cùng 1 ván. Bởi vì dù là một lần nữa thế hòa không phân thắng bại, 2-2 phía dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không có lật bàn cơ hội. Vậy lần này, có cái gì tranh tài hạng mục có thể nhượng hắn thu hoạch được càng lớn ích lợi? Tống Thư Hàng một bên suy tư, một bên nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng nhìn lại hắn. Thôi được rồi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói thế nào cũng là người một nhà, không thể một mực hao hắn lông dê, vạn nhất hao chọc làm sao bây giờ. Tống Thư Hàng trong lòng một mềm. Có được bạch tiền bối tay trái, so thuần túy vận khí khâu, hắn nhất định sẽ thu hoạch được tối đại ích lợi. Nhưng có đôi khi, vẫn là không muốn hao chọc lông dê tương đối tốt. Mềm lòng Tống Thư Hàng đề một cái đơn giản đánh cược phương thức, cái kia, chúng ta một hồi tại hiện thế mở cổng không gian. Đồng dạng cái khu vực. Liền cực cái thứ nhất xuất hiện tại không gian câu đối hai bên cánh cửa diện sinh vật giới tính đi. Đến lúc đó xuất hiện sinh vật, là nam hay là nữ? Là vô tính sinh sôi hình vẫn là hai tính sinh vật. Cứ như vậy, tam nhãn thiếu niên tiền bối có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cứ như vậy, đơn giản điểm đi. Được, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, vậy liền cực đơn giản điểm. Cược mấy lần? Một lần, Tống Thư Hàng nói. Tam nhãn tiền bối lắc đầu, một lần lời nói không công bằng, bởi vì cược nam cược nữ, dù sao cũng phải có người trước tuyển. Trước chọn người sẽ có ưu thế. Sở dĩ, 3-2 đi. Ván đầu tiên người trước tuyển, ván thứ hai ta trước tuyển. Người thua cái chán muốn hay không thiếp cái tiểu ô quy. Lẳng lặng Phượng Trảo tiên tử đột nhiên đề nghị, nàng nhớ lại viễn cổ thiên đình thời điểm. Mình và mấy vị hảo hữu chơi đùa lúc tràng cảnh, nhịn không được lên tiếng đề nghị. Thiếp tiểu ô quy quá ngây thơ, đổi thành đánh một quyền thế nào? Kích thích điểm, tam nhãn thiếu niên tiền bối chủ động đề nghị, người nào thua, liền để đối phương hung hăng đánh một quyền. Tống Thư Hàng. Đã nói xong không thể so với nhẫn nại thống khổ, vì cái gì so với, lại biến thành bạo lực như vậy tuyển hạng. Phượng Trảo tiên tử. Vị này tam nhãn tiền bối chúa tể. Quả nhiên là Jun M.A. Gặp Tống Thư Hàng không hồi phục, tam nhãn thiếu niên tiền bối trong lòng hơi động kém chút quên bá Tống Tiểu Hữu là cái Jun M.
Thế là, hắn thử thăm dò, một quyền quá ít sao? Không không không, một quyền đã đủ rồi. Tống Thư Hàng cũng không dễ phất tam nhãn thiếu niên tiền bối hào hứng lúc này, tiền bối chơi vui vẻ liền tốt. Như vậy, chuẩn bị một chút, ở nơi nào mở cổng không gian? Điểm ấy cũng từ ngươi đến định, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, tuyển cái sinh vật nhiều địa phương đi, không bằng ngay tại cố hương của ta địa. Bản thể có ở đây không? Lúc này, đang cùng Hoàng Sơn tiền bối, Lý Đạo Quân mạo hiểm sắt thép phân thân, đột nhiên hướng Tống Thư Hàng phát tới tin tức. Chuyện gì? Tống Thư Hàng trả lời. Bản thể ngươi nơi đó có mạng lưới chỉ hoãn, tại sao phải hồi phục ta hai lần? Sắt thép phân thân trả lời. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, không có a. Mạng lưới thật sự có chỉ hoãn, ta lại nhận được hai phần hồi phục. Có thể là cùng ta ở vào bí cảnh bên trong có quan hệ. Sắt thép phân thân trả lời. Tống Thư Hàng trong lòng co lại, mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Sắt thép phân thân, vậy ta nói chuyện chính, vừa rồi ta bên này nhận được tin tức, có một vị tân tấn trường sinh giả muốn tìm ngươi khiêu chiến. Bất quá vị này trường sinh giả, hơi có chút khác biệt, xem như nửa cái người quen. Hắn mang theo một vạn cửu phẩm linh thạch tới cửa, làm lễ gặp mặt. Chủ yếu muốn gặp ngươi một mặt, thuận tiện muốn nhìn một chút có thể hay không cùng ngươi giao thủ một chút, nghiên cứu thảo luận đại đạo. Bản thể ngươi muốn gặp hắn một mặt sao? Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ như thế thượng đạo, tới cửa tự mang linh thạch, đây là có cao nhân ở sau lưng chi chiêu a. Đồng thời, hắn linh cơ khẽ động, hỏi, vậy vị này đạo hữu là nam hay là nữ? A, lần này không có hai cái hồi phục, ân, là nam hay là nữ ta không biết a. Sắt thép phân thân trả lời hắn cũng chỉ là thông qua thiên đế dự lưu một cái linh kiện nhỏ, tiếp thu được tin tức này. Diệu a, không biết là nam hay nữ càng tốt hơn. Vậy ngươi hồi phục vị kia đạo hữu, chúng ta tại hỏa tinh gặp mặt. Ta sẽ tại hỏa tinh bên trên mở cổng không gian, lại đồng dạng khu vực, nhượng hắn tới tìm ta là được. Tống Thư Hàng trả lời. Ok, sắt thép phân thân trả lời. Kết thúc cùng sắt thép phân thân trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tam nhãn thiếu niên tiền bối, nói, tiền bối, chúng ta tại hỏa tinh mở truyền tống môn đi. Sau đó, vừa vặn có một vị không biết giới tính đạo hữu muốn đi qua tìm ta. Chúng ta liền cược hắn giới tính thế nào? Tam nhãn tiền bối hơi suy nghĩ một chút, nói, được. Các ngươi cứ như vậy tín nhiệm đối phương. Phượng Trảo tiên tử nhìn không được nói liền không sợ bá tống đã sớm biết người đến giới tính. Có đổ ước nghi thức tại, ít nhất phải làm đến công bằng. Ta cũng sẽ không ngoại lệ. Tống Thư Hàng đáp. Đang khi nói chuyện, sắt thép phân thân đột nhiên lại phát tới tin tức nói bổ sung, đối bản thể, có chuyện kém chút quên cùng ngươi nói, bởi vì vị này mang linh thạch tới cửa đạo hữu dẫn đầu nguyên nhân, chư thiên vạn giới tựa hồ có vài vị trường sinh giả, cũng âm thầm theo tới. Xem ra, bọn hắn có thể sẽ muốn hướng bản thể ngươi khiêu chiến. Ngươi có muốn hay không chuẩn bị sẵn sàng? Lúc trước, Tống Béo cầu vì bản thể bá tống tại hỏa tinh trên thế giới nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Trang lâu như vậy bức cộng đại gia tận mắt thấy bá tống đem thiên đế chém giết, cũng đưa nàng thần hình câu diệt sau. Thời gian ngắn, bên trong chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão nhóm, đều âm thầm bóp đi khiêu chiến bá tống suy nghĩ. Lúc đầu, dựa theo Tống Béo cầu kịch bản, chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão nhóm, bị bá tống chém giết thiên đế uy thế sợ áp chế, ít nhất phải bình tĩnh cái 10 ngày nửa tháng, không đi cho bản thể gây phiền toái. Nhưng không nghĩ tới lần kia. Có một vị đặc thù trường sinh giả nhảy ra ngoài, đồng phát động miệng pháo ủng hộ kỹ năng. Chính là vị kia tuyên bố ta bị nho gia thánh nhân ma sát qua, bị thiên đế ma sát qua, cùng lắm thì lại bị bá tống ma sát một lần, có cái gì cùng lắm thì trường sinh giả ủng hộ bên dưới. Một bộ phận trường sinh giả, tại bình tĩnh mấy ngày sau, nội tâm lại dục dịch ngóc đầu dậy. Bá tống chém giết thiên đế, nhưng thiên đế thiên đình chi đạo phá diệt, trạng thái suy yếu. Điểm ấy chư thiên vạn giới ai cũng biết. Sở dĩ, bá tống thực lực, có lẽ cự ly thánh nhân loại kia thống trị cấp cảnh giới, còn kém một đường. Kể từ đó lời nói, cùng lắm thì lại bị bá tống theo trên mặt đất ma sát một lần. Lui một bước mà nói, coi như đối khiêu chiến bá tống bản thể không có lòng tin lời nói, cũng có thể cân nhắc chọn trước chiến bá tống phân thân nha. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, một bộ phận trường sinh giả trong lòng lại bốc cháy lên khiêu chiến bá tống chiến ý. Sao chính là,
Lúc này vừa vặn có một vị tân tấn trường sinh giả chủ động đương ra mặt, tìm kiếm bá tống, cũng ý đồ cùng bá tống luận đạo. Thế là, một nhóm trường sinh giả nhóm âm thầm theo sau, chuẩn bị xem trước một chút vị này tân tấn trường sinh giả cùng bá tống ở giữa luận bàn. Nếu như bá tống tâm tình tốt, không giống đối thiên đế như thế hạ tử thủ. Lại hoặc là, bá tống bản thể cũng không có biểu hiện ra thống trị cấp sức chiến đấu, vậy bọn hắn cũng không để ý đi lên cùng bá tống luận bàn bên dưới. Cùng lắm là bị đè xuống đất ma sát. Tống Thư Hàng tiếp thu được sắt thép phân thân tin tức truyền đến về sau, vuốt vuốt huyệt thái dương. Lại có trường sinh giả đại lão muốn khiêu chiến hắn. Các ngươi những đại lão này đều rảnh rỗi như vậy sao? Liền không thể biến thành người khác đổi. Cả ngày đổi ta cái này thu chân tiểu manh tân có ý tứ sao? Rất vui vẻ sao? Sớm biết không đem tống béo cầu phát phối đi qua lấy mẫu điều tra hiện thế hằng tinh, dạng này chỉ ít có thể lấy đem tống béo cầu lôi ra đến chấn tràng diện. Kế sách hiện thời, chỉ có hảo hảo lợi dụng tam nhãn thiếu niên tiền bối lực lượng. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ trán của mình. Trước đó, tam nhãn thiếu niên tiền bối tại hắn thứ ba thần nhãn bên trong quán chú ba đạo pháp thuật. Tỏa tiên chi nhãn, dung hóa chi nhãn cùng một lần triệu hoán tam nhãn tiền bối lực lượng, mượn dùng cửu u chúa tể chi lực cơ hội. Ván thứ hai đánh cực mặc dù kết thúc, nhưng tam nhãn thiếu niên tiền bối còn không có đem lực lượng này thu hồi. Thậm chí ngay cả mai rùa tiên thuyền cũng còn trên người Tống Thư Hàng. Mặt khác, ngoại trừ mượn dùng tam nhãn tiền bối lực lượng, hắn còn có thể cân nhắc đem khiêu chiến hắn trường sinh giả nhóm dẫn vào đến cửu u thế giới, cũng ở nơi đó từ Tống Pho ra mặt chấn tràng tử. Tống Pho có được 3 phút chân nam nhân lực lượng cộng cửu u chúa tể quyền hạn gia trì. Tại cửu u thế giới đồng dạng có thể phát huy ra thống trị cấp sức chiến đấu tới. Nghĩ như vậy về sau, Tống Thư Hàng trong lòng bình tĩnh không ít. Bản thể, vị kia mang linh thạch tới cửa khách nhân, đến hỏa tinh. Lúc này, sắt thép phân thân lại gửi đi tin tức tới. Nhượng hắn chờ một lát, ta lựa chọn cái hỏa tinh tọa độ mở cổng không gian. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn quay đầu đối tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, tam nhãn tiền bối, vị kia không biết giới tính đạo hữu đã đến hỏa tinh, chúng ta ván thứ tư bắt đầu đi. Cực đối phương giới tính, là nam, là nữ, là vô tính, hoặc là song tính. Ai trước lựa chọn, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ván này bởi vì tới cửa đạo hữu là ta triệu hoán qua tới, cái kia vì công bằng, liền từ tam nhãn tiền bối ngươi trước mang tính lựa chọn đừng đi. Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi cũng đừng hối hận, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, hối hận là không có khả năng hối hận, dù sao mỗi lần tam nhãn tiền bối ngươi trước mang tính lựa chọn đừng về sau, ta cược đúng xác suất ngược lại có thể tăng lên không ít. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Mặt khác, Phượng Nghi cầm chủ tiên tử, có thể hay không làm phiền ngươi che đậy bên dưới giác quan. Bởi vì sau đó phải tới vị đạo hữu này, rất có thể cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ. Ngươi tồn tại, sẽ có tiết đề khả năng. Vì đánh cược công bằng, tiên tử có thể phối hợp chúng ta một chút. Một hồi đổ ước sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn vị kia đạo hữu cùng tiên tử gặp nhau. Tống Thư Hàng đột nhiên cơ trí nói. Một hồi, đối mặt chư thiên vạn giới đạo hữu lúc, hắn bá tống thân phận khẳng định phải tiết lộ. Sở dĩ, trước tiên cần phải đem phượng trảo tiên tử che giấu mới được. Về phần muốn tới đạo hữu phải chăng cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ. Hoàn toàn là Tống Thư Hàng đoán mò, trong lòng của hắn mơ hồ có một điểm suy đoán, nhưng cũng không xác định người đến cùng là ai. Dù sao hắn chủ yếu là muốn đem phượng trảo tiên tử tạm thời che đậy. Lý giải, vậy ta trước che đậy giác quan, sau khi kết thúc nhớ kỹ gọi ta. Phượng Nghi cầm chủ gật đầu nói nghe được có thể nhìn thấy mới viễn cổ thiên đình thành viên, nàng liền rất vui vẻ. Chút chuyện nhỏ này, nàng đương nhiên nguyện ý phối hợp. Bên cạnh, tam nhãn thiếu niên tiền bối búng tay phát ra tiếng. Hắn tự mình xuất thủ, đem phượng trảo tiên tử giác quan toàn bộ che đậy, miễn cho nàng thật không cẩn thận thiết đề. Xin tiền bối lựa chọn đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng tại hỏa tinh mở cổng không gian. Tống Thư Hàng duỗi tay, đem không gian chi lực xuyên thấu qua tán tải không gian xuất khẩu, vượt qua thiên đế thế giới, khóa chặt hỏa tinh vị trí. Như vậy, ta cược đối phương là song tính. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, ta có dự cảm, đối phương tuyệt đối không phải là đơn thuần nam hoặc nữ đơn giản như vậy. Tiền bối ngươi nói như vậy, vậy ta liền có thể bài trừ song tính cùng vô tính hai cái này khả năng.
Tống Thư Hàng thừa cơ đâm tâm nói, vậy ta cược. Nữ. Đánh cược bắt đầu, mở cổng không gian. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dùng sức nắm tay nói, ta lần này có trực giác, người thua định, Tiểu Hàng. Ta cũng có đồng dạng trực giác, người mới nhất định phải thua, tam nhãn tiền bối. Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, không gian năng lực phát động. Thái kê lẫn nhau mổ. Sau một khắc, xa xôi hiện thế hỏa tinh bên trên, có một cái cổng không gian triển khai. Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối đứng dậy, đi tới tán tài vương tỏa cổng, cùng cổng không gian tiến hành kết nối. Đồng thời, Tống Thư Hàng đem cổng không gian tọa độ gửi đi cho sắt thép phân thân, lại từ sắt thép phân thân chuyển đạt cho cái kia thượng đạo trường sinh giả, để vị kia trường sinh giả có thể trực tiếp mang linh thạch đi tới nơi này cổng không gian vị trí. Đồng thời, hỏa tinh một chỗ khác. Một vị người khoác áo bào trắng, trên mặt mang theo bán vị diện có, trong ngực ôm một đầu thỏ trường sinh giả, đứng yên ở trong hư không. Lần đầu gặp vị này Tống tiền bối, mang linh thạch thật sự không có vấn đề sao, có thể hay không quá thổ, muốn hay không đổi thành cái khác bảo bối. Trong lòng của hắn ám đạo. Nhưng khi đó thiên đế dặn đi dặn lại, nhượng hắn gặp Tống tiền bối lúc, nhất định không muốn ngại dáng vẻ quê mùa, trực tiếp mang linh thạch. Tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, đem linh thạch đổi thành cái khác bảo vật quý giá. Vị kia Tống tiền bối thật sự sẽ thích linh thạch, hắn đẳng cấp này tồn tại, sẽ còn thiếu linh thạch. Cũng không phải là mỗi cái trường sinh giả đều là cái gì đều có thể bán đạo hữu a. Luôn cảm giác thiên đế tại lừa ta. Áo bào trắng thân ảnh nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thỏ, có chút khẩn trương. Trong lúc đang suy tư, thiên đế lưu cho hắn trong máy bộ đàm, truyền đến một cái Tống tiền bối không gian tọa độ. Hắn chính là thông qua thiên đế máy truyền tin cùng vị kia thần bí Tống tiền bối tiến hành liên lạc. Thu đến, ta lập tức đi qua. Áo bào trắng thân ảnh trả lời. Sau đó thân hình hắn khẽ động, mang theo khoản tiền lớn linh thạch trốn vào hư không, đến ước định tọa độ. Hoa! Không gian ba động đẩy ra, áo bào trắng thân ảnh bước vào đến đổ ước khu vực. Hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy hai bóng người đang theo dõi hắn nhìn thấy. Cái này hai bóng người bên trong, một đạo mang theo mặt nạ, không biết thân phận, nhìn không ra thực lực sâu cạn. Một đạo khác thì là tôn tam nhãn thiếu niên từ nơi này vị trên người thiếu niên, có vô cùng kinh khủng khí tức hiện lên. Đó là thế gian tàn bạo nhất, tà ác nhất, hắc ám nhất lực lượng. Cửu U Chúa Tể. Vì cái gì Cửu U Chúa Tể sẽ xuất hiện tại hiện thế? Đợi đã, trước đó nghe thiên đế nhắc qua, Tống tiền bối lấy phàm nhân thân thể chấp trưởng Cửu U. Hẳn là, vị này chính là Tống tiền bối. Áo bào trắng thân ảnh trong lòng hơi động. Hắn đối vị này tam nhãn thiếu niên thi lễ một cái, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đối diện vị kia trương là Tống tiền bối tam nhãn thiếu niên cùng mặt nạ người, đồng thời lên tiếng nói. Nam hay nữ vậy? Song tính vô tính. Hai người sáu mắt, khóa chặt áo bào trắng thân ảnh. Cái kia ánh mắt lợi hại, phảng phất muốn nhìn thấu xiêm y của hắn, thấu thị thân thể của hắn, nhìn trộm hắn tự ẩn. Áo bào trắng thân ảnh không khỏi rụt rụt thân hình, ôm chặt trong ngực thỏ. Vì cái gì cảm giác mình giống như là đáng thương bất lực tiểu bạch thỏ, bị hai cái lão sói xám theo dõi. Tống tiền bối, người muốn hỏi cái gì? Áo bào trắng thân ảnh rụt rụt thân hình về sau, nhìn qua tam nhãn thiếu niên hỏi. Tống tiền bối, ta không phải, tam nhãn thiếu niên khoát tay áo. Bên cạnh, Tống Thư Hàng lấy xuống bạch tiền bối cho hắn áp chế thánh hào chiếc nhẫn. Ở trên người hắn, mấy cái thánh hào không ngừng bắn ra. Bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt, bá U, bá Đao. Cùng một cái giới chủ xưng hào bá giới. Bát Liên bá. Bát bá, áo bào trắng thân ảnh đều nhìn ngây người. Vị này mới là Tống tiền bối. Quả nhiên cùng thiên đế nói một dạng, thật là đáng sợ. Đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên lại thấy được bát bá Tống tiền bối trên bờ vai một cái móng vuốt, luôn cảm giác cái này móng vuốt, giống như đã từng quen biết. Vãn bối gặp qua Tống tiền bối, áo bào trắng thân ảnh đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Đối diện. Tống Thư Hàng cũng nhận ra vị này áo bào trắng thân ảnh thân phận. Căn cứ trong đầu hắn mảnh vỡ ký ức, vị này không phải liền là thần bí đảo đảo chủ tiền bối sao. Hắn thỏ bao một tấc thu nhỏ túi vẫn là vị tiền bối này cho hắn chế tác. Ổn ổn, ván này ta thắng chắc.
Biết chế tác một tấc thu nhỏ túi khả ái như vậy vật, vị này áo bào trắng đại tiền bối khẳng định là vị tiên tử. Đạo hữu, giữa các ngươi không cần lấy tiền bối, hậu bối tương xứng. Ngươi trực tiếp gọi ta bá Tống là đủ. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Đạo hữu, ngươi là gì gì vẫn là muội muội nha. Cái này thật sự rất trọng yếu, có thể trả lời chúng ta sao? Gì gì, muội muội, áo bào trắng đại tiền bối khóe miệng co giật, hắn không nghĩ tới Tống tiền bối vậy mà lại hỏi hắn loại vấn đề này. Hồi Tống tiền bối, tại hạ là nam, áo bào trắng đại tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Cứ nhiên không phải thiên tử, Tống Thư Hàng bi thống nói. Cứ nhiên không phải song tính, tam nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng bất mãn nói. Áo bào trắng trường sinh giả ôm thỏ, run lẩy bẩy hắn không biết vị này thiên đế trong miệng thần bí cường đại Tống tiền bối cùng bên cạnh cửu u chúa tể, đối với hắn có ý đồ gì. Tựa hồ hắn không phải tiên tử, không phải song tính, khiến cho bọn hắn rất nổi nóng. Ta hiện tại cho đại lão nhóm đưa linh thạch còn tới kịp sao? Lại hoặc là, hắn muốn hay không đi biến thành nàng hoặc là hắn cộng nàng. Áo bào trắng trường sinh giả áp lực thật lớn. Tam nhãn tiền bối, ván này tính thế nào? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Trực giác của ta quả nhiên không sai. Lúc này, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên duỗi tay, xoáy khí vuốt qua mái tóc của mình, người quả nhiên thua, bá Tống. Tống Thư Hàng. Tiền bối tỉnh, người cũng thua được không? Đừng làm giống như là người thắng một dạng. Ngươi nếu nói như vậy, trực giác của ta cũng không có sai, ngươi cũng thua. Mặt khác, Tống Thư Hàng lúc này cũng phát hiện một vấn đề. Bạch tiền bối may mắn chi thủ, là tay mà không phải miệng. Mà lần này hắn cùng tam nhãn tiền bối cửa cổng không gian ngoại đạo bạn giới tính, là dùng miệng phát ra tiếng. Kể từ đó, hắn âu bạch chi thủ tại vừa rồi không thể phát huy được tác dụng, đây cũng là hắn vậy mà lại cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối thái kê lẫn nhau mổ, hai nhà toàn thua nguyên nhân. Ván kế tiếp bắt đầu trước, ta muốn lặng lẽ dùng bạch tiền bối may mắn chi thủ bói một quẻ. Sở dĩ ván này, tính thế hòa không phân thắng bại đi. Tống Thư Hàng nói. Hai nhà đều thua, đoán giới tính đánh cược là ba cục hai thắng. Ván kế tiếp, chính là mấu chốt một ván. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt tưởng thật rồi lên. Tống Thư Hàng tự tin nắm chặt bạch tiền bối cánh tay, nói, hết hy vọng đi, tam nhãn tiền bối. Ván kế tiếp. Ta thắng chắc. Câu nói này, là ta lời kịch, tam nhãn thiếu niên tiền bối siết chặt nắm đấm, nói, hiện tại, cắn chặt răng đi, bá Tống. Nghênh đón ta trừng phạt thiết quyền. Tống Thư Hàng. Trừng phạt thiết quyền. Thế hòa không phân thắng bại, đây là thế hòa không phân thắng bại. Tống Thư Hàng chỉnh trọng nhắc nhở, tiền bối ngươi cũng thua, dựa vào cái gì đánh ta. Nếu là hai nhà đều thua, vậy dĩ nhiên là các chịu một quyền. Đừng nói chuyện. Cắn chặt nha đầu, ta cam đoan sẽ không một quyền đem ngươi đánh chết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Tiền bối, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được nguy hiểm sát ý, ngươi không phải là muốn đánh chết ta, tốt xấu đánh cược a. Tống Thư Hàng nói. Nhiều lời vô ích, ta cũng đã cắn chặt răng, ngươi cũng có thể đánh ta. Yên tâm đi, ta hiện tại tố chất thân thể, lực lượng đều áp chế ở cùng ngươi giống nhau trình độ, đánh không chết ngươi. Phi thường tiếc nuối. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nắm tay phải nắm chặt, lực lượng kinh khủng ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Quyền còn chưa động, nắm đấm bên cạnh không gian đều đã bị quyền kinh lực lượng toát ra vết rách. Thậm chí có cửu u chúa tể phá hư pháp tắc bắt đầu ngưng tụ. Ngươi chính là muốn kiếm cớ đánh ta, Tống Thư Hàng nói, phía sau hắn thánh viên hiển hiện, tứ đại thối thể công pháp vận chuyển, trực tiếp đem hắn thể chất tăng lên một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế. Tống Thư Hàng còn điều động thể nội từng sợi thánh quang, độ trên người mình ít nhất cũng phải ác tâm một phen tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đến A, lẫn nhau tổn thương A. Tố chất thân thể cùng cảnh giới đều áp chế ở cùng một trình độ điều kiện tiên quyết, đánh lộn đối với hắn có lợi. Hắn thương 800 lời nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối ít nhất phải tổn hại 1.000. 800 đổi 1.000, hắn tiểu kiếm lời. Về phần tam nhãn tiền bối trên nắm tay cửu u chúa tể phá hư pháp tắc. Đối trước mắt Tống Thư Hàng vô hiệu, hắn Tống pho trên người còn mang theo cửu u chúa tể quyền hạn. Tam nhãn tiền bối cửu u chúa tể phá hư pháp tắc cũng chỉ có thể tăng cường một chút khí thế. Điểm ấy song phương đều lòng dạ biết rõ.
Gặp Tống Thư Hàng trên người ngưng tụ một tầng thánh quang về sau, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cắn răng nói, người cứ nhiên sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Đến a, đến đánh ta a, Tam Nhãn tiền bối, tuyệt đối không nên khách khí a. Tống Thư Hàng tay phải căng thẳng, không chút nào yếu thế. Đối diện áo bào trắng trường sinh giả đều nhìn ngây người. Thiên đế trong miệng Tống tiền bối, tại lần lượt đổi mới hắn tam quan. Không hổ là lấy phàm nhân thân thể chấp trưởng cửu u đặc thù tồn tại, liền thiên đế đều kính nể nam nhân. Ngay tại Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn tiền bối chuẩn bị đánh lộn thời điểm. Hư không bên trong, có mấy đạo trường sinh giả ý niệm, lặng lẽ giáng lâm những thứ này trường sinh giả, đều là đi theo áo bào trắng trường sinh giả sau lưng qua tới, ý đồ nhìn tình huống khiêu chiến bá Tống. Vừa rồi, áo bào trắng trường sinh giả đột nhiên sử dụng không gian năng lực chạy trốn. Sau lưng bọn này trường sinh giả phí hết chút thời gian, mới thuận không gian ba động chạy tới. Trường sinh giả ý niệm vừa hàng lâm, liền nhìn thấy áo bào trắng trường sinh giả ôm thỏ, đứng ở một cái cổng không gian trước mặt, run lẩy bẩy bộ dáng. Đã bắt đầu cùng bá Tống ở giữa đối kháng sao? Trường sinh giả nhóm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bọn hắn lặng lẽ đem lực chú ý nhìn về phía áo bào trắng trường sinh giả đối diện. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy bên trong cửa không gian. Lại nhiều một bá tám bá bá Tống cùng một vị Tam Nhãn thiếu niên đối lập mà đứng. Cái kia Tam Nhãn thiếu niên, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như là một cái không đáy lỗ đen, phảng phất muốn thôn vệ giữa thiên địa vạn vật. Thuần túy tà ác cùng khí tức khủng bố, không ngừng từ trên người hắn phóng thích. Cửu, cửu u chúa tể. Thân là trường sinh giả cho dù có người không có tận mắt qua cửu u chúa tể, cũng đều biết cửu u chúa tể tồn tại cùng tính chất đặc thù. Loại này viễn siêu tại phổ thông trường sinh giả cửu u tà năng chi lực, đây là áp đảo trường sinh giả phía trên tồn tại, là thiên đạo bán thân. Nhưng là, cửu u chúa tể tại sao lại xuất hiện ở hiện thế bên trong? Mà lại, thiên đạo không phải hỏng mất sao? Vì cái gì cửu u chúa tể vẫn tồn tại tại thế? Ở trong đó có cái gì bí ẩn? Còn có bá Tống vì cái gì cùng vị này cửu u chúa tể cùng một chỗ? Đang lúc trường sinh giả nhóm trong lòng nghi hoặc thời khắc, cánh cửa không gian bên trong bá Tống cùng vị kia Tam Nhãn trường sinh giả đồng thời động. Quanh Tam Nhãn cửu u chúa tể tựa hồ phi thường phẫn nộ, hắn vung đầu nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng bá Tống. Một quyền này oanh ra lúc, bổ sung lấy kinh khủng cửu u chúa tể hủy diệt pháp tắc, thuần túy nhất, bạo lực nhất phá hư. Chỉ là cái này kinh khủng hủy diệt pháp tắc, liền làm trường sinh giả nhóm động dung. Không người nào nguyện ý chính diện đi tiếp cửu u chúa tể rót đầy hủy diệt pháp tắc một quyền. Liền xem như trường sinh giả, đối mặt dạng này một quyền, tốt nhất phương án cũng là tránh né. Nhưng là, cửu u chúa tể nắm đấm, như thế nào tốt như vậy tránh né? Trường sinh giả nhóm có thể cảm ứng ra, Tam Nhãn chúa tể trên nắm tay, còn mang lấy nhân quả khóa chặt pháp tắc. Nắm đấm oanh ra thời điểm, liền đã không cách nào tránh né nắm đấm nhất định oanh trên người bá Tống. Lúc đầu đại gia lặng lẽ theo đuôi, là muốn nhìn xem bá Tống cùng áo bào trắng trường sinh giả ở giữa luận bàn hoặc là luận đạo. Không nghĩ tới, thoáng qua một cái đến liền thấy bá Tống cùng cửu u chúa tể ở giữa đại chiến. Đơn giản bạo tạc. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, bá Tống rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy một quyền này. Tránh không khỏi, liền bá Tống cũng tránh không khỏi cửu u chúa tể một quyền này. Thật là đáng sợ. Bá Tống vô địch, muốn bị kết thúc sao? Nhưng ngay tại trường sinh giả nhóm cho rằng bá Tống muốn thua lúc. Cái kia đủ để xé nát trường sinh giả khủng bố hủy diệt pháp tắc, vừa rơi xuống trên người bá Tống lúc, lại như châu đất xuống biển, hòa tan không thấy nói đúng ra, giống như là bị bá Tống cho hấp thu một dạng. Bá Tống thân thể phảng phất là không đáy lỗ đen, cứ nhiên trực tiếp đem hủy diệt pháp tắc dung nạp. Tất cả mọi người, bao quát áo bào trắng trường sinh giả, toàn bộ trừng to mắt. Bá Tống. Là quái vật sao? Còn không kết thúc, coi như đã mất đi hủy diệt pháp tắc, cái kia như cũ là cửu u chúa tể nắm đấm. Nhưng coi như đã mất đi hủy diệt pháp tắc gia trì, cửu u chúa tể nắm đấm vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Một quyền kia rắn chắc khác ở bá Tống lồng ngực, trực tiếp tại bá Tống vô địch thân thể trên lồng ngực đánh ra một cái thật sâu quyền ấn. Đau quá, lúc này, bá Tống trong miệng thốt ra bình tĩnh hai chữ mặc dù trong miệng hắn hô hào đau quá. Nhưng hắn trạng thái lại vô cùng chấn định,
phảng phất ngực bị đánh ra một cái quyền hố thống khổ, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Điều này khiến người ta hoài nghi Bá Tống đến cùng có hay không cảm giác đau thần kinh loại vật này. Chịu đựng lấy, một quyền này Bá Tống rắn rắn chắc chắc tiếp nhận tin. Mà lại, không chỉ có như thế. Sau một khắc, Bá Tống không chút do dự đối cửu U Chúa Tể chính là phản kích một quyền. Hoàn thủ. Đối mặt vô cùng kinh khủng cửu U Chúa Tể, thiên đạo bán thân, áp đảo trường sinh giả phía trên tồn tại, Bá Tống vẫn như cũ không chút do dự đánh trả. Bá Tống nắm đấm nắm chặt, trên đó tràn đầy bạo tạc tính chất kèm theo tổn thương. Thánh quang, công đức chi lực, thiên lôi chứng minh, thánh viên thêm thành, nho ra chính khí thêm thành. Sau một khắc, Bá Tống nắm đấm không chút lưu tình nện ở tam nhãn cửu U Chúa Tể trên người, trực tiếp đem cửu U Chúa Tể đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, tam nhãn thiếu niên tiền bối là bị Tống Thư Hàng trên nắm tay cái kia đông đảo kèm theo chính năng lượng hiệu quả, cho lấy tới tê cả da đầu, thế là mượn Tống Thư Hàng lực quyền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng là, tại mọi người trong mắt, cửu U Chúa Tể là bị một quyền đánh bay. Tê âm thầm giáng lâm tất cả trường sinh giả, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Hỏa tinh nhiệt độ bởi vì đã mất đi thật nhiều miệng trường sinh giả cấp hơi lạnh, mơ hồ ấm lên mấy độ. Bá Tống đã nhận lấy cửu U Chúa Tể một quyền, chỉ là tại lồng ngực chỗ lưu lại một quyền hố, tự thân không nhúc nhích tí nào. Mà cửu U Chúa Tể chịu Bá Tống một quyền về sau, cứ nhiên trực tiếp bị đánh bay. Bá Tống, không chỉ có đã ở vào thiên đế, nho ra thánh nhân cái kia thống trị cấp độ, thậm chí đã hướng cảnh giới càng cao hơn leo lên. Đến thiên đạo bán thân cửu U Chúa Tể cấp độ. Kế chém giết thiên đế về sau, Bá Tống chẳng lẽ còn muốn hiện trường chém giết cửu U Chúa Tể. Đang lúc đám người trong lúc suy tư, không gian kia chi môn đột nhiên khẽ hấp, đem áo bào trắng trường sinh giả hút vào trong đó. Cánh cửa không gian quan bế, đem tất cả trường sinh giả lưu tại cổng không gian bên ngoài. Hỏa tinh bên trên trường sinh giả nhóm, xa vào đến trầm tư. Tán tài vương tỏa thế giới bên trong. Kế tiếp, là nam hay là nữ, ai tới trước đoán. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cắn răng nói, ván kế tiếp không cho phép lại dùng thánh quang loại hình năng lượng. Đến phiên ta cược là nam. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng vung vẩy Âu Bạch chi thủ, tự tin nói, mà lại, ta cảm thấy ván kế tiếp chí ít sẽ có hai cái phía trên đạo hữu vào cuộc. Sở dĩ, tiền bối, chúng ta không bằng trực tiếp đem còn lại hai lần cơ hội toàn bộ dùng tới. Cái thứ hai tiến vào ta cược nam, cái thứ ba tiến vào ta cược là vô tính đừng. Tốt. Vậy liền một hơi đem hai, ba cục đánh cược, phân thắng thua. Ta cược cái thứ hai tiến vào là tiên tử, cái thứ ba vẫn là tiên tử. Tam nhãn tiền bối tựa như là cái không biết làm đề học cặn bã, tại không biết câu trả lời tình huống bên dưới, hắn chuẩn bị toàn bộ tuyển B. Ta cũng không tin toàn tuyển B, còn một cái không đúng. Cái kia, Tống tiền bối. Bên cạnh, bị kéo vào tán tài vương tọa thế giới áo bào trắng trường sinh giả lên tiếng kêu. Hắn cảm giác mình bị hút vào tiểu thế giới này về sau, tựa hồ liền bị Tống tiền bối cùng tam nhãn cửu U Chúa Tể không để ý đến. Đạo hữu chờ một lát, chờ ta đem tam nhãn tiền bối đè xuống đất ma sát về sau, lại cùng ngươi nói chuyện giữa chúng ta. Tống Thư Hàng dứt lời, đối áo bào trắng trường sinh giả lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nói thế nào đều là tự mang linh thạch tới cửa hiếm có đạo hữu, người tới là khách, Tống Thư Hàng đương nhiên sẽ không keo kiệt bản thân mỉm cười phục vụ. Linh thạch loại vật này, không chỉ có thể mua được trường sinh giả đại lão phục vụ mỉm cười, càng có thể đổi lấy Bá Tống từ tự nội tâm ấm áp cười một tiếng. Đem ta đè xuống đất ma sát, tiểu hàng ngươi ở đâu ra tự tin, một hồi, làm ngươi bị ta đè xuống đất ma sát lúc, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra cửu U Chúa Tể thức nhe răng cười, hù dọa một bên áo bào trắng trường sinh giả. Tiền bối ngươi đã tự tin như vậy. Vậy nếu không chúng ta lại cược lớn một chút. Cược nam nữ ba cục hai thắng về sau, chúng ta lại tiếp tục tiếp lấy cược. Phía ngoài trường sinh giả số lượng ước là 7, trừ bỏ ba cục cần hai vị bên ngoài, chúng ta còn có thể lại tiếp tục cược 5 lần. Cược chịu quyền, Tống Thư Hàng duỗi tay tại bộ ngực mình vuốt vuốt, đem ngực bị tam nhãn tiền bối đập ra quyền hố vào bình. Đến A, ai sợ ai A, ta toàn bộ tuyển B, toàn bộ lựa chọn nữ tính, ngươi có dám hay không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối kiêu ngạo nói. Liên tiếp 7 cái B, chí ít cũng có thể đối 2-3 cái A.
Hắn đã muốn dùng tốt tàn nhẫn nhất quyền pháp chiêu thức, mang cho bá tống thống khổ. Vậy ta ngoại trừ cực nam, vô tính bên ngoài, lại thêm nam, vô tính, vọng thiên. Tống Thư Hàng giảng đến một nửa lúc, đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn âm thầm dùng bạch thánh trong tay trái bên dưới tả hữu vung vẩy lựa chọn lúc, thứ sáu cái trường sinh giả giới tính là nữ. Mà tam nhãn thiếu niên tiền bối đã sớm đem tất cả B đều tuyển đi. Cùng lắm thì chịu một quyền, mà ta chỉ ít có thể đánh 5 quyền trở về, dù sao ta không lỗ. Thứ sáu cái ta tuyển nam, cái thứ bảy ta tuyển song tính. Tống Thư Hàng cắn răng báo ra lựa chọn của mình. Rất tốt, ngươi chuẩn bị chờ chết đi, bá tống. Tam nhãn thiếu niên tiền bối không biết từ chỗ nào gạt ra mê chi tự tin. Lời giống vậy, ta hoàn trả cho tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Một bên áo bào trắng trường sinh giả. Thiên đế trong miệng tuyệt thế cao nhân tống tiền bối cùng tối ác đáng sợ nhất cửu u chúa tể hình tượng, ở trong mắt hắn lặng yên sụp đổ. Lúc này, hỏa tinh bên trên. Hết thảy bảy tôn trường sinh giả phá không mà đến, giáng lâm tại hỏa tinh. Biến mất, bá tống, cửu u chúa tể còn có cái kia áo bào trắng trường sinh giả, toàn bộ biến mất không thấy. Vị trí của cửa không gian, ở chỗ này, có một vị trường sinh giả dẫn đầu. Hướng đi trước đó Tống Thư Hàng mở cổng không gian tọa độ. Muốn lặng lẽ theo tới nhìn xem sao. Nhưng đối với diện là bá tống tại đại chiến cửu u chúa tể, chúng ta mạo nhưng đi qua lời nói, có thể hay không bị cuốn vào đến trong trận chiến đấu này đi. Nói, bảy cái trường sinh giả một cái tiếp một cái, đi tới Tống Thư Hàng cổng không gian tọa độ trước, theo thứ tự bước vào đến đổ ước phạm vi bên trong. Đang lúc trường sinh giả nhóm từng cái bước vào đến đổ ước phạm vi bên trong thời điểm, đột nhiên bá tống đại chiến cửu u chúa tể cánh cửa không gian lần nữa mở ra. Cánh cửa không gian bên trong, tam nhãn cửu u chúa tể trên mặt nhe răng cười. Tại hắn đối diện, bá tống mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra bức người sát khí. Trước đó bị bắt vào đến cánh cửa không gian bên trong áo bào trắng trường sinh giả, núp ở một bên run lẩy bẩy. Bên trong cửa không gian. Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng một chỗ liếc nhìn bảy tôn trường sinh giả, cũng theo bọn hắn nhập trận trình tự biện luận giới tính. Tại hai cái thứ ba thần nhãn liếc nhìn bên dưới, bảy vị trường sinh giả cảm giác mình phảng phất bị nhìn thấu, không có chút nào tự ẩn. Nam tính kiếp tiên, vô tính mộc hệ trường sinh giả, nam tính, vô tính ngọc hệ trường sinh giả, nữ tính trường sinh giả, thái cổ trùng tộc thư hùng một thể trường sinh giả. Cái này bảy tôn trường sinh giả cũng không có che giấu bản thân giới tính, sở dĩ một chút quét xuống liền có thể nhìn ra bọn hắn giới tính, hoặc là thông qua chủng tộc phán đoán thuộc tính. Nhìn thấy kết quả này lúc, tam nhãn thiếu niên tiền bối khí thế trên người biến càng thêm dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ép tới bên cạnh áo bào trắng trường sinh giả hít thở không thông. Thậm chí cổng không gian đối diện trường sinh giả nhóm, cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng coi như tam nhãn cửu u chúa tể đáng sợ như thế, đối diện bá tống đại lão nhưng như cũng mạnh đến không thèm nói đạo lý trình độ. Hắn tiến lên một bước, tiếp cận mình và cửu u chúa tể ở giữa cự ly, sau đó một đôi thiết quyền hung hăng hướng phía tam nhãn cửu u chúa tể đập tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Đáng sợ cửu u chúa tể, tại bá tống thiết quyền bên dưới, lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Rõ ràng khí tức của hắn là như vậy khổng lồ dữ tợn. Nhưng tam nhãn chúa tể căn bản là không có cách phản kháng bá tống thiết quyền, thậm chí liền tránh né đều làm không được. Bảy tôn trường sinh giả đều nhìn ngây người. Bá tống cứ nhiên đè ép cửu u chúa tể treo lên đánh bạo truy. Chúng ta có phải hay không thấy được một tôn giả cửu u chúa tể? Bá tống nắm đấm nhìn qua cũng không nhanh, nhưng tam nhãn cửu u chúa tể cứ nhiên không cách nào tránh né. Cũng vô pháp phản kháng. Chẳng lẽ, bá tống thiết quyền cũng ẩn giấu đi nhân quả chi lực? Thậm chí có thể ảnh hưởng đến cửu u chúa tể. Liền cửu u chúa tể, cũng vô pháp chống cự bá tống. Kế thiên đình thiên đế về sau, bá tống còn muốn diệt cửu u chúa tể sao? Cửu u chúa tể cũng bị bá tống đè xuống đất ma sát, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta lên đến liền đến bị ma sát à? Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ từ bảy tôn trường sinh giả trong đầu hiện lên. Ở tại bọn hắn suy tư thời khắc, bá tống tụ tập toàn thân lực lượng, hung giữ một quyền nện ở tam nhãn cửu u chúa tể trên người, một quyền này trực tiếp đem tam nhãn chúa tể chùy xuống lòng đất. Cửu u chúa tể, bị chùy phát nổ.
Liên tiếp 5 quyền đem Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trực tiếp chùy xuống lòng đất chỗ sâu về sau, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, mặt hướng 7 tôn trường sinh giả, chậm rãi nói, các ngươi, cũng là tới khiêu chiến ta sao? 7 tôn trường sinh giả hơi sững sờ về sau, đột nhiên dùng sức lắc đầu. Vốn chỉ là nghĩ đến cùng lắm là bị bá tống đè xuống đất ma sát một lần. Nhưng nhìn thấy bá tống sâu trùy cửu u chúa tể về sau, bọn hắn thật vất vả nhấc lên chiến ý, lại bị dội tắt. Luận đạo, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không tìm bá tống đạo hữu luận đạo. Có vị trường sinh giả vội vàng nói không muốn đấu võ, muốn đấu văn. Này, chính đang khi nói chuyện, đột nhiên ngọn nguồn bạo động. Tam nhãn cửu u chúa tể từ lòng đất oanh ra, một cái trùng thiên pháo, đánh vào bá tống cái cằm bên dưới, đem bá tống trực tiếp đánh bay thượng thiên. Thứ 6 quyền, là tam nhãn cửu u chúa tể thắng lợi. Cũng là hắn duy nhất có thể lấy chùy bá tống một quyền. Bị đánh thành dạng này, cửu u chúa tể lại còn có thể phản kích. Đau quá, trên bầu trời, bá tống ổn định thân hình. Sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên đập xuống, hai tay ôm quyền, hung hăng nện vào tam nhãn thiếu niên tiền bối trên người, trực tiếp lần nữa đem hắn nhập vào tới lòng đất chỗ sâu. Tại 7 vị trường sinh giả trong mắt, cửu u chúa tể đây là thật vất vả nắm lấy cơ hội phản kích một quyền, sau đó lại một lần bị bá tống chùy bay. Giải quyết, bá tống tiêu sái phủi tay nói. Cửu u chúa tể, bị giải quyết. Bá tống cùng cửu u chúa tể khoáng thế đại chiến, cứ như vậy kết thúc. Trước đó một kích kia trùng thiên quyền chẳng lẽ đã là tam nhãn cửu u chúa tể sau cùng quật cường. 7 vị trường sinh giả không tự chủ được ngắm nhìn bá tống dưới chân hố sâu. Lần này, tôn này tam nhãn cửu u chúa tể không tiếp tục đi ra. Nói cách khác, thật sự thực làm xong. Cửu u chúa tể thật sự bị đánh bạo. Không cảm ứng được cửu u chúa tể khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, là bá tống thắng. Nhưng là, bá tống cuối cùng một quyền nhìn qua tựa hồ cũng không phải quá cường đại a. Khẳng định là pháp tắc nội liếm, bá tống cuối cùng một quyền bên trên, khẳng định ẩn chứa cường đại hủy diệt pháp tắc, mà lại là khắc chế cửu u chúa tể cường đại pháp tắc, hoàn toàn nội liếm, cũng tại tiếp xúc giây lát quán nhập cửu u chúa tể thể nội, đem hắn giải quyết. 7 tôn trường sinh giả trao đổi lẫn nhau ánh mắt, bí mật truyền âm nói chuyện riêng. Kế chém giết thiên đế về sau, bá tống lần nữa lấy một tôn cửu u chúa tể vì điện cơ, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo cái kia thống trị cấp cường đại. Nam nhân này, căn bản là không có cách chiến thắng. Coi như không sợ bị bá tống đè xuống đất ma sát, nhưng cũng không có người muốn ở thời điểm này đi lên khiêu chiến bá tống. Lúc này bá tống, vừa đánh nổ cửu u chúa tể, khí thế ở vào trạng thái đỉnh phong. Lúc này đi lên khiêu chiến hắn, vạn nhất bá tống hưng phấn lên thu lại không được tay, vậy thì không phải là bị đè xuống đất ma sát đơn giản như vậy, mà là sẽ bị triệt để đánh nổ. 7 vị đạo hữu tìm ta luận đạo, thật có lỗi. Mấy ngày nay có chút bận bịu, không bằng chúng ta ngày khác, Tống Thư Hàng lắc lắc tay, lên tiếng hỏi. Hắn có cái gì nói có thể cùng trường sinh giả đại lão nhóm luận A, một luận đạo, hắn liền lộ tẩy. Bá Tống đạo hữu kế tiếp còn có chuyện gì phải bận rộn sao? Có vị trường sinh giả thuận miệng hỏi hắn liền muốn theo miệng cùng bá Tống lại nói lung tung vài câu, sau đó tìm một cơ hội cáo từ trước rời đi. Nếu như không kéo vài câu liền rời đi. Sẽ có vẻ hắn rất túng. Hừm, đón lấy đến ta muốn đi tiếp thu tam nhãn thiếu. Ân, tam nhãn chúa tể một số bảo vật, còn cần mấy ngày thời gian tiêu hóa thu hoạch lần này. Ngày khác, ta tại hỏa tinh bên trên mời các vị đạo hữu luận đạo giảng pháp. Tống Thư Hàng cười trả lời. Đây là bá tống tại xử lý cửu u chúa tể về sau, cướp đoạt cửu u chúa tể bảo vật A. Có lẽ hắn chính là nhìn chúng vị này tam nhãn cửu u chúa tể bảo vật. Mới lên môn trùy bạo đối phương, cướp đoạt bảo vật. Mà lại cùng cửu u chúa tể ở giữa chiến đấu kinh lịch, hoàn toàn chính xác cũng cần thời gian tiêu hóa. Trường sinh giả nhóm âm thầm liếc nhau về sau, thừa cơ xuống thang. Vậy chúng ta đến lúc đó liền tại hỏa tinh bên trên, xin đợi bá tống đạo hữu đến. Đến lúc đó, để cho chúng ta nâng cốc ngôn hoan, cộng đồng luận đạo. Vị kia nữ tính trường sinh giả cười trả lời. Thỏa. Đến lúc đó chúng ta không gặp không về, Tống Thư Hàng khoát tay áo. Cánh cửa không gian quan bế. 7 vị trường sinh giả nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tương hỗ đối mặt, sau đó 7 vị trường sinh giả trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu,
Ba Tống kế chém giết thiên đế về sau, lại đánh nổ một tôn sống sờ sờ cửu u chúa tể, cướp đoạt cửu u chúa tể bảo vật tin tức, tại trường sinh giả trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này liền truyền khắp gần phân nửa tu luyện giới. Ba Tống vô địch hình tượng, tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng bắt đầu dựng lên. Tán tài vương tỏa thế giới bên trong. Tống tiền bối, vị chúa tể kia đâu? Áo bào trắng trường sinh giả cẩn thận hỏi. Sẽ không thật sự bị bá Tống đánh nổ đi. Tam nhãn tiền bối hắn trở về, trước mặt nhiều người như vậy, bị ta liền đập sáu quyền, hắn đương nhiên cảm giác mất mặt, liền lặng lẽ đi về trước. Tống Thư Hàng trả lời dù sao cửu u chúa tể, muốn mặt. Áo bào trắng trường sinh giả. Nguyên lai vị kia tam nhãn chúa tể vẫn là sẽ cảm giác đến mất mặt đó a. Lại nói, ngươi tìm ta có việc, Tống Thư Hàng hỏi. Áo bào trắng trường sinh giả vội vàng duỗi tay đưa lên một đầu túi càn khôn, nói, nho nhỏ ý tứ, ưa thích Tống tiền bối ngươi có thể ưa thích. Trong túi càn khôn, cái kia lóng lánh thất thải quang mang linh thạch tiểu khả ái, khiến cho Tống Thư Hàng thể xác tinh thần vui vẻ. Vô công bất thụ lộc. Đạo hữu người vẫn là trước tiên nói một chút người tìm ta có chuyện gì a? Tống Thư Hàng nói ra, sau đó hắn lại đưa tay đeo lên bạch tiền bối cho hắn áp chế thánh hào chiếc nhẫn. Linh thạch tiểu khả ái hắn thích vô cùng, nhưng đối phương nói thế nào cũng là thần bí đảo đại tiền bối, lúc trước còn giúp hắn qua, đưa qua hắn một tấc thu nhỏ túi. Sở dĩ, Tống Thư Hàng không thể hố Khô Ninh hắn linh thạch. Không hổ là Tống tiền bối, quang minh lẫm liệt, kỳ thật. Ta cảm giác mình cùng Tống tiền bối người hữu duyên, cho nên muốn tới nhìn một chút ngài. Những linh thạch này chỉ là ta một điểm lễ gặp mặt lúc đầu ta nghĩ đổi thành thực dụng hơn chút thiên tài địa bảo, nhưng có người căn dặn ta, để cho ta mang lên linh thạch vì lễ gặp mặt. Tóm lại, hy vọng Tống tiền bối ngươi không muốn ghét bỏ. Áo bào trắng trường sinh giả lại đưa đem cái kia linh thạch đưa lên. Hắn đó có thể thấy được, vị này Tống tiền bối tựa hồ thật sự không ghét hắn đưa linh thạch loại này thổ sản. Thiên đế không có hố hắn. Tống Thư Hàng, là đạt đạt thiên đế. Cứng rắn là đem linh thạch tiểu khả ái kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng về sau, áo bào trắng trường sinh giả lại nói, càng là tiếp cận Tống tiền bối về sau, ta liền càng cảm giác Tống tiền bối người cùng ta hữu duyên. Tống tiền bối, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Đương nhiên gặp qua a. Đảo chủ tiền bối. Ta chính là năm đó đại minh ven hồ tiểu thư hàng A. Tỷ như, tại thời kỳ viễn cổ, ta khả năng vẫn còn thiếu niên trạng thái thời điểm, ta cảm giác mình tựa hồ liền tiếp xúc qua Tống tiền bối. Áo bào trắng trường sinh giả có chút chờ đợi hỏi, sở dĩ, Tống tiền bối, ta có thể nhìn xem hình dạng của ngươi sao? Tống Thư Hàng. Thời kỳ viễn cổ. Thật có lỗi A, đảo chủ tiền bối. Thời kỳ viễn cổ. Ta ông tổ nhà họ Tống Tông khả năng cũng còn chưa đi đến hóa đi ra. Mặt khác Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Đạo hữu, ngươi nhập thế về sau, không tiếp thu huyền thánh giảng pháp sao? Tống Thư Hàng hỏi. Huyền thánh giảng pháp tiếp sóng có tác dụng trong thời gian hạn định cùng thiên hạ không ai không biết ngài một dạng, thậm chí có đôi khi sẽ dài hơn một số. Nếu như đảo chủ tiền bối nhập thế lúc, tiếp thu qua huyền thánh giảng pháp, vậy liền hẳn phải biết thân phận của hắn mới đúng. Dù sao, hắn tại huyền thánh giảng pháp lúc, mấy lần trước cũng không có mang mặt nạ. Áo bào trắng trường sinh giả lắc đầu, ta vừa vào thế liền trực tiếp tìm đến Tống tiền bối, chưa tới đến tiếp thu huyền thánh giảng pháp tiếp sóng. Khó trách, Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi tay lấy xuống bản thân trên mặt mặt nạ, chuẩn bị hướng đảo chủ tiền bối lộ ra thân phận của mình. Tại đối mặt xem như nửa cái người quen đảo chủ lúc, Tống Thư Hàng không có tiếp tục đóng vai đại tiền bối ác thú vị. Mặt nạ lấy xuống, lại là một chương áo bào trắng trường sinh giả hoàn toàn xa lạ mặt. Áo bào trắng trường sinh giả khe khẽ lắc đầu, là ta tự mình đa tình sao? Há, kém chút quên đi, Tống Thư Hàng sờ sờ mặt, trên mặt còn có một chương mặt nạ. Bất quá chương này ngân quái mặt nạ tương đối chân quý, cứ như vậy hái xuống khá là đáng tiếc. Thế là, Tống Thư Hàng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn duỗi tay thăm dò vào đến hạch tâm thế giới. Một thao tác. Một lát sau, hắn từ hạch tâm thế giới bên trong móc ra một cái bá Tống bản thể đầu tới. Đã lâu không gặp, đảo chủ tiền bối. Bá Tống đầu lên tiếng nói. Áo bào trắng trường sinh giả. Thư Hàng tiểu hữu, bị người chém đầu. Khi nhìn đến Tống Thư Hàng tiểu hữu đầu nháy mắt,
Bạch Bào đảo chủ trong đầu nháy mắt hiển hiện rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như Thư Hàng tiểu hữu đầu bị người cắt đi, chế thành pháp khí loại hình. Tu chân giới cũng cùng người bình thường thế giới đồng dạng, có mặt ngoài hòa bình, cũng có dấu ở hòa bình bên dưới tàn khốc. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, không có khả năng người người đều yêu thích hòa bình thế giới, không có khả năng người người đều ôn nhu hiền lành. Đem mặt khác người tu luyện đầu cắt bỏ luyện chế thành tà ác pháp khí sự tình, rất nhiều tà tu đều sẽ làm. Thậm chí một chút đặc thù hệ thống tu luyện, bản mệnh pháp khí khả năng chính là chi sọ loại hình đồ vật. Bất quá, vị này liền thiên đế cũng kính ngưỡng Tống tiền bối, thực lực cường đại, hắn căn bản không cần Tống Thư Hàng cái này vừa tấn thăng tam phẩm không bao lâu tiểu tu sĩ đầu luyện khí Bạch Bào đảo chủ sở dĩ biết Tống Thư Hàng ít nhất là tam phẩm cảnh giới. Là bởi vì lúc ấy Tống Thư Hàng độ 2 tấn 3 biến dị thiên kiếp lúc, có Bạch Bào đảo chủ mượn một tấc thu nhỏ túi chi lực, âm thầm ra tay tương trợ qua. Lúc này, Bạch Bào đảo chủ suy đoán, rất có thể là Tống Thư Hàng bị cái nào đó tà tu chặt đầu, luyện chế thành pháp khí. Cuối cùng, lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, bị vị này Tống tiền bối cứu bên dưới. Dù sao nhìn Tống Thư Hàng tiểu hữu một mặt vui vẻ dáng vẻ, tựa hồ cùng Tống tiền bối chung đụng rất không tệ. Nhìn qua Tống Thư Hàng đầu, Bạch Bào đảo chủ trong lòng nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trường sinh giả tinh thần lực vô cùng cường đại, trong đầu của bọn hắn một nháy mắt có thể hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ, tiến hành hơn trăm triệu lần thôi diễn. Cho nên, một khi bọn hắn lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn lúc, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành một thiên dài đến mấy trăm vạn chữ kịch bản trường thiên não bổ. Giả thiết, có như vậy một cái ngây thơ trường sinh giả. Gặp gỡ làm hắn vừa thấy đã yêu đối tượng. Cái kia đối tượng chỉ cần nhìn trường sinh giả một chút, lấy trường sinh giả cường đại tư duy năng lực, hắn một nháy mắt liền có thể trong đầu kế hoạch ra mấy vạn loại truy cầu đối tượng phương án, cũng lấy mỗi một cái phương án làm cơ sở, dọc theo chính mình cùng đối tượng mến nhau, yêu nhau, sau đó nghĩ biện pháp bài trừ không phục không dục triệu chứng, kết hôn sinh con cháu cả sảnh đường các loại kịch bản. Chuyển hóa thành văn tự, chí ít cũng là mấy trăm triệu chữ cố sự. Đối diện, Tống Thư Hàng căn bản không nghĩ tới Bạch Bào đảo chủ tại vừa rồi nháy mắt não bổ kịch bản. Hắn chỉ là cảm giác bóc tuột nguyên thần hình chiếu mặt nạ trên mặt rất đáng tiếc, hắn còn muốn mượn dùng tấm mặt nạ này một đoạn thời gian. Cho nên, hắn thông qua hạch tâm thế giới vì trung chuyển, đem ngay tại nhóm lửa bản thể đầu đem hái xuống, chuyển rời đến tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới. Dù sao, hắn vốn là chuẩn bị đem bản thể đầu chuyển di. Chờ rời đi đầu về sau, hắn liền có thể đem Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đuổi đến sụp đổ thiên đế thế giới, cùng Bạch Cốt Tiên Cơ, Đông Phương Đại Đế lão bằng hữu gặp mặt đi. Hiện tại, vừa vặn sớm đem đầu của mình cho chuyển di tới, cùng Bạch Bào đảo chủ gặp mặt. Bạch Bào đảo chủ nhìn qua Tống Thư Hàng đầu, nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng an ủi, Thư Hàng tiểu hữu, mặc dù ngươi bây giờ chỉ còn cái đầu. Nhưng ngươi không cần lo lắng, lấy Tống tiền bối thực lực. Nói không chừng còn có cơ hội để ngươi một lần nữa sinh trưởng ra thân thể tới. Ngươi là có đại cơ duyên tu sĩ, phúc duyên thâm hậu. Tống Thư Hàng. Xấu hổ, Bạch Bào đại tiền bối hiểu lầm tựa hồ sâu hơn, làm sao phá. Vì phòng ngừa vị này thú vị đại tiền bối tiếp tục hiểu lầm, Tống Thư Hàng chỉ có thể kiên trì điểm phá nếu không, hiểu lầm càng sâu, giải thích càng phiền phức. Cái kia, đảo chủ tiền bối ngươi hiểu lầm, Tống Thư Hàng khoát tay áo. Bản thể đầu lên tiếng nói. Bạch Bào đảo chủ. Đối diện, Tống Thư Hàng giơ lên chính mình bản thể đầu, hướng nguyên thần trên đầu như vậy nhấn một cái, tựa như mang khăn trùm đầu đồng dạng đem chính mình bản thể đầu đeo lên. Sau đó, hắn chỉ chính mình, ta chính là Thư Hàng. Bạch Bào đảo chủ. Không khí, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hai người mặt đối mặt, không nói gì. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên có chút hoài niệm công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử cộng gia đen tử, có các nàng ba cái ở đây, chí ít không khí sẽ không đột nhiên an tĩnh như vậy, có thể tạo được hòa hoãn tác dụng. Cái kia, đảo chủ tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Chờ một chút, người trước hết để cho ta lẳng lặng. Bạch Bào đảo chủ đưa tay, nói. Tống Thư Hàng. Viễn cổ thiên đình thành viên, đều có yêu mến đi tìm lẳng lặng yêu thích sao? Trên bả vai hắn bị tam nhãn thiếu niên tiền bối phong ấn giác quan Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiện tại cũng đang tìm lẳng lặng. Ra nửa ngày sau, ngươi nói ngươi là Thư Hàng tiểu hữu. Bạch Bào đảo chủ hỏi, lúc ấy lên ta phù không đảo lúc, liền nhị phẩm cảnh giới cũng chưa tới Tống Thư Hàng.
Là ta, không thể giả được. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch Bào đảo chủ. Thay đổi đổi, ta muốn đổi một cái. Tống Thư Hàng bình tĩnh như trước nhìn qua đảo chủ. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bạch Bào đảo chủ tiếp tục hỏi. Hắn mặc dù vừa ra thần bí đảo liền trực tiếp đến hỏa tinh, nhưng ở trong quá trình này, hắn vẫn là cùng mấy vị trường sinh giả ở giữa tiến hành một đoạn thời gian ngắn giao lưu. Từ giao lưu bên trong, hắn biết được một chút tình báo, trước mắt vị này Tống tiền bối cường đại, cùng thiên đế miêu tả đồng dạng. Tỷ như Tống tiền bối chỉ là phân thân tại trên hỏa tinh liền liên chiến hơn 10 vị trường sinh giả, không một bại tích. Tỷ như Tống tiền bối lần lượt nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thất đại thánh hào, xưa nay chưa từng có. Nghe nói, đây là Tống tiền bối đang nghiệm chứng chính hắn đại đạo. Tỷ như Tống tiền bối đã đạt đến thiên đế cấp độ này, đã tại ngưng tụ bá văn. Tỷ như thiên đạo sụp đổ sự tình, chỉ sợ cũng cùng vị này Tống tiền bối có quan hệ. Tóm lại, chư thiên vạn giới đều biết Tống tiền bối như bức. Ngược lại là gần nhất truyền tương đối xôn xao Tống tiền bối chém giết thiên đế sự kiện, hắn là biết nội tình. Hắn biết, thiên đế là vì mưu đồ cái nào đó kết quả, chính mình đưa đến Tống tiền bối trong tay. Nàng là muốn chết muốn Tống tiền bối tình bên trong, đạt được siêu thoát. Hiện tại, người để hắn tiếp nhận vị này như phê đến không được Tống tiền bối, chính là năm ngoái lúc đến hắn phủ không đảo lên tiểu gia hỏa kia, hơn nửa năm trước mới tam phẩm thiên kiếp tiểu tu sĩ. Vi thần không tiếp thụ được a. Kỳ thật liên quan tới ta cảnh giới, cũng không có ngoại giới truyền khoa trương như vậy. Ngoại giới truyền ngôn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì loại hiểu lầm tạo thành. Trên thực tế, đầu tháng thời điểm, ta vừa mới tấn thăng bát phẩm. Tống Thư Hàng trả lời. A, nguyên lai đầu tháng thời điểm vừa mới tấn thăng bát phẩm a, cũng không có giống ngoại giới truyền thuyết khoa trương như vậy a. Bạch Bào đảo chủ khẽ gật đầu. Sau đó, hắn quay người hướng phía hư không dùng sức oanh liên tiếp mấy quyền, mỗi một quyền đều đánh nát hư không, ném ra vết nứt không gian. Mới cái giám a. Nửa năm trước ngươi không phải vừa mới độ 2 tấn 3 thiên kiếp sao? Nửa năm sau, ngươi liền từ tam phẩm một đường cưỡi tên lửa đồng dạng lên tới bát phẩm. Còn mới, ngươi đối nửa năm từ tam phẩm tấn thăng đến bát phẩm có phải là còn có cái gì địa phương không hài lòng? Ngươi đối tu sĩ tấn cấp độ khó là không phải tồn tại hiểu lầm gì đó. Nện xong vô tội hư không về sau, Bạch Bào đại tiền bối xoay người lại, nghiêm túc nói, cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Ngươi thật sự là nho gia thánh nhân chuyển thế. Lần nữa cảm mạo, tối hôm qua uống thuốc, ngủ một giấc cho tới bây giờ mới rời giường. Lúc đầu mấy ngày nay đã khôi phục 3 ca trương tiết, nhưng hôm qua liền lại tuột trở về 2 ca. Hôm nay còn có chút bệnh tia tại rút lấy, được chậm rãi. Ta nghĩ, ta hẳn không phải là nho gia thánh nhân chuyển thế. Tống Thư Hàng dùng tay lắc đầu phủ định nói. Cái gọi là ba người thành hổ, khi từng cái đại lão cũng hoài nghi hắn là nho gia thánh nhân chuyển thế, cũng hướng hắn đưa ra nghi vấn lúc, Tống Thư Hàng hiện tại gặp gỡ vấn đề này, cũng không dám khẳng định hồi phục. Hỏi nhiều người, hắn biết rõ chính mình không phải nho gia thánh nhân chuyển thế, nhưng phủ định bắt đầu lúc, lực lượng phương diện không có cách nào giống ngay từ đầu như vậy đủ, không hiểu thấu chột dạ. Đối diện, Bạch Bào đảo chủ khẽ mỉm cười nói, lý giải, ta có thể hiểu được. Hắn có thể hiểu được Tống Thư Hàng không nghĩ thấu lộ tự thân là nho gia thánh nhân chuyển thế bí mật này tâm lý dù sao thời kỳ viễn cổ, nho gia thánh nhân đem chư thiên vạn giới đều đè xuống đất ma sát, trong lúc đó khẳng định kết rất nhiều cừu hận. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi đến cùng hiểu được cái gì? Nhưng ngay cả như vậy, ngươi thời gian một năm liền tấn thăng đến bát phẩm, ta vẫn như cũ có loại không thể nào tiếp thu được cảm giác ta vẫn là phải hảo hảo lặng lặng. Bạch Bào đảo chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng. Tốt ha, tiền bối ngài tiếp tục hảo hảo lặng lặng, ta sẽ không quấy rầy ngài, cáo từ. Mặt khác, bá Tống, ta luôn cảm giác chúng ta tại viễn cổ thời đại thời điểm, gặp mặt qua. Bạch Bào đảo chủ lại nói, đặc biệt là nhìn thấy ngươi bây giờ gương mặt này về sau, cảm giác của ta càng ngày càng rõ ràng. Thật có lỗi, đảo chủ tiền bối, thời kỳ viễn cổ ta Tống gia N đại lão tổ tông khả năng vẫn là nòng nọc nhỏ. Tống Thư Hàng nói trả lời. Bạch Bào đảo chủ khoát tay áo nói, đừng gọi ta tiền bối. Người bây giờ gọi ta tiền bối, ta cảm giác phi thường khó chịu. Người đảo chủ kia xưng hô như thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại hỏi. Bạch Bào đảo chủ thở dài nói, ngươi liền gọi ta kim quái đi.
Tin quái đạo hữu, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Nói lên cái này đạo hữu lúc ấy hắn còn muốn lấy dành thời gian thấy đạo chủ một mặt, cũng là bởi vì đạo chủ là kim quái nguyên nhân. Không nghĩ tới, đạo chủ chính mình tìm tới cửa, còn đưa lên nặng nề linh thạch lễ gặp mặt. Gọi như vậy, ta nghe liền an tâm nhiều. Kim quái đạo chủ gật đầu nói, nên gọi như vậy. Nếu không hắn vừa nghe đến Tống Thư Hàng gọi hắn tiền bối, tâm lý liền nhét nhét. Tống Thư Hàng có chút há miệng, đang muốn nói cái gì. Nhưng lúc này, tim của hắn đập lại đột nhiên ra tốc bắt đầu. Phanh phanh phanh, tiếng tim đập, càng lúc càng lớn, như là động cơ đồng dạng, càng phát ra vang dội. Kim quái đảo chủ, làm gì đâu, nghe được đạo hiệu của ta về sau, vì cái gì bá tống nhịp tim liền bắt đầu ra tốc. Chẳng lẽ, hắn cuối cùng nhớ ra thời viễn cổ ta cùng chuyện của hắn. Ta cùng hắn ở giữa, chẳng lẽ đã từng phát sinh qua chuyện gì? Tống Thư Hàng đưa tay, sờ lên chính mình sắt thép mạnh như nhau cứng rắn cơ ngực, loại này cảm giác của nhịp tim, chẳng lẽ là Đông Phương Đại Đế đem tiền bối ta pháp khí chế tạo xong? Không đúng không đúng, lên một bộ hoàn thành lúc, nhịp tim của ta cũng không có dạng này ra tốc qua. Đông Phương Đại Đế tiền bối, kim quái đảo chủ sững sờ, người thỉnh động Đông Phương Đại Đế cho ngươi chế tạo pháp khí. Là thiên đế đát, Tống Thư Hàng trả lời. Kim quái đảo chủ, người một đại nam nhân, đát cái quỷ A. Ta trước đó rút 66 trái tim ra ngoài, để Đông Phương Đại Đế cho ta hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp. Hiện tại nhịp tim của ta chấn động thành bộ dạng này, rất có thể là Đông Phương Đại Đế tiền bối hoàn thành ta pháp khí thăng cấp. Tống Thư Hàng nói. Kim quái đảo chủ, hắn không biết muốn thế nào tiếp Tống Thư Hàng lời này. Vô luận là móc 66 trái tim, vẫn là Đông Phương Đại Đế vì 66 kiện pháp khí thăng cấp, hoặc là Tống Thư Hàng có được hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tất cả đều khiến người muốn nhả rãnh. Đúng rồi, tiền bối người muốn đi nhìn một chút Đông Phương Đại Đế không? Vừa vặn Thiên Đình Chi Hoa công đức tiên tử cùng vung dìu rất trượt bạch cốt tiên cơ cũng tại cái kia. Còn có bả vai ta lên móng vuốt, đây là Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Công đức tiên tử là ai? Kim quái đảo chủ nghi ngờ nói. Tiên tử, Tống Thư Hàng vòng quanh đầu lưỡi, cố gắng phát âm nói. Công đức bì bì rắn bây giờ tại bản thể của hắn trên thân bì. Là tiên tử a? Kim quái đảo chủ nhẹ gật đầu, cũng tốt, nhìn một chút cũng được. Vậy ta đây liền đưa tiền bối ngươi đi qua. Tống Thư Hàng hỏi. Vậy ta đi trước nhìn một chút Đông Phương tiền bối, quay đầu lại cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Kim quái đảo chủ nói bá tống tiếng tim đập còn đang đánh trống. Hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng nhịp tim bồn chồn nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Cho nên, trước khi đi hắn vẫn hỏi một tiếng, bá tống, ngươi vào thời viễn cổ, thật chưa thấy qua ta. Tại hạ bá tống, tuổi mới 18, Tống Thư Hàng trả lời 18 tuổi ta, xanh thẳm thiếu niên, làm sao có thể tại viễn cổ thời đại cùng ngươi gặp nhau. Kim quái đảo chủ, trò chuyện không nổi nữa. Phân biệt đi. Gặp lại. Kim quái đảo chủ chắp tay. Tống Thư Hàng đưa tay mở truyền tống môn, đem kim quái tiền bối cùng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều đưa đến sụp đổ thiên đế thế giới. Ngươi thật chỉ là bát phẩm. Kim quái đảo chủ lại nhìn không được hỏi. Ngươi một cái bát phẩm, vì cái gì sẽ cổng không gian? Thiên chân vạn xác, không thể giả được. Tống Thư Hàng trả lời. Đổi một cái, kim quái đảo chủ lần này nhìn không được nói. Quay lại thấy, Tống Thư Hàng cười đóng lại cổng không gian. Hắn thấy được Đông Phương Đại Đế tiền bối còn tại vất vả rèn sắt bên trong. Nói cách khác, lần này tim của hắn đập ra tốc, quả nhiên không có quan hệ gì với Đông Phương Đại Đế. Thế là, Tống Thư Hàng thật nhanh chạy về phía tán tài vương tọa thế giới chỗ sâu, tìm kiếm tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn vừa chạy vừa kêu, tam nhãn tiền bối, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi tại đối ta trái tim động tay chân? Ngươi tới rồi, bá tống đạo hữu. Trong mắt quản gia tiến lên đón, đưa lên một chén tiên trà, ngươi nhịp tim quá nhanh, uống miếng nước lẳng lặng tâm. Tạ ơn quản gia, Tống Thư Hàng tiếp nhận trà, uống một ngụm. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về tam nhãn thiếu niên tiền bối vị trí. Phốc, hắn một ngụm tiên trà toàn bộ phun ra ngoài. Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mặt. Có một viên lưu ly trái tim ngay tại bành trướng, trong nháy mắt bành trướng thành phòng nhỏ lớn nhỏ. Viên này thủy tinh trái tim lúc này ở không ngừng nhảy lên, cùng Tống Thư Hàng nhịp tim đồng bộ.
mà xuyên thấu qua viên này lưu ly trái tim, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có một con lông xù slide, bị phong ấn ở lưu ly trái tim bên trong. Cổ thần, tiền bối ngươi đem cổ thần phong ấn đến trái tim của ta bên trong. Tống Thư Hàng sờ lên bộ ngực mình. Chẳng trách mình nhịp tim bồn chồn thành bộ dạng này. Yên tâm đi, phong ấn của ta thiên hạ vô song. Quản gia, đem quả tim này thu lại, lần sau ta cùng bá tống đánh cược bên trong, liền có phần của nó. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Không có vấn đề, lão gia. Trong mắt quản gia Tấn Trách nói. Tống Thư Hàng luôn cảm giác là lạ. Sau đó, chúc mừng ngươi thu được lần này đánh cược thắng lợi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, ngươi vận khí không sai. Năm cục ba thắng, Tống Thư Hàng ba thắng một hòa, thắng được năm nay đánh cược. Đây là ta lần thứ tư thắng lợi, nhưng đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười tự tin, dù sao, muốn thua cho tam nhãn tiền bối, đều là kiện việc cần kỹ thuật. Có loại gỡ xuống tay trái của ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đây là một bộ phận của thân thể ta, dựa vào cái gì lấy xuống? Tống Thư Hàng nói. Trong mắt quản gia phụ họa nói, đúng đấy, người ta bá tống sinh ra từ hồng bằng bản sự mở treo, dựa vào cái gì muốn đóng lại? Chết, tam nhãn thiếu niên tiền bối táo bạo vung tay, một thương đem trong mắt quản gia đóng đinh tại mặt đất. Sau đó hắn quay người tiếp cận Tống Thư Hàng. Này, tặc tử ăn ta một đao. Hắn lẻn đến Tống Thư Hàng bên cạnh thân, tay cầm một thanh kiếm, hung hăng đâm vào Tống Thư Hàng bên eo. Ti tiện thần kích giả. Bạo kích tổn thương 5%, bối kích tổn thương 0%. Tống Thư Hàng trừng to mắt, tiền bối, liền ngươi cũng tại dòm ngó ta thất thải đại thận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tốc độ thực tế quá nhanh, tại đổ ước nghi thức kết thúc về sau, hắn liền giải trừ đối tự thân cảnh giới áp chế. Chân chính hướng Tống Thư Hàng hiện ra cửu u chúa tể cấp tốc độ cùng thủ đoạn. Hắn chuôi này kiếm tùy tiện đâm xuyên Tống Thư Hàng tầng tầng phòng ngự, thậm chí đâm xuyên qua không gian. Xuyên thấu qua Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu, trực tiếp quấn tới Tống Thư Hàng ở xa thiên đế sụp đổ thế giới bên trong nhóm lửa bản thể bên eo. Tứ đại tôi thể công pháp từng cường hóa nhục thân, đều không thể ngăn trở một kiếm này. Nói đúng ra, Tống Thư Hàng thân thể căn bản không có muốn chống cự một kiếm này suy nghĩ. Nhục thân tựa như là bị thôi miên đồng dạng, tùy ý một kiếm này đâm vào bên eo, hoàn thành thận kích. Phi, ta eo rất tốt, làm gì dòm ngó ngươi thận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Tống Thư Hàng đưa tay ấn về phía phần eo của mình. A, mặc dù bên eo bị thọc một kiếm, nhưng cũng không có cảm giác thống khổ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lập tức liền phán đoán ra, nói, kiếm hình đao ý ban thưởng. Không sai, kiếm hình đao ý ban thưởng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vỗ vỗ về, đứng dậy trở lại chính mình trên ghế xích đu, lay động. Tiền bối ngươi cho ta đánh cược ban thưởng, trực tiếp cho ta không phải tốt, cần gì phải chơi như thế kích thích. Tống Thư Hàng lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình bên eo. Bởi vì ta vui vẻ, tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười, đâm xong Tống Thư Hàng bên eo một đao về sau, tâm tình của hắn đều biến vui vẻ. Tống Thư Hàng. Bá Tống đạo hữu, ngươi bây giờ không cần lãng phí thời gian cùng lão gia xả đàn. Ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng thu nạp đạo này kiếm hình đao ý, đưa nó nạp làm ngươi đao ý. Lại một lần nữa bị đâm xuyên trong mắt quản gia, uệ lấy máu đề nghị. Tống Thư Hàng bị trong mắt quản gia hành vi cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, yên lặng câu thông bản thể, tiêu hóa đạo này kiếm hình đao ý. Tống Thư Hàng lúc này tự thân đã nắm giữ hai loại đao ý. Một là đao ý khôi giáp, đây là Tống Thư Hàng chiêu bài đao ý, chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị phòng ngự hình đao ý. Hai là tử bi đao ý, là kết hợp Hà Chỉ Ma Đế chủ tâm về sau lĩnh ngộ ra công kích hình đao ý, ẩn chứa Hà Chỉ Ma Đế chủ tâm bên trong đặc thù pháp tắc. Bị đao ý chém trúng người, đem không cảm giác được một điểm thống khổ. Ngược lại có thể sẽ rất sảng khoái. Giết cùng kẻ bị giết đều sẽ trên mặt từ bi mỉm cười, đang mỉm cười bên trong bị chém chết. Mà bây giờ kiếm hình đao ý, trở thành Tống Thư Hàng đao thứ ba ý. Tại cái này kiếm hình đao ý bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm, Tống Thư Hàng trong lòng đối với phần thiên hỏa diễm đao lĩnh ngộ, đột nhiên như tăng thêm hỏa tiễn kịch liệt tăng lên. Quả nhiên, đạo này kiếm hình đao ý cùng xích tiêu tử đạo trưởng có quan hệ, cho nên mới sẽ cùng phần thiên hỏa diễm đao như thế xứng đôi.
có kiếm hình đao ý cộng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối gia trì, Tống Thư Hàng phần thiên hỏa diễm đao uy lực đem viễn siêu cửu phẩm kiếp tiên trình độ. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng mở to mắt. Tam nhãn tiền bối tiểu thế giới bên trong, lúc này chính rơi xuống mưa mặt trời, dương quang sáng lạn, nhưng lại tung bay mưa phùn. Một đạo cầu vồng treo ở bầu trời, xem ra hiện tại tam nhãn tiền bối tâm tình là tức tốt lại xấu. Tại cái này tâm tình phương diện, tam nhãn tiền bối liền cùng phản nghịch kỳ tiểu cô nương đồng dạng, biến hóa đa đoan, hỉ nộ vô thường. Tống Thư Hàng con người mở ra, ánh mắt quét qua, trong hư không liền có một đạo kiếm khí càn quét mà qua. Ở trước mặt hắn mưa phùn toàn bộ bị kiếm ý chặt đứt, tiêu tán. Kiếm ý, đây chính là huy sái kiếm ý cảm giác sao? Tống Thư Hàng cảm giác chính mình tu chân nhân sinh, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể vui sướng nói cho mọi người hắn bá tống, đao kiếm song tuyệt. Tiền bối, có hay không địa phương có thể để ta dùng sức ra một kiếm? Tống Thư Hàng cảm giác có chút ngứa tay, hắn tựa như vừa đạt được đồ chơi hài tử, không kịp chờ đợi muốn chơi một chút kiếm ý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ bầu trời, hướng phía bầu trời xuất đao đi. Là kiếm pháp, ta nhiều ít cũng sẽ điểm kiếm pháp. Tống Thư Hàng nói. Biết một bộ kiếm pháp, cũng coi là biết chút kiếm pháp, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, linh lực trong tay hắn ngưng tụ, bị niệm lực cố định vì một thanh đại kiếm bộ dáng chủ yếu là hiện tại, tâm ma xích tiêu kiếm hiện tại bồi vũ nhu tử đang mạo hiểm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một bộ bị bạch tiền bối đùi mang đi chơi đùa, một bộ còn tại thăng cấp. Cho nên, Tống Thư Hàng chỉ có dùng linh lực đúc kiếm. Thánh quang kiếm pháp thánh quang trảm ác kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm, ngưng tụ linh lực đồng thời phối hợp kiếm hình đao ý, dùng sức hướng phía hư không huy kiếm. Tại Tống Thư Hàng cường đại linh lực gia trì bên dưới, cái này thánh quang trảm ác kiếm mặc dù chỉ là nhất phẩm kiếm pháp, nhưng lại bộc phát ra cửu phẩm cấp lực sát thương. Kiếm pháp là chết, muốn nhìn ai tại dùng. Ầm ầm, thánh quang hóa thành đủ để phá hủy một thành quang pháo kiếm, chém về phía hư không, chiếu sáng toàn bộ tam nhãn thế giới hư không. Ấm áp thánh quang, phảng phất có thể đem người trong lòng âm u toàn bộ khu trừ. Trên bầu trời mưa phùn bị quét sạch sành xanh, ánh nắng cộng thánh quang, khiến nhân thân tâm vui vẻ. Tống Thư Hàng mở rộng hai tay, ôm thánh quang. Tam nhãn tiền bối, liền để ta xua tan ngươi thế giới bên trong giả dích mưa rầm, chiếu sáng thế giới của ngươi đi. Thánh quang bên trong, Tống Thư Hàng như là quang minh chi tử, đối tam nhãn tiền bối ấm áp cười một tiếng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Trong mắt quản gia há to miệng, lúc đầu nghĩ thay bá tống biện hộ một chút, nhưng lại nghĩ không ra từ đến ân, bá tống dược hoàn. Lại nói, cái này kiếm hình đao ý thậm chí ngay cả thánh quang kiếm pháp cũng có thể cường hóa. Quả nhiên, cái này thánh quang kiếm pháp thực chất bên trong nhưng thật ra là đao pháp đúng không? Tống Thư Hàng. Một chiêu này phát thiết thức thánh quang kiếm pháp cũng không có tiêu hao hắn nhiều ít linh lực. Tại hắn tám nguyên anh hạch tâm cộng một kim đan hạch tâm động lực bên dưới, tiêu hao linh lực rất nhanh có thể bổ sung trở về. Bất quá, không đợi Tống Thư Hàng tám cộng một hạch tâm thôi động, từ nơi trái tim trung tâm liền có một đạo thuần túy nguyên lực truyền tống tới, lại từ trái tim chuyển hóa, cũng trải qua thân thể một đường tịnh hóa dung hợp, cuối cùng bị độ vào đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng, ai tại bổ sung hắn tiêu hao linh lực? Đây không phải linh quỷ bổ sung. Cũng không phải trên người hắn cái khác vật trang sức bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng thuận nhịp tim đầu nguồn tinh tế cảm ứng, một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia phong ấn cổ thần to lớn lưu ly trái tim lên. Vừa rồi bổ sung năng lượng tiêu hao, là từ cái này cổ thần trái tim bên trên truyền lại mà đến. Tống Thư Hàng. Trong phong ấn cổ thần, chẳng lẽ thành hắn viễn trình pin? Trong lúc đang suy tư, tam nhãn tiền bối thanh âm vang lên, bá tống. Cái thứ hai đổ ước ban thưởng, người có thể tiếp hảo. Tam nhãn tiền bối thanh âm bên trong, trước nay chưa từng có ôn nhu, liền giống bị thánh quang tịnh hóa đồng dạng. Lão gia, ta cảm giác dạng này không tốt lắm, bá tống sẽ chết. Trong mắt quản gia đạo đạo. Không sao, người sống một đời ai không chết, tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười nói. Sau đó, có một viên hành tinh được triệu hoán tới, đặt ở tam nhãn thiếu niên thế giới bầu trời. Kia là một viên mọc ra mắt tinh cầu, bị trực tiếp triệu hoán đến tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới bầu trời, chậm rãi ép xuống. Tinh cầu khổng lồ bóng ma bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Trên hành tinh,
con kia to lớn vô cùng con mắt chuyển động, khóa chặt Tống Thư Hàng, để lộ ra nồng đậm sát ý cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tống Thư Hàng hiện tại nguyên thần trên đầu, chứa bản thể đầu, không có ngụy trang, người quen một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Cái kia, tam nhãn tiền bối ta vừa rồi thất thần. Tống Thư Hàng lớn tiếng giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là nghĩ phóng xuất ra thánh quang kiếm về sau, lập tức liền đem thánh quang thu về. Nhưng vừa rồi một chém ra thánh quang kiếm về sau, ta phát hiện phong ấn cổ thần trái tim vậy mà tại hướng ta xa không truyền tống nguyên lực, bổ sung ta tiêu hao. Cho nên ta không cẩn thận thất thần trong chốc lát, dẫn đến thánh quang bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiền bối ngươi đừng hoảng hốt, ta sẽ đem thánh quang hút trở về. Thực lực đạt tới Tống Thư Hàng cảnh giới này, đối tự thân năng lượng khống chế đạt đến tùy tâm sở dục trình độ, đây là cường đại cảnh giới mang tới cứng rắn phối trí công năng. Hút trở về, tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc mặt trắng nhợt. Trên bầu trời, cái kia mọc ra mắt tinh cầu mắt to như nước trong veo nhất chuyển, hốc mắt trước ngưng tụ ra một cái như lỗ đen vòng xoáy. Đầy trời thánh quang toàn bộ bị cái lỗ đen này hấp thu, biến mất không còn một mảnh mọc ra mắt tinh cầu đồng dạng là chơi thánh quang người trong nghề. Bất quá hắn thánh quang, là đặc thù âm lãnh phụ thuộc tính thánh quang. Tiểu Hàng, người thấy nó sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ vào trên bầu trời viên kia mọc ra mắt hành tinh, nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Hắn lại không mù, như thế đại nhất khỏa hành tinh treo ở trên bầu trời, làm sao có thể không nhìn thấy? Nó chính là ngươi lần này đánh cược chiến lợi phẩm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra vi phạm cửu u chúa tể nhân thiết ấm nam nụ cười nói, hiện tại, ta đưa nó giao cho ngươi. Nó có thể là hàng thật giá thật đạo khí, là ta đối ứng thiên đạo tại vị lúc sáng tạo bảo bối, ngươi có thể đem nó nhìn thành là con của ta. Thân là đạo khí, nó có thể nói là vô giới chi bảo, đủ để trở thành ngươi tu chân thiên phú hộ khách đoan vật dẫn server. Cố lên, Tiểu Hàng. Tống Thư Hàng. Trên bầu trời, con kia to lớn trong mắt khóa chặt Tống Thư Hàng, trong đó sát ý không mang che giấu, thậm chí bắt đầu sôi trào. Tam nhãn tiền bối, ta có thể muốn trước đó cái kia tiểu cầu phân thân sao? Tống Thư Hàng đề nghị. Hắn cảm giác mọc ra mắt tinh cầu đại lão tiểu cầu phân thân, cũng đủ để trở thành thu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan vật dẫn. Căn bản không cần thật đem đạo khí bản thể cho kéo qua. Muốn cho liền cho tốt nhất, cái này một mực là nguyên tắc của ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối duy trì nụ cười ấm áp, hiện tại, đi tiếp thu nó đi, Tiểu Hàng. Tống Thư Hàng. Ta tiếp thu nó. Đây chính là hàng thật giá thật đạo khí, hoàn chỉnh hình thái đạo khí. Cùng còn chưa hoàn thành cửu chuyển cửu tu phượng hoàng đao hoàn toàn khác biệt. Dựa vào mọc ra mắt tinh cầu khổng lồ bản thể cộng đạo khí thuộc tính đặc biệt, đủ để treo lên đánh phần lớn trường sinh giả. Tiền bối ngươi là muốn Tiểu Hàng mệnh của ta à? Cố lên, Tiểu Hàng. Bên cạnh tròng mắt quản gia lần nữa nôn ra máu nhắc nhở, thiện dùng lão gia lần trước thua ngươi thứ ba thần nhãn. Mặt khác đối mặt đạo khí lúc không cần sợ chính là cứng rắn, một lần cuối cùng đánh cực hoàn thành trước, ngươi không cần lo lắng lão gia sẽ thật đùa chơi chết ngươi, nhiều nhất trọng thương đến mệnh treo một tuyến. Bằng Tiểu Hàng ngươi cường đại sức khôi phục, ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn vung tay lên một cái, trong hư không rơi ra mưa mâu, lần nữa đem tròng mắt quản gia đâm thành con nhím. Sau đó hắn bấm tay đối hướng Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Ta nghĩ lại chuẩn bị một hồi, Tống Thư Hàng nói, chỉ ít ta trước triệu hoán trang bị. Nhưng không đợi hắn nói xong nửa câu nói sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối dám cong ngón búng ra, liền giống bắn bay một con phi trùng đồng dạng, đem Tống Thư Hàng bắn bay ra ngoài, đạn hướng hư không. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tam nhãn chúa tể âm thầm cho nó một đầu chỉ lệnh thỏa thích vui sướng cùng bá tống chơi đùa, nhưng không thể muốn bá tống mệnh. Mặc dù không thể xử lý cái này cấn tay gặm nhấm loại động vật có chút tiếc nuối, nhưng chúa tể cho phép hắn thỏa thích vui sướng chơi đùa, vẫn là rất được nó tâm. Đánh tới tàn huyết, chỉ còn không, không một hạt máu, cũng là còn sống. Đánh thành cần ngủ say vạn năm người thực vật hình thức, cũng là còn sống. Chỉ cần không chết đi cái này khái niệm có quá nhiều có thể linh hoạt thao tác không gian. Để chúng ta vui sướng chơi đùa đi, bá tống. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão hướng Tống Thư Hàng truyền lại một cái tin tức. Tống Thư Hàng. Người mẹ nó chính là một viên hành tinh, ta chỉ là một cái nhỏ bé cấn tay tiểu nhân loại, giữa chúng ta làm sao vui sướng chơi đùa.
thiện dùng thứ ba thần nhãn sao? Long Lạc nữ sĩ, tam nhãn tiền bối cái kia hai cái đồng thuật phá giải thành công không có. Tống Thư Hàng cấp tốc liên hệ Long Lạc nữ sĩ. Còn cần một chút thời gian, chuẩn bị kỹ càng bị đánh đi, Tiểu Hàng. Long Lạc nữ sĩ trả lời, mặt khác, ngươi không cần vội vã trốn tránh. Chịu đựng, cùng vật dẫn server bảo trì khoảng cách nhất định. Ta bên này có một cái phương án, cho ta một chút thời gian hoàn thiện phương án. Tống Thư Hàng, nói cách khác, ta còn không thể chạy trốn. Long Lạc nữ sĩ ngươi thật không cùng tam nhãn tiền bối đánh phối hợp. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối Tống Thư Hàng, không kịp chờ đợi chính là một đạo cửu phẩm cấp cực quang pháo oanh đến vì không đánh chết Tống Thư Hàng, nó nhất định phải khống chế tốt công kích của mình uy lực. Trước mắt cái này cấn tay gặm nhấm loại sinh vật chân thực cảnh giới vì bát phẩm, nhưng có thể coi là lên hắn một chút cường hóa thủ đoạn. Cho nên, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trước dùng cửu phẩm cấp công kích làm thăm dò. Tống Thư Hàng lúc này vẫn còn bị bắn bay trạng thái. Tăng thêm mọc ra mắt tinh cầu lại đã sớm chuẩn bị, đạo này công kích Tống Thư Hàng tránh cũng không thể tránh, toàn diện tiếp thu. Oanh! Cực quang pháo uy lực trên người Tống Thư Hàng bạo tạc. Cửu phẩm cấp lực sát thương, mang cho Tống Thư Hàng nhất định đau xót cảm giác. Nhưng đối hiện nguyên Tống Thư Hàng đến nói, loại trình độ này lực sát thương, còn không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. A, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng. Hắn biết. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão công kích, chắc chắn sẽ không yếu như vậy nói cách khác, trong mắt quản gia đoán không sai, mọc ra mắt tinh cầu đại lão không dám đem hắn đánh chết, cho nên đang cố ý khống chế tự thân uy lực công kích. Nếu là như vậy, đó chính là thời điểm biểu diễn kỹ xảo của ta. Hắn, bá Tống, đã từng là đem cao thăng sư huynh diễn sống nam nhân, hắn là cái hàng thật giá thật diễn viên. A, bảo tạc bên trong. Tống Thư Hàng phát ra đau tận xương cốt tiếng kêu thảm thiết. Hắn không chỉ có là cái diễn viên, mà lại hắn đối với thống khổ lý giải, so chư thiên vạn giới 99% sinh vật đều mạnh hơn. Biểu diễn thống khổ loại sự tình này, hắn dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn chỉ cần tùy ý từ trong trí nhớ của mình bóp ra một chút một lát, đem chính mình lại hãm những cái kia đoạn ngắn bên trong, liền có diễn dịch ra nhất rất thật thống khổ tràng cảnh. Bá Tống thống khổ tiếng kêu thảm thiết, là có linh hồn. Thậm chí vì phối hợp thống khổ tràng cảnh, Tống Thư Hàng nguyên thần trên thân, đều xuất hiện hai đạo vết rách. Đối diện mọc ra mắt tinh cầu đại lão độc nhãn thấy thế, lộ ra hài lòng thần sắc. Xem ra, đẳng cấp này tổn thương, đối bá Tống đến nói chính hảo. Như vậy, lại đến. Thánh hỏa diễm, cửu phẩm cấp tổn thương, oanh kích. Tại thánh hỏa diễm giáng lâm đến trước người lúc. Tống Thư Hàng chống lên một hệ liệt nhìn qua rất sâu, nhưng trên thực tế tác dụng không lớn phòng ngự. Tỷ như bát phẩm cấp hộ thể linh khí, công đức chi lực huyễn hóa thành bát phẩm cấp tiên tử công đức điện, cùng Tống Thư Hàng không phải rất dụng tâm thi triển phòng ngự đao pháp nghịch lân đao pháp. Đao khí như rồng, tại Tống Thư Hàng bên người lượn vòng lấy. Nhưng rất nhanh liền bị thánh hỏa diễm đánh tan. Thánh hỏa diễm rơi trên người Tống Thư Hàng, đem hắn thiêu đốt thành cái tiểu hỏa nhân. Tống Thư Hàng trong miệng phát ra khiến người linh hồn đều muốn run rẩy tiếng kêu thảm thiết. Hắn đối thống khổ diễn dịch nhập mộc tam phân, người bình thường dù chỉ là nghe được trận này trận bi ai kêu thảm, liền sẽ bị kích thích đến tuyến lệ, nhịn không được rơi lệ liền cùng cắt cả rốt công năng đồng dạng. Đồng thời, trên người hắn lại lần nữa nhiều một đầu nguyên thần vết rách dù sao hắn có 15 cộng một đầu vết rách có thể chia cắt, từ từ sẽ đến, không vội. Mà lại, Tống Thư Hàng khí tức cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu giảm xuống, biến suy yếu bắt đầu, trên người hắn có ít kiện có thể áp chế khí tức cường độ pháp khí, chỉ cần thêm chút điều tiết, liền có thể đạt tới phía trên hiệu quả. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão tâm tình vui vẻ đến không được. Mặc dù không thể giết chết bá Tống, nhưng là chỉ cần để hắn kêu thảm, để hắn thống khổ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão liền sẽ vui vẻ đến ngủ không yên. Tiếp nhận thống khổ. Hiểu rõ thống khổ, trải nghiệm thống khổ đi, bá Tống. Hôm nay, ta muốn để ngươi trở thành trên thế giới thống khổ nhất người. Ma nhãn, vặn vẹo, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt lớn, thi triển ra một loại có thể đem vật thể tàn nhẫn vặn vẹo thành bánh quai trèo thống khổ đồng thuật. Tại khống chế của nó bên dưới, cái này đồng thuật sẽ không giết chết bá Tống, nhưng có thể đem hắn xoay thành bánh quai trèo thậm chí là bánh cuộn thừng. Kinh khủng đồng thuật uy lực. Thừa dịp Tống Thư Hàng một thân phòng ngự bị phá thời điểm,
trực tiếp rơi vào Tống Thư Hàng trên thân thể. Lại có mới công kích, Tống Thư Hàng cảm giác được lại có mới công kích giáng lâm ở trên người hắn, liền hít sâu, tụ lực một đợt. Sau đó, hắn lần nữa kêu thảm, a a a a. Tiếng kêu thảm thiết tê kiệt lực, thê như chim quyên khấp huyết. Mà lại, vì phòng ngừa mọc ra mắt tinh cầu đại lão chán nghe rồi hắn đơn điệu kêu thảm, hắn mỗi lần kêu thảm lúc tiết tấu đều đang biến hóa, từ a a a a đến a a a a lại đến a a a a, tranh thủ mỗi lần đều có thể mang cho đại lão tươi mới thể nghiệm. Diễn viên liền muốn có diễn viên á tử, muốn kính nghiệp luận diễn viên bản thân tu dưỡng. Kêu thảm hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng trên thân lại thêm một đầu vết rách, khí tức cũng càng hạ xuống một đoạn. Đối diện, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Ta vừa rồi dùng, là vặn vẹo ma nhãn a. Theo bá Tống trước đó phản hồi cùng tố chất thân thể thôi diễn, lúc này bá Tống hẳn là muốn thân thể vặn vẹo, vặn thành bánh quai trèo mới hoặc bánh cuộn thừng mới đúng. Nhưng bá Tống cái này thân thể như một đầu vết rách là cái quỷ gì? Ta đây là vặn vẹo ma nhãn, cũng không phải liệt giải ma nhãn. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão công kích dừng lại, bằng hắn tính toán năng lực, trong nháy mắt liền đã thôi diễn ra chân tướng bá Tống, một mực tại diễn kịch đùa nghịch nó. Trước mắt, bá Tống tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ thống khổ như vậy, phảng phất đang kinh lịch 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Nhưng giờ phút này, bá Tống cái kia có linh hồn tiếng kêu thảm thiết, tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong tai nghe tới, quả thực chói tai vô cùng. Bá Tống tại đưa nó khi cầu đùa nghịch. A, à, bầu không khí không đúng. Nghiêm túc diễn kịch Tống Thư Hàng, kêu kêu, đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ. Hắn lặng lẽ mắt liếc mọc ra mắt tinh cầu đại lão đáng tiếc, từ đối phương trong ánh mắt không cách nào đánh giá ra trong lòng đối phương ý nghĩ. Nhưng trực giác nói cho Tống Thư Hàng, đối phương nói không chừng đã khám phá kỹ xảo của hắn. Là nơi nào lộ ra chân ngựa sao? Tống Thư Hàng kêu kêu, cũng lúng túng ngừng lại đều bị đối phương khám phá, hắn lại kêu lời nói, cảm giác có loại thiểu năng cảm giác. Kêu a, tiếp tục kêu a. Từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân, có một đạo tin tức truyền tới, vì cái gì không kêu? Tống Thư Hàng, kém một chút liền thật làm cho ngươi lừa gạt qua, tiếp xuống, sẽ không lại để ngươi có diễn kịch cơ hội. Ta phải ban cho ngươi lớn nhất thống khổ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão gửi đi tin tức. Tinh thần lực của nó khóa chặt Tống Thư Hàng, con mắt thật to bên trong ngưng tụ mới đồng thuật liệt giải ma nhãn, lại xưng toái thi vạn đoạn ma nhãn. Đã bá Tống thích phân liệt, vậy nó liền thỏa mãn bá Tống. Ngươi là thế nào phát hiện ta đang diễn trò? Tống Thư Hàng chậm rãi hỏi, hắn tự hỏi diễn kỹ tinh xảo, gào thảm 10 phần đúng chỗ, thậm chí còn phối hợp với vỡ ra thân thể, kiềm chế tự thân khí tức, không có chút nào sơ hở. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão con ngươi lóe sáng bắt đầu nó không muốn trả lời Tống Thư Hàng, cũng không muốn nói nhảm, chỉ muốn đem bá Tống toái thi. Tại một phương căn bản không muốn nói chuyện phiếm tình huống dưới, tự nhiên là trò chuyện không nổi nữa. Long Lạc nữ sĩ, còn chưa tốt sao? Tống Thư Hàng lo lắng nói. Sau đó, mọc ra mắt tinh cầu đại lão muốn phát lực, hắn lại bị động bị đánh lời nói, liền thật muốn nhấm nháp thống khổ. Nhưng Long Lạc nữ sĩ bên kia, nhưng không có lập tức trả lời Tống Thư Hàng. Béo cầu nữ sĩ ta muốn không chịu nổi. Tống Thư Hàng vội vàng đổi cái xưng hô, kêu lên. Ngay tại lúc này, Long Lạc nữ sĩ trả lời, đem kim đan mã hai triều tế ra đến. Đã có thể thêm bạn tốt, Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời, hắn thật nhanh đem kim đan mã hai triều cho soát ra, cũng đưa nó to lớn hóa, để nó chiếu rọi tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão ánh mắt cùng tinh thần lực một mực tập trung vào Tống Thư Hàng. Kim đan mã hai triều quét một cái ra, tinh thần lực của nó liền vô ý thức từ trên đó soát qua. Ninh ngài đã tăng thêm bá Tống làm hảo hữu, cũng được xếp vào đến sổ đen liệt biểu, biệt danh, đại nhãn cầu. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Đây là cái quỷ gì? Không đợi nó kịp phản ứng, đối diện bá Tống lại có mới tao thao tác. Chỉ thấy bá Tống cái chán, có một con thần nhãn mở ra. Cái này thứ ba thần nhãn bên trong, có nó ra lão ra khí tức, đối với nó có cường đại khắc chế tác dụng. Đem ta tân biên dệt chương trình tin tức phát xạ cho nó. Long Lạc nữ sĩ dặn dò. Nàng vừa rồi, tại khẩn cấp cải biên hộ khách đoan chương trình, đưa nó cải biên thành virus hình chương trình.
mọc ra mắt tinh cầu đại lão hoàn toàn chính xác có thể trở thành tu chân công năng hộ khách đoan hoàn mỹ nhất server vật dẫn. Bất quá, nàng cùng Tống Thư Hàng cũng không cần đem mọc ra mắt tinh cầu đại lão cho hàng phục, thu làm sủng vật cái gì. Các nàng chỉ cần mọc ra mắt tinh cầu đại lão một bộ phận bộ nhớ, làm hộ khách đoan download server là được. Cho nên, chỉ cần đem hộ khách đoan chương trình phát xạ đến mọc ra mắt tinh cầu thể nội, cũng lợi dụng thứ ba thần nhãn quyền hạn, đem đạo trình tự này cố hóa. Sau đó, liền có thể đưa mọc ra mắt tinh cầu đại lão rời đi. Béo cầu nữ sĩ nghiêu bức Tống Thư Hàng đại lực vuốt mông ngựa, đồng thời thứ ba thần nhãn lấp lóe, một đạo quang mang đánh vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt. Mà Long Lạc nữ sĩ phối hợp với Tống Thư Hàng, lợi dụng hảo hữu nói chuyện riêng công năng, đem một bộ phận khác tu chân nói chuyện phiếm chương trình cố hóa miếng vá bao trực tiếp truyền thâu cho mọc ra mắt tinh cầu. Tăng thêm hảo hữu về sau, không chỉ có thuận tiện Long Lạc nữ sĩ hướng mọc ra mắt tinh cầu truyền thâu một chút chương trình dấu hiệu. Càng quan trọng hơn là, mượn hảo hữu quan hệ trong đó, về sau Long Lạc nữ sĩ có thể lợi dụng virus cửa sau đến viễn trình thao tác tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tiến hành đổi mới. Long Lạc nữ sĩ là cái chân chính ưu tú lập trình viên, mà lại thái độ làm việc nghiêm túc. Tương lai, theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, tu chân thiên phú công năng cũng sẽ càng hoàn thiện. Kể từ đó, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan khẳng định cũng phải rất nhanh thức thời, đuổi theo Tống Thư Hàng thăng cấp tiết tấu. Đối diện, mọc ra mắt tinh cầu đại lão cảm thấy không lành, nó bản năng muốn tránh né bá Tống trong hốc mắt phóng tới cái kia đạo ẩn chứa khổng lồ tin tức số liệu tia sáng. Nhưng là, thân thể của nó phản ứng cũng đã muộn một bước bởi vì bá Tống con mắt thứ ba, là nó ra lão ra tròng mắt, đối với nó có áp chế tác dụng. Cao thủ ở giữa so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Một nháy mắt mạng lưới chỉ hoãn, liền sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Huống chi, tại thứ ba thần nhãn tác dụng dưới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão ở vào không ngừng lắc trạng thái, tiếp cận từng bước một. Thế là, đang không ngừng lắc ảnh hưởng dưới. Bá Tống truyền thâu qua ôm virus hình tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan chương trình mọc rễ vào trong cơ thể của nó. Cái này chương trình bao cũng không lớn, truyền thâu đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão thể nội về sau, liền ngay lập tức giải nén, tại thân thể khổng lồ của nó bên trong chiếm cứ một cái góc vắng vẻ. Mà những thứ này số liệu tin tức đều là thông qua thứ ba thần nhãn truyền tới. Chẳng khác gì là nó ra lão ra gián tiếp truyền tống tới đồ vật, quyền hạn phi thường cao. Hộ khách đoan download chương trình giải bao về sau, Long Lạc nữ sĩ lại thông qua nói chuyện riêng công năng, đem miếng vá gửi đi tới, rèn sắt khi còn nóng, đem hộ khách đoan cố hóa tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão thể nội. Cũng đưa nó cùng Tống Thư Hàng kim đan mã hai chiều tiến hành đồng bộ. Lúc này, chiến cuộc liền tiến vào đến Long Lạc nữ sĩ cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão giao phong. Tống Thư Hàng ngược lại vô sự có thể làm, lơ lửng tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối diện. Thảnh thơi tung bay. Hắn hiện tại tác dụng duy nhất chính là phối hợp Long Lạc nữ sĩ, thỉnh thoảng dùng thứ ba thần nhãn áp chế mọc ra mắt tinh cầu đại lão, để nó không ngừng lác. Tán tài vương tỏa thế giới. Lão gia, bá Tống đạo hữu tựa hồ giải quyết người đạo khí nhi tử. Trong mắt quản gia nhân lúc còn nóng đâm tâm nói. Trước đó tam nhãn thiếu niên nói qua, đạo khí này chẳng khác nào là con của hắn, hắn muốn đem đồ tốt nhất đưa cho bá Tống. Để bá Tống không nên khách khí. Giải quyết, nào có dễ dàng như vậy, đây chính là đạo khí. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thảnh thơi nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không nhàn rỗi nhàm chán bá Tống, lại có động tác mới. Nhỏ bé cấn tay bá Tống, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Tại Long Lạc nữ sĩ cùng thứ ba thần nhãn song trọng áp bách dưới. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cấn tay Tống hạ xuống trên người nó. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Bá Tống, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng không có kinh hoàng, ngược lại gửi đi đến đây hưng phấn tin tức. Bá Tống một khi đáp xuống trên người của nó, vậy đơn giản cùng tìm chết không có khác nhau. Nó có thể là đạo khí, mà lại rất có thể là lớn nhất từ trước tới nay đạo khí. Nó toàn thân đều là vũ khí, thân thể mỗi một cái bộ vị đều là cạm bẫy. Đặc biệt là trong cơ thể nó, tràn đầy vô hạn sát cơ. Tới đi, rơi vào thân thể của ta đi. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân thể đột nhiên mở ra một cái lối đi, thông đạo sinh ra to lớn hấp lực, muốn đem Tống Thư Hàng thôn phệ. Dưỡng đao thuật, Tống Thư Hàng tóc dài tản ra,
hóa thành 66 chiếc bím tóc bàn tay, hai tay của hắn đồng thời đặt tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão mặt ngoài, điên cuồng hoạt động. Bá Tống tiếng kêu thảm thiết, là có linh hồn. Nhưng bá Tống dưỡng đao thuật, là không có linh hồn. Không có linh hồn mà lại giá rẻ, duy nhất ưu thế chính là lượng lớn bao ăn no. Hai giây thời gian, bá Tống liền điên cuồng hướng mọc ra mắt tinh cầu đại lão chuyển vận gần 20000 phát dưỡng đao thuật. Dù sao đối phương hình thể to lớn, Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật có thể tác dụng phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể dùng số lượng đến trồng chất hiệu quả. Ầm ầm, trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão toàn bộ thân thể cũng bắt đầu chấn động. Mặc dù dưỡng đao thuật chỉ tác dụng tại thân thể nó một nhỏ cái bộ vị, nhưng dưỡng đao thuật hiệu quả vẫn là ảnh hưởng đến tất cả của nó, thể tựa như là bị người cào gan bàn chân, nhưng cả người lại nhận ngứa ảnh hưởng đồng dạng. Tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão nhận dưỡng đao thuật ảnh hưởng sát na, Long Lạc nữ sĩ thế như trẻ tre, một hơi đem tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan chương trình cắm vào cố hóa hoàn thành, cũng toàn thân trở ra. Cảnh cáo, bá Tống, chuẩn bị rút lui, số liệu bao dẫn bạo đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Long Lạc nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng nhanh chóng tránh lui. Đếm ngược vừa kết thúc, Long Lạc nữ sĩ không chút do dự đem lúc trước Tống Thư Hàng lúc, chư thiên vạn giới người tu luyện thêm hắn hảo hữu khổng lồ số liệu bao, dẫn bạo. Tống Thư Hàng thân thể run lẩy bẩy, tinh thần lực càng là nháy mắt bị vô số thêm hảo hữu tin bao phủ. Chư thiên vạn giới vô hạn to lớn, chư thiên vạn giới người tu luyện số lượng, càng là không cách nào thống kê. Như thế đông đảo thêm hảo hữu số lượng một hơi giải nén, liền xem như trường sinh giả cũng không nhất định có thể chịu nổi. Cũng may, số liệu bao tại vừa giải nén nháy mắt, liền bị Long Lạc nữ sĩ chuyển di. Tất cả thêm hảo hữu tin tức toàn bộ bị dẫn đạo đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão vậy đi, sau đó, thêm hảo hữu tin tức bị chuyển đổi, hóa thành download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tin tức. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão đình chỉ run rẩy, dưỡng đao thuật hiệu quả rút đi. Nhưng nó tai nạn lại vừa mới bắt đầu. Chư thiên vạn giới người tu luyện thêm hảo hữu tin tức tràn vào thân thể của nó, cũng chuyển hóa thành download tin tức. To lớn số liệu xung kích, kém chút để nó đứng máy sụp đổ. Tinh cầu đại lão con kia độc nhãn đều bị số liệu xung kích lồi ra, từng đầu như đại giang hà thô tơ máu hiện lên ở nhô ra con mắt bên trên. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới. Lúc ấy quan sát bá u tất cả đạo hữu, trong đầu đột nhiên tiếp thu được một đầu tin tức. Bọn hắn thêm bá Tống làm hảo hữu tin tức, một mực lác. Hôm nay, lại đột nhiên sản sinh biến hóa. Đầu kia thêm bá Tống làm hảo hữu số liệu, dần dần biến hóa thành một cái download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tin tức. Tất cả đạo hữu thân hình chấn động, ý thức vô hạn cất cao tăng lên, mơ hồ trong đó, chư thiên vạn giới nghe pháp đạo hữu nhóm, tiếp xúc đến một cái cự đại vô cùng tinh cầu. Trên cái tinh cầu này, ẩn chứa đạo uẩn quang huy. Đạo khí, có biết hàng tu sĩ, không khỏi kêu to lên tiếng tới. Loại này đạo uẩn quang huy, loại này mơ hồ trong đó tựa hồ cùng bất hủ đều có liên hệ tồn tại, tuyệt đối là đạo khí, không sai được. Chúng ta vậy mà có thể tiếp xúc đến đạo khí loại này tồn tại. Tại tất cả tu sĩ run lẩy bẩy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái này đạo khí, đồng thời, lấy cái này đạo khí làm vật trung gian, một cái tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan số liệu bao, bắt đầu download bắt đầu. Là bá Tống đại lão thủ đoạn. Lấy một kiện đạo khí làm vật trung gian, nói cách khác, bá Tống đã nắm giữ một kiện đạo khí. Chư thiên vạn giới, tại một ngày này lần nữa bị bá Tống đại lão rung động. Bá Tống đại lão nghiêu phê phá âm. Gần nhất đã qua một năm, bá Tống đại lão uy danh lấy 360 độ không góc chết phương thức, oanh tạc lấy chư thiên vạn giới người tu luyện. Mỗi khi mọi người cảm giác bá Tống đã rất nghiêu phê đến một cái cực hạn lúc, bá Tống đại lão kiểu gì cũng sẽ lấy đổi mới dĩnh phương thức, đánh vỡ cực hạn này, lần lượt đổi mới mọi người đối với hắn nghiêu phê giác quan hạn mức cao nhất. Mà lần này, cũng không ngoại lệ. Vài ngày trước, bá Tống đại lão phân thân tại trên hỏa tinh khiêu chiến chư thiên vạn giới trường sinh giả sự tích, danh chấn vạn giới. Mà ngay sau đó, bá Tống đại lão liền lấy một kiện đạo khí làm download hộ khách đoan vật dẫn server, oanh tạc toàn bộ server. Đây chính là đạo khí. Không phải phổ thông tu chân giả có thể chế tác pháp khí, mà là thiên đạo dùng đặc thù vật liệu chế tạo thiên đạo thần binh. Nếu như thiên đạo còn tại nhậm thời điểm, đạo khí hiện thân chẳng khác nào là thiên đạo giáng lâm.
Cho dù là thiên đạo sụp đổ về sau, đạo khí uy năng vẫn như cũ viễn siêu phổ thông trường sinh giả. Mà bây giờ, bá Tống đại lão vậy mà dùng một kiện đạo khí vì download hộ khách đoàn server, nói cách khác, bá Tống đại lão đã hàng phục cái này đạo khí, hoặc là đạt được cái này đạo khí thừa nhận. Vô luận là loại nào phương thức, đều là địa ngục cấp trình độ khó khăn. Toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có bá Tống đại lão có thể khi lấy được đạo khí về sau, dùng nó xung làm server. Lúc này, phàm là nhìn qua giảng pháp những người tu luyện, vô luận thân ở chỗ nào, tinh thần lực đều có thể trực tiếp cùng đạo khí tinh cầu kết nối, tiếp xúc đến đạo khí, cũng từ đạo khí lên download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Tại download quá trình bên trong, những người tu luyện tinh thần lực có thể một mực cùng đạo khí tinh cầu tương liên. Cái này đối chư thiên vạn giới người tu luyện đến nói, là một kiện kỳ ngộ cấp cơ duyên. Thân là thiên đạo pháp khí, nó có được quá nhiều bất phàm cùng chỗ đặc thù. Phàm là cùng thiên đạo dính líu quan hệ đồ vật, đều có siêu phàm tính chất. Người tu luyện tinh thần lực chỉ cần cùng nó tiếp xúc, liền có thể liên tục không ngừng lĩnh ngộ được một chút tin tức, được lợi rất nhiều. Đồng thời, tại download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn quá trình bên trong, người tu luyện tinh thần lực còn nhận bá Tống đại lão tu chân chương trình bảo hộ, không cần lo lắng tại tiếp xúc đạo khí lúc, sẽ tiếp xúc đến quá mức đáng sợ tin tức, bị tin tức xung kích thành đồ đần. Bá Tống đại lão bảo hộ tựa hồ có sàng chọn công năng. Kể từ đó, những người tu luyện tại download hộ khách đoàn quá trình bên trong nhận chỗ tốt, không thua gì một lần bá Tống giảng pháp. Cho nên, những người tu luyện từ đáy lòng phát ra gào rít bá Tống đại lão ngưu phê. Bá Tống đại lão quả nhiên cùng những người khác khác biệt, hắn luôn luôn tâm hệ chư thiên vạn giới người tu luyện, vì chư thiên vạn giới mưu phúc lợi. Dù cho không cần dưỡng đao thuật, chư thiên vạn giới người tu luyện đối bá Tống hảo cảm giá trị cũng đang không ngừng cộng một, cộng một. Phổ thông người tu luyện, đắm chìm trong tiếp xúc đạo khí trong hưng phấn. Nhưng trong đó có hai vị tỉ mỉ đại lão, tại tiếp xúc đến mọc ra mắt tinh cầu đạo khí lúc, nhưng trong lòng khẽ động. Cái này mọc ra mắt tinh cầu đạo khí phong cách tựa hồ cùng vị kia tam nhãn chúa tể rất tương tự. Đặc biệt là con kia độc nhãn khí tức, cùng tam nhãn chúa tể có cùng nguồn gốc. T2 vị tỉ mỉ đại lão lần nữa hít một hơi lãnh khí. Lúc kết hợp ở giữa đến suy tính, cái này đạo khí hiện thân thời gian, đúng lúc là bá Tống giải quyết tam nhãn chúa tể, sau đó muốn đi lục soát tam nhãn chúa tể hang ổ lại đoạt nó bảo vật thời gian. Thì ra là thế, kết hợp tiền căn hậu quả, chân tướng ra. Bá Tống đại lão tại sao phải đi khiêu chiến tam nhãn chúa tể, đáp án chính là vì cái này đạo khí, cái này rơi vào cửu u chúa tể trong tay thiên đạo pháp khí. Bá Tống đại lão tại sao phải cái này đạo khí? Bởi vì bá Tống đại lão lần trước giảng pháp thời điểm, tu chân thêm hảo hữu công năng một mực lác. Bá Tống đại lão phải giải quyết vấn đề này, cần cái này đạo khí làm vật dẫn server. Bởi như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giảng thông. Đáng sợ bá Tống. Dù cho biết đối phương là cửu u chúa tể, hắn nhìn chúng đạo khí về sau, trực tiếp tới cửa, đem cửu u chúa tể xử lý, cướp đoạt đạo khí. Mà lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà liền có thể đem đạo khí hàng phục. Phải biết khoảng cách bá Tống đại lão giải quyết tam nhãn chúa tể, cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Bình thường hàng phục một kiện đạo khí cần bao lâu? 1000 năm, 1000 năm. Mà bá Tống đại lão, trước sau mới dùng bao nhiêu thời gian? Hai vị tỉ mỉ đại lão suy đoán ra nguyên nhân về sau, liếc nhau, nhanh chóng đem cái suy đoán này nói cho bên người mấy vị đại lão. Thế là, bá Tống đại lão treo lên đánh cửu u chúa tể tình báo đổi mới, còn tăng thêm bá Tống đại lão tại ngắn ngủi 1 giờ thời gian bên trong, liền hàng phục đạo khí hành động vĩ đại. Bá Tống vô địch truyền thuyết, lật ra chương mới. Tán tài vương tỏa thế giới hư không bên trong. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão còn tại liều mạng xử lý chư thiên vạn giới vọt tới tin tức, gần như đứng máy. Tống Thư Hàng mở rộng hai tay, bồng bềnh trong hư không, một mặt nhẹ nhõm. Rất thư thái, áp bách lấy ta tinh thần số liệu bao lập tức bị thanh không, cảm giác tựa như là bỏ xuống 5.965 × 10 kg bao phục. Tống Thư Hàng hai tay nhẹ nhàng huy động, cảm giác tinh thần của mình trạng thái trước nay chưa từng có thư sướng, để hắn có loại người nhẹ như yến ảo giác. Trên tinh thần lực áp bách bị thanh không về sau, Tống Thư Hàng tinh thần lực bắt đầu điên cuồng bành trướng tăng cường. Trước đó số liệu bao tựa như là một cái phụ trọng, đè ép tinh thần lực của hắn đồng thời,
cũng nổi lên rèn luyện tinh thần lực của hắn cường độ tác dụng. Hiện tại số liệu bao phủ trọng giải khai, tinh thần lực của hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu tăng vọt. Không chỉ có như thế, tại chư thiên vạn giới những người tu luyện nhao nhao download hộ khách đoàn, đồng thời bắt đầu án lấy hộ khách đoàn đăng ký tài khoản sử dụng tu chân công năng lúc, cũng sẽ cho Tống Thư Hàng mang đến vi lượng cường hóa. Tống Thư Hàng tinh thần lực phảng phất thành một chương lưới lớn, liên tục không ngừng tiếp thu được phản hồi. Người sử dụng chính là tiềm ẩn lực lượng. Lấy tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn vì kết nối, tương lai chỉ cần Long Lạc nữ sĩ lại tăng cấp một chút hộ khách đoàn, cũng kết hợp Tống Thư Hàng bản thân, liền có thể khai phát ra thống hợp chư thiên vạn giới tu chân nói chuyện phiếm người sử dụng lực lượng tiến hành công kích thủ đoạn. Còn có nhân quả đao, Tống Thư Hàng nắm đấm hư nắm. Download hắn tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn cùng tương đương cùng bá Tống ở giữa kết nhân quả. Tương lai, chờ đạo này nhân quả quan hệ cường hóa làm sâu sắc về sau, Tống Thư Hàng nhân quả đao có thể trực tiếp rút ra chư thiên vạn giới người sử dụng lực lượng, dùng để phá địch. Người sử dụng trừ là tiềm ẩn lực lượng bên ngoài, vẫn là tiềm ẩn linh thạch. Chờ người sử dụng nhóm quen thuộc tu chân nói chuyện phiếm công năng về sau, tương lai Long Lạc nữ sĩ có thể khai phát ra càng nhiều công năng, thu hoạch tài phú. Thời gian, ta hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Số liệu bao thanh lý kết thúc, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn vật dẫn khung kết thúc, server vận chuyển bình thường, số liệu trao đổi bình thường. Bá Tống, ta cần tiến vào hiện thế một chuyến. Long Lạc nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Cần ta hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, cần phải mượn ngươi hạch tâm thế giới làm ván nhảy. Đem ta một bộ thuần năng lượng phân thân truyền tống đi qua. Long Lạc nữ sĩ nói, sau đó, để ta thuần năng lượng phân thân hóa thành trụ. Ngoại trừ bản thân tế trụ nghiện công đức xà mỹ nhân bên ngoài, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nghe được có người chủ động yêu cầu hóa thành trụ. Bất quá, Long Lạc nữ sĩ phương thức tư duy không giống bình thường, dù sao nàng không phải là người, sở dĩ vô luận nàng đưa ra dạng gì yêu cầu cũng không ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng chỉ cần phối hợp nàng hành động là đủ. Nhắc nhở, mời thừa dịp đạo khí tinh cầu còn không từ đứng máy trạng thái bên trong đi ra, tranh thủ thời gian hành động. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng có quan hệ sao? Tống Thư Hàng trả lời, ta cái này mở ra hạch tâm thế giới. Lúc trước để cho tiện tùy thời trở về Hắc Long thế giới, tại Tống Thư Hàng rời đi Hắc Long thế giới lúc, Long Lạc nữ sĩ liền vì hắn lưu lại trở về truyền tống trận. Hiện tại, nàng mượn nhờ hạch tâm thế giới cùng Hắc Long thế giới ở giữa đường hầm vận chuyển, đem bản thân gần nhất vì thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm công năng mà bồi dưỡng một tôn năng lượng phân thân, chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Trên thực tế, tại đề nghị Tống Thư Hàng đi tìm hộ khách đoàn server vật dẫn trước đó, Long Lạc nữ sĩ liền bản thân thử nghiệm sáng tạo một cái tiểu phân thân, ý đồ dùng để xung làm server vật dẫn. Nhưng nàng thí nghiệm không thành công. Chủ yếu bởi vì Hắc Long thế giới cùng hiện thế ở giữa, có đại câu. Cái này đại câu so tụ nhân tâm hòa bình trong thiên hạ đại câu, còn muốn to lớn. Một lát sau, thừa dịp mọc ra mắt tinh cầu đại lão còn tại đứng máy, Long Lạc nữ sĩ một tôn thuần năng lượng phân thân từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra. Nàng tạo hình cùng Hắc Long thế giới bên trong Long Lạc hóa thân cô na nữ sĩ tương tự, nhưng bởi vì là thuần năng lượng thể nguyên nhân, nàng là da trắng. Đây chính là hiện thế sao? Long Lạc nữ sĩ nói khẽ. Tống Thư Hàng cười nói đúng ra, là tam nhãn tiền bối tiểu thế giới, còn không tính là chân chính hiện thế. Hừm, mở cổng không gian, thừa dịp ta còn có chút thời gian, ta cần tiếp xúc bên dưới hiện thế tin tức cùng pháp tắc, vì tương lai thăng cấp chương trình làm chuẩn bị. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Sơ kỳ tu chân nói chuyện phiếm chương trình thăng cấp. Nàng chỉ cần theo Tống Thư Hàng yêu cầu từng bước một đến cải tiến là đủ. Hiện tại, hộ khách đoàn nghiên cứu ra đến về sau, nàng cần căn cứ hiện thế quy tắc cùng tin tức, đối hộ khách đoàn tiến hành điều chỉnh. Dù sao, hiện thế cùng Hắc Long thế giới có đại câu, nàng không thể theo Hắc Long thế giới quy tắc đến thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn. Hôm nay Long Lạc nữ sĩ, vẫn như cũ là như vậy kính nghiệp. Phía dưới, đương Long Lạc nữ sĩ hiện thân sát na. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu tiếp cận nàng. Hắc Long thế giới cái vị kia, tam nhãn thiếu niên nói khẽ. Hắn tại chứng đạo bất hủ trước đó, đã từng đi qua Hắc Long thế giới, dọc theo đệ nhất thiên đạo dấu chân,
tại Hắc Long thế giới đối ứng cổ u bên trong hành tẩu qua, cũng tại cổ u cắm xuống thuộc về mình trụ. Sở dĩ, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhận ra Long Lạc nữ sĩ khí tức. Trên không Long Lạc nữ sĩ phân thân, đồng dạng cúi đầu ngắm nhìn tam nhãn chúa tể, hướng hắn khẽ gật đầu. Hai vị đại lão nhìn nhau cười một tiếng, xem như lẫn nhau chào hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bên cạnh, trong mắt quản gia nhìn qua Long Lạc nữ sĩ, cảm giác cứ nhiên có loại đối mặt bất hủ ảo giác, lực áp bách 10 phần. Trong mắt quản gia duỗi tay đem trên người mình mâu toàn bộ nhổ, nhỏ giọng hỏi, lão gia, vị nữ sĩ này là thần thánh phương nào? Vị nữ sĩ này lai lịch cũng không nhỏ, không nghĩ tới bá tống tiểu hữu cùng nàng ở giữa cứ nhiên có liên hệ. Xem ra, gần nhất một mực trong bóng tối phụ trợ bá tống tiểu hữu chính là nàng. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười. Âm thầm phụ trợ bá tống đạo hữu. À, vậy ta vị trí không phải rất nguy hiểm rồi. Trong mắt quản gia lẩm bẩm nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Vị trí của ngươi. Ngươi cho ta nói rõ, ngươi cùng bá tống ở giữa có cái gì vị trí. Bất quá, muốn phụ trợ bá tống đạo hữu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đi, dù sao bá tống đạo hữu như vậy sẽ dày vò. Trong mắt quản gia lại nói. Xác thực, tam nhãn thiếu niên tiền bối phi thường đồng ý nói, ta nhìn vị này Hắc Long thế giới nữ sĩ, gần nhất tóc tựa hồ cũng rơi không ít. Mép tóc tuyến so sánh ta ấn tượng bên trong bộ dáng, tựa hồ nguy hiểm rất nhiều. Trong mắt quản gia vô ý thức sờ lên bản thân, một lát sau hắn nhẹ nhàng thở ra, may mà ta không tóc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn cảm giác nhà mình quản gia dược hoàn. Nếu không, vẫn là lại đem hắn nhét trở về. Về lô trùng tạo A. Không chung. Tống Thư Hàng đầu tiên là mở ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu không gian môn, nối thẳng hiện thế hỏa tinh. Sở dĩ lựa chọn hỏa tinh, là bởi vì trước đó hắn vừa mở qua hỏa tinh cổng không gian, có lưu tọa độ, mở cửa sẽ khá thuận tiện. Long Lạc nữ sĩ xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng thăm dò vào đến bên trong cửa không gian, vươn vào đến hiện thế hỏa tinh. Nàng cái kia xanh nhạt ngón tay như là dây anten một dạng. Không ngừng tiếp thu đến từ hiện thế tin tức, thiên địa quy tắc vận chuyển, thế giới cơ sở cấu tạo tin tức các loại. Những tin tức này bị tiếp thu, tồn trữ lên, trở thành lần sau tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn thăng cấp cơ sở tin tức. Mấy phút sau, tin tức thu thập hoàn thành, số liệu đóng gói bên trong. Gửi đi bản thể, Long Lạc nữ sĩ thu về bàn tay nói. Tống Thư Hàng tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Lại qua mấy phút đồng hồ. Số liệu truyền tống hoàn thành, tiến vào bước kế tiếp kế hoạch. Long Lạc nữ sĩ quay người đối mặt Tống Thư Hàng, bắt đầu đi, để cho ta biến thành trụ. Đắc tội, Long Lạc nữ sĩ. Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi tay thi triển bá thần trụ bí pháp. Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối, trong mắt quản gia nhìn soi mói, bá tống kích hoạt bí pháp, bá thần trụ pháp thuật hào quang bao phủ Long Lạc nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ bên người hiển hiện một mảnh đẹp mắt tinh quang. Đưa nàng cả người che đậy. Tinh quang càng ngày càng dày trùng, xuyên thấu qua tinh quang chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Long Lạc nữ sĩ cái kia nóng nảy dáng người cái bóng. Cái này cùng ngưng tụ đế diệt trụ lúc tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, ngưng tụ đế diệt trụ lúc tựa như là vòi rồng. Mà Long Lạc nữ sĩ hóa trụ lúc lại giống như là thiếu nữ anime bên trong ma pháp thiếu nữ biến thân tràng cảnh. Họa phong cũng không giống nhau. Cứ nhiên trực tiếp biến thành trụ làm bạn tại bá tống bên cạnh. Trong mắt quản gia trừng to mắt, không ổn a, ta cũng không phải thuần năng lượng thể. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nhà hắn quản gia đều đã trải qua trắng trợn muốn trở thành bá tống trụ rồi. Ngươi có phải hay không âm thầm ăn bá tống tiểu hữu dưỡng đao thuật? Hư không một bên khác. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, thật vất vả từ đứng máy trạng thái bên trong khôi phục lại hắn đơn giản muốn điên rồi, cả cái chư thiên vạn giới tu luyện giả số lượng, sao mà bàng đại. Nhiều như vậy tu luyện giả đồng thời download hộ khách đoan, kém chút đem hắn bức điên. Bá mọc ra mắt tinh cầu phát ra tức giận tin tức. Đối diện, Tống Thư Hàng duỗi giơ tay lên, một cây từ vô số hoàng kim sợi tơ thành bó quấn quanh mà thành trụ, ngưng tụ thành hình. Lít nha lít nhít hoàng kim sợi tơ nhìn như lộn xộn dây dưa, nhưng nhìn kỹ phía dưới giữa bọn chúng lại cấu thành một cái hoàn chỉnh mạch đường, phù hợp Long Lạc cấu tạo đặc điểm. Người dày đặc sợ hãi chứng quả nhiên vẫn là muốn nhìn vật thể bản chất. Tống Thư Hàng trong lòng phù qua một cái ý niệm trong đầu. Lít nha lít nhít côn trùng, sẽ cho người tê cả da đầu.
nhưng lít nha lít nhít kim tệ, lại để cho người ta sinh lòng vui vẻ. Trước mắt tơ vàng trụ cũng giống vậy, toàn bộ từ lóng lánh hoàng kim sợi tơ quấn quanh mà thành, mặc dù dày đặc, cũng làm người vui mắt. Long lạc nữ sĩ phân thân biến thành tơ vàng trụ thành hình về sau, không đợi Tống Thư Hàng vì nàng làm cái tên rất hay, cũng không cần Tống Thư Hàng thao tác, nàng liền chủ động đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt tới tức giận mọc ra mắt tinh cầu. Tống mọc ra mắt tinh cầu đại lão giống giận. Oanh! Long lạc nữ sĩ tơ vàng trụ đã hung hăng đâm vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong mắt bên trên. Nhìn lấy đều đau. Đây là thật cái đinh trong mắt, đâm cái mắt. Cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, ngoại trừ dùng để hình dung trên nhục thể thống khổ bên ngoài, càng bị dùng để ví von tất muốn trừ chi cho thống khoái cửu địch. Tống Thư Hàng cái này cấn tay gặm nhấm loại sinh vật, một mực là mọc ra mắt tinh cầu đại lão cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hôm nay, bá Tống lại giải tỏa thành tựu mới hắn tại vật lý cùng tâm lý bên trên, đồng thời thành mọc ra mắt tinh cầu đại lão cái đinh trong mắt, mang cho đại lão gấp đôi hận cùng thống khổ. Chưa mệnh danh kim tuyến long lạc béo cầu nữ sĩ trụ, hung hăng đối vào đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt, căn bản không thèm quan tâm trong mắt tinh cầu đại lão chịu hay không chịu, lại sẽ đau nhức thành bộ dáng gì, dù sao chính là một đợt hung ác đối. A mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra tiếng kêu thống khổ, vốn là muốn đối bá Tống hành động lại một lần nữa sơ cứng. Trong mắt của nó tử phòng ngự rất mạnh, dưới tình huống bình thường chính là trực tiếp dùng trong mắt đụng cái khác hành tinh, cũng có thể đem hắn hành tinh đụng băng. Nhưng lần này cắm mắt chính là Hắc Long thế giới thiên đạo long lạc nữ sĩ hóa thân trụ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão con mắt phòng ngự căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bị trực tiếp đâm thấu. Thống khổ làm nó ngừng bước chân. Sẽ không mù mất a, Tống Thư Hàng nói, bàn tay không tự chủ được sờ lên bản thân bên eo đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thật. Đâm mọc ra mắt tinh cầu đại lão con ngươi, tự cùng đâm Tống Thư Hàng bản thân thận là một cái khái niệm, đều là đâm trên người lớn nhất mang tính tiêu chí khí quan. Phía dưới, trong mắt quản gia cũng vô ý thức sờ lên bản thân lỗ đồng tử, hít một hơi lãnh khí quả nhiên, hắn cảm giác mình cùng vị này long lạc nữ sĩ tương tính không hợp, về sau tốt nhất có thể tránh ra thật xa vị này Hắc Long thế giới long lạc nữ sĩ. Liên tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không khỏi đưa thay sờ sờ chán mình thứ ba thần nhãn luôn cảm giác trong mắt của mình cũng sinh ra nhói nhói ảo giác. Hư không bên trong. Đâm vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt long lạc béo cầu trụ, lợi dụng bản thân thân trụ tải to lớn trong con mắt hấp thu lực lượng, cũng âm thầm đem một bộ phận long lạc bố trí đến tinh cầu đại lão trong cơ thể, tăng cường hắn cùng Tống Thư Hàng, long lạc nữ sĩ bản thể ở giữa liên hệ. Mấy tức sau. Long lạc nữ sĩ phân thân biến thành trụ siêu một chút, từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong hốc mắt bay ra, độn trở lại Tống Thư Hàng bên người. Tại nàng thân trụ phần đuôi, nhiều một đạo mọc ra mắt tinh cầu đại lão thuần năng lượng. Nàng thân trụ cùng sau lưng thuần năng lượng ở chân trời vạch ra một đạo xinh đẹp lưu thải. Phía dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm. Nhìn lên bầu trời bên trong long lạc trụ hắn đột nhiên phát hiện mình cùng vị này long lạc nữ sĩ ở giữa, không hiểu thấu nhiều hơn một loại không nói ra được ăn ý. Phi thường không hiểu thấu ăn ý, rõ ràng chính thức gặp mặt mới hai lần, hắn nhưng có thể giây lát minh bạch long lạc nữ sĩ muốn làm gì. Đi thôi, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên duỗi ngón vẩy một cái. Trong mắt quản gia nháy nháy mắt, giả ngây thơ nói, đi bá Tống cái kia sao? Ta sao? Không phải nói ngươi, ngươi cho ta tại bên cạnh hảo hảo ngốc lấy, chỗ nào đều không cho phép đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hạ một đầu bá đạo mệnh lệnh. Đồng thời, ở bên cạnh hắn có một cái mọc ra mắt tinh cầu tiểu phân thân tiếp thu được mệnh lệnh, phóng lên tận trời, rơi xuống long lạc nữ sĩ trụ phần đuôi. Cái này tiểu phân thân, chính là mọc ra mắt tinh cầu đại lão trước đó phái tới khóa chặt bá Tống tọa độ. Cùng sử dụng đến trung chuyển truyền tống bản thể phân thân cũng chính là cái này phân thân thánh quang chọc giận tam nhãn thiếu niên tiền bối, mới đưa hắn trở thành cùng Tống Thư Hàng ở giữa tiền đặt cược. Hư không bên trong, long lạc nữ sĩ phân thân trụ phần đuôi tinh cầu đại lão năng lược, dính lên mọc ra mắt tinh cầu phân thân, dù sao cả hai có cùng nguồn gốc, khẽ dựa gần về sau, tự nhiên là hòa làm một thể. Sau đó, long lạc nữ sĩ phân thân trụ treo mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân. Như là liệm ra côn, một dạng vung vẩy, tại Tống Thư Hàng trước mặt xoay tròn. Nàng tựa hồ tại đùa nghịch một bộ liệm ra côn công kích xáo lộ. Tống Thư Hàng hơi sững sờ về sau, tại ăn ý tác dụng dưới,
nhanh chóng lĩnh ngộ ra nàng ý tứ. Ta đã biết, Long Lạc nữ sĩ, chờ một lát. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn duỗi tay kết ấn, lần nữa kích hoạt bá thần trụ bí pháp Long Lạc nữ sĩ ý tứ, là nhượng hắn đem cái kia mọc ra mắt tinh cầu thuần năng lượng cộng phân thân cùng nhau hóa thành trụ. Mà lại, cái này trụ không muốn tách ra, muốn cùng Long Lạc nữ sĩ biến thành trụ liền cùng một chỗ, trở thành có thể sát nhập hình song thiết côn. Đổi lại trước kia, như thế tao thao tác, Tống Thư Hàng khẳng định không cách nào độc lập hoàn thành. Nhưng trước đây không lâu hắn vừa thử qua đem đát đát tử năng lượng cùng hằng tinh hủy diệt bệnh độc năng lượng dung hợp thành cùng một chỗ, vận thành đế diệt trụ, cho nên đối với dung hợp hai loại năng lượng hóa thành trụ phương diệt, có nhất định kinh nghiệm cùng lý giải. Còn nữa, ngưng tụ xong thiết côn trụ so với hai loại lực lượng vận thành một trụ đế diệt trụ cũng phải dễ dàng nhiều. Hóa trụ, Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, bá thần trụ bí pháp hiệu quả, rơi vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên phân thân. Một mảnh tinh quang xoay tròn, đem phân thân bao phủ. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân hóa trụ quá trình, cùng Long Lạc nữ sĩ ma pháp thiếu nữ biến thân khâu có chút tương tự, bất quá nó hóa trụ quá trình càng giống là vũ khí biến thân hoặc là sủng vật tiến hóa. Thật dày tinh quang bên trong, một cái cầu bị kéo dài thành viên trụ trạng, trên đó hiển hiện tầng tầng phù điêu, cuối cùng biến thành mới bá thần trụ, thể xác tinh thần đều thành bá tống bộ dáng. Tại Long Lạc nữ sĩ trụ cùng mọc ra mắt tinh cầu trụ trung gian, cả hai thuần năng lượng kéo dài ra, đan xen cùng một chỗ, hóa thành một đầu xiềng xích hình. Hai trụ hợp nhất, hóa thành có thể sát nhập hình song thiết côn. Mở ra là lại đoạn, sát nhập chính là trường côn. Nếu là Long Lạc nữ sĩ cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão sát nhập cây gậy, vậy ngươi chính là đại đạo trụ tinh long trụ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền theo dĩ vãng mệnh danh tiêu chuẩn. Từ Long Lạc cùng tinh cầu cắt lấy một chữ, vì căn này mới bá thần trụ mệnh danh. Long cầu trụ Long Lạc nữ sĩ biến thành thân trụ, lại tại lúc này hướng Tống Thư Hàng kháng nghị. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có cự tuyệt Long Lạc nữ sĩ chấp niệm, được, đại danh tinh Long trụ, nhũ danh Long cầu trụ. Dù sao đây là một cây song tiết côn tổ hợp trụ, hoàn toàn có thể có được hai cái tinh tên. Hóa trụ thành công về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình, Long Lạc nữ sĩ. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão ba cái ở giữa liên hệ, biến càng thêm thân mật một bước. Tương lai, có dạng này tinh long trụ vì dây anten, thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Mà lại, Long Lạc nữ sĩ cũng có thể thông qua căn này tinh long trụ, liên tục không ngừng từ mọc ra mắt tinh cầu trên người rút ra đến người sử dụng phản hồi qua tới số liệu, vì lần tiếp theo hệ thống thăng cấp phương hướng làm tốt quy hoạch. A bá tống. Long Lạc thống khổ mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cắn răng gầm thét. Tống Thư Hàng buồn rầu gãi gãi đầu, tinh cầu đại lão bản thể, thực sự xử lý không tốt. Nếu không, lại đến đi soát cái vài ức phát dưỡng đao thuật bồi dưỡng hạ tình cảm. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đột nhiên xé mở không gian, dọc theo một tọa độ tiến hành không gian khiêu dược hắn muốn đi trước vị trí, là Hắc Long thế giới. Đối mọc ra mắt tinh cầu đại lão tới nói, Long Lạc nữ sĩ là cái đinh trong mắt, bá tống thì là cái gai trong thịt. Hai tên gia hỏa đều là hắn muốn đối chết, đánh nổ đối tượng. Hiện tại, đường bá tống cùng Long Lạc nữ sĩ đồng thời xuất hiện tại trước mặt nó, mà hắn lại không cách nào một hơi xử lý hai cái cấn tay đại địch, chỉ có thể hai chọn một lúc. Hắn cuối cùng cắn răng lựa chọn trước đối bạo cái đinh trong mắt Long Lạc nữ sĩ. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vậy chỉ có thể lựa chọn xử lý đáng hận hơn một cái. Lúc đầu, bá tống tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong suy nghĩ đáng hận trình độ muốn xa xa cao hơn Long Lạc nữ sĩ. Bất quá, có thể là trước đó Tống Thư Hàng cho hắn liền quét mấy vạn phát dưỡng đao thuật tác dụng, tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão hậu trường chương trình bên trong, bá tống hảo cảm giá trị. Nhiều lần tích lũy phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, tinh cầu đại lão đối bá tống chán ghét trình độ cứ nhiên suy yếu đến so Long Lạc nữ sĩ muốn thấp rất nhiều trình độ. Bên này giảm bên kia tăng. Huống hồ, hắn gia chủ người bán thân tam nhãn chúa tể âm thầm căn dặn hắn, lần này không thể nhận bá tống mệnh. Sở dĩ dù cho lần này đối bạo bá tống, cũng không thể đem hắn giết chết cứ như vậy, không có chút nào thoải mái cảm giác. Còn không bằng lần sau tìm cơ hội, lại đem bá tống đánh nổ. Nhiều loại nhân tố kết hợp bên dưới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão làm ra lựa chọn. Giờ phút này, năng lượng khổng lồ từ hạch tâm của nó bên trong phun ra ngoài,
không gian pháp tắc bao khỏa hắn to lớn tinh thể, một mực khóa chặt Hắc Long thế giới tọa độ thể tích quá lớn, mỗi lần không gian truyền tống đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng cùng thời gian. Long Lạc nữ sĩ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão bản thể muốn chạy ngươi cái kia đi. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Không có gì đáng ngại, thả nó tới. Long Lạc nữ sĩ trả lời, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại bổ sung nhắc nhở, không nên ngăn cản hắn, để nó tới. Nàng sợ Tống Thư Hàng nghĩ quẩn, đột nhiên thi triển vay mượn pháp tắc, thi triển nhân quả đao ngăn cản mọc ra mắt tinh cầu đạo khí. Tống Thư Hàng, thật sự không có vấn đề sao? Hắn nhìn qua bộ dáng rất tức giận, đến Hắc Long thế giới về sau, hắn nhất định sẽ đại náo một trận. Yên tâm giao cho ta xử lý đi. Long Lạc nữ sĩ khó được bổ sung một cái mỉm cười biểu lộ, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Mọc ra mắt tinh cầu chịu chủ động đến Hắc Long thế giới, quả thực là nàng chuyện cầu cũng không được. Hắc Long thế giới là địa bàn của nàng, mọc ra mắt tinh cầu một khi đến Hắc Long thế giới, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Huống chi, tại Hắc Long thế giới đối ứng cổ u thế giới bên trong, còn có cửu u chúa tể bạch một đạo ý niệm tại. Cho dù có vạn nhất, cũng có thể dẫn dắt ra cổ u thế giới bên trong bạch ý niệm, cùng một chỗ đối phó mọc ra mắt tinh cầu. Gặp Long Lạc nữ sĩ tự tin như vậy, Tống Thư Hàng liền gật đầu, cái kia giao cho Long Lạc nữ sĩ ngươi, có cần trợ giúp lời nói xin liên lạc ta. Hoa! Đang khi nói chuyện, hư không bên trong mọc ra mắt tinh cầu đại lão không gian truyền tống rốt cục hoàn thành, bàng đại tinh thể tan biến tại tán tài vương tọa trên không, trực tiếp trốn vào đến Hắc Long thế giới. Đến tận đây, Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ở giữa bát phẩm đổ ước, tuyên cáo hoàn thành. Tống Thư Hàng phun ra một thanh mơ hồ khí, chỉ tay một cái, đem long cầu trụ thu vào. Theo gần nhất tiếp xúc đại lão càng ngày càng nhiều, hắn bá thần trụ hệ liệt cũng càng ngày càng phong phú. Ngày nay trường sinh trụ hệ liệt có, Hà Chỉ trụ, Côn Vương trụ, Đế Diệt trụ. Mới tăng đại đạo trụ hệ liệt có, Tinh Long trụ, Nhũ Danh Long cầu trụ. Thiên kiếp trụ hệ liệt có, Thái cổ trụ, là lấy cửu u chúa tể bá tống kiếp vì nguyên vật liệu, chế tạo đặc thù trụ. Lại thêm công đức trụ bì bì trụ. Hiện tại, chỉ muốn thao tác đủ tao, chỉ là dựa vào cái này mấy cây bá thần trụ, Tống Thư Hàng liền có thể tại trường sinh giả trong đội ngũ trang một đợt. Mặt khác, hôm trước mạnh nhất công phạt trụ, trước kia mạnh thứ hai trụ Hà Chỉ trụ, hôm nay rốt cục lưu lạc làm đệ tam cường. Bởi vì đại đạo trụ Tinh Long trụ sinh ra, Hà Chỉ trụ bài danh lại ngã xuống một vị, từ Tống Thư Hàng yêu nhất rớt xuống thứ ba yêu. Cất kỹ đại đạo trụ Tinh Long trụ về sau, Tống Thư Hàng thân hình hòa hoãn từ không trung hạ xuống. Hắn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, như tơ liễu một dạng, nhẹ nhàng hạ lạc. Nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này Tống Thư Hàng con ngươi không có thần thái, đã mất đi cao quang. Hắn đang thất thần đây là bạch tiền bối đặc kỹ, tùy thời tùy chỗ thất thần bí pháp. Chứa bạch thánh may mắn chi thủ Tống Thư Hàng, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được một chiêu này huyền bí. Lúc này Tống Thư Hàng, cảm giác được rõ ràng bản thân thể nội đang phát sinh biến hóa. Đây là trải qua Long Lạc nữ sĩ thăng cấp sau tu chân nói chuyện phiếm thiên phú, mang tới thân thể thuế biến. Nguyên bản tu chân công năng chỉ là Tống Thư Hàng một cái năng lực thiên phú, ngày nay tại trải qua Long Lạc nữ sĩ từng bước một thăng cấp, cái thiên phú này đã không chỉ là năng lực thiên phú đơn giản như vậy, mà là hướng về đạo loại này cao đại thượng đồ chơi dựa sát vào. Lại thêm tu chân nói chuyện phiếm thiên phú cơ sở kim đan mã QA, trải qua bạch tiền bối cải tạo, chế tác thành cửu u chúa tể quyền hạn xăm người, để tu chân nói chuyện phiếm thiên phú, có càng sâu tiến hóa nội tình. Hôm nay, mượn tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan hoàn thiện, server mọc ra mắt tinh cầu đại lão thành lập, tu chân nói chuyện phiếm công năng toàn diện tiến hóa. Dần dần có hướng đạo thậm chí là trường sinh chi đạo dựa sát vào dấu hiệu. Cái này tiến hóa quá trình dài đằng đẵng, nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói, rất có thể cần trăm năm, ngàn năm lâu. Ngày nay, Tống Thư Hàng một bên ở vào thất thần ngộ đạo trạng thái, một bên khác nhưng lại ở vào đốn ngộ trạng thái chém chết thiên đế đát đát tử nguyên thần về sau, Tống Thư Hàng vẫn ở vào độc môn Tống Thị đốn ngộ bên trong. Đốn ngộ cộng thân thể thuế biến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua, thất thần bên trong Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, thiên đế nguyên thần vỡ vụn quá trình bên trong những cái kia ẩn chứa thiên đế chi đạo mảnh vỡ, đối với hắn tu chân nói chuyện phiếm hóa thành trường sinh đại đạo, có rất lớn dẫn dắt. Thiên đế chi đạo mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa rất nhiều phú quý kinh nghiệm, chính là Tống Thư Hàng thiếu hụt.
những thứ này Phú Quý Thiên Đế mảnh vỡ đại đạo, có thể vì Tống Thư Hàng tiết kiệm mấy chục, trên trăm năm ngộ đạo thời gian. Phía dưới, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua bay xuống Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, ngón tay hắn tại đỡ ghế dựa bên trên nhẹ nhàng sao động, âm thầm cong ngón búng ra hư không bên trong, có một cái bàn tay lớn cỡ nhỏ cổng không gian, bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chắn. Tại này nho nhỏ bên trong cửa không gian, ẩn chứa một đạo Long Lạc nữ sĩ phân thân năng lượng còn sót lại. Cái này đạo năng lượng bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối thu vào đây là Long Lạc nữ sĩ cố ý lưu cho hắn lễ gặp mặt. Trước đó ta còn đang suy nghĩ lấy, bá tống lúc nào có thể mang nhiều mấy cái cửu u chúa tể tới, tham gia ta trò chơi. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp đem Hắc Long thế giới vị này mang theo tới, ngược lại là niềm vui bất ngờ. Tam Nhãn tiền bối nói khẽ. Sở dĩ lão gia ngươi phải nhớ kỹ bá tống ân tình a. Trong mắt quản gia tại bên cạnh nhắc nhở. Một bên khác, cổng không gian đối diện. Hỏa tinh bên trên. Có một vị thất phẩm tôn giả dùng mình một cái, tiếc nuối nói, đóng lại, không thấy được a. Vị này tôn giả chính là địa cầu tu sĩ Nhật báo tập đoàn một vị đại cổ đông cộng vương bài phóng viên. Lúc trước hắn nhận được tin tức, có trường sinh giả đại lão muốn tới hỏa tinh tìm kiếm bá tống luận đạo. Thế là, hắn lợi dụng truyền tống trận trước tiên truyền tống đến hỏa tinh vị trí, khóa chặt bá tống cùng trường sinh giả đại lão nhóm tình báo, theo tình báo manh mối chạy tới mục đích, hy vọng có thể được đến trực tiếp bá tống cùng trường sinh giả nhóm luận đạo giảng pháp tin tức. Kết quả khi hắn đuổi tới tọa độ về sau, lại phát hiện trường sinh giả nhóm người đã đi nhà trống, bá tống cũng không thấy tung tích, chỉ ở hư không bên trong lưu lại như thế một cái nho nhỏ cổng không gian. Hiếu kỳ vương bài phóng viên tôn giả sẽ tới. Xuyên thấu qua cái này nho nhỏ cổng không gian, hướng bên trong nhìn lại. Kết quả, hắn thấy được bá tống. Bất quá bởi vì cửa sổ rất nhỏ, thị giác bị hạn chế. Tăng thêm hắn không dám đem thần trí của mình truyền tống đến bên trong cửa không gian. Sở dĩ, tại hắn thị giác phạm vi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bá tống cùng một vị dáng người bốc lửa thần bí nữ tính đối lập đứng ở hư không bên trong. Vị kia thần bí nữ tính trên người. Tản ra làm cho người run rẩy uy áp, tuyệt đối lại là một tôn đỉnh tiêm đại lão. Nàng cho người áp lực, so bá tống cho người áp lực mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vương bài phóng viên vội vàng bắt đầu dùng thác ấn pháp thuật ghi chép một màn trước mắt. Bá tống tại chém giết thiên đế về sau, tựa hồ lại có mới khiêu chiến đối tượng. Vị này thần bí nữ tính đến cùng là lai lịch gì? Đang lúc hắn mong mỏi bá tống cùng vị này thần bí nữ tính đến một trận kinh thiên cuộc chiến lúc. Bá tống đột nhiên duỗi tay, dùng tinh quang đem vị này thần bí nữ tính bao phủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, vị kia vô cùng cường đại thần bí nữ tính, bị bá tống tàn nhẫn luyện chế thành một cây trụ. Tê không hổ là bá tống đại lão, là thủ tồi hoa không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đối bá tống đẳng cấp này tồn tại mà nói, địch nhân chỉ có chết cùng sống khác nhau, không có giới tính khác nhau. Hình ảnh bên trong. Bá tống đem thần bí nữ tính luyện chế thành trụ về sau, lại đem trụ thi triển ra đi, tựa hồ muốn đối giao một cái khác ẩn tàng địch nhân. Nhưng trở ngại cổng không gian quá nhỏ, vương bài phóng viên không nhìn thấy càng nhiều tràng cảnh. Lại nói tiếp, bá tống cũng tan biến tại hình ảnh bên trong. Chờ lão nửa ngày, tại vương bài phóng viên nhìn không được, ý đồ đem thần thức đưa vào cổng không gian thời điểm, cái này cổng không gian đột nhiên liền đóng lại. Đáng tiếc. Ta không nên vọng động như vậy. Vương bài phóng viên dùng sức đập bắp đùi mình hắn tưởng rằng thần trí của mình đưa vào cổng không gian về sau, đưa tới cổng không gian phản ứng, chủ động quan bế. Nếu như ta không xúc động như vậy lời nói, chỉ cần có kiên nhẫn, có lẽ có thể được đến càng nhiều một mình kình bạo tin tức. Hiện tại, chỉ có trong tay cái này một nửa không đầu không đuôi tin tức. Cũng không biết có thể hay không dẫn bạo tu chân giới độc giả ánh mắt. Mặc dù tiếc nuối. Nhưng cái này trực tiếp độc nhất vô nhị tin tức tài liệu chung quy không thể lãng phí. Thế là, sau đó không lâu, bá tống đại lão tại chém giết thiên đế, giải quyết tam nhãn chúa tể cũng cướp đoạt chúa tể đạo khí về sau, lại ngựa không ngừng vó là thủ tồi hoa đem một tôn khí tức cường đại hơn bá tống thần bí nữ tính đại lão đả diệt, luyện hóa thành trụ tin tức, thông qua tu chân nhật báo đầu đề truyền bá ra. Tu luyện giới đám người phát hiện, bá tống đại lão mấy ngày nay khắp nơi tại chế tạo đại tân văn. Mà lại, mấy ngày nay bá tống đại lão xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền mang đến tử vong. Bá tống vô địch truyền thuyết,
tại Tu Chân Nhật Báo báo cáo ra về sau, lại tăng thêm chương mới. Như Bá Tống Vô Địch truyền thuyết, lại lấy nhanh như vậy tần suất đổi mới xuống dưới, rất có thể sẽ dẫn đến số trang không đủ. Tán Tài Vương tọa không gian bên trong. Ngộ đạo cộng đốn ngộ trạng thái bên trong Tống Thư Hàng như là tơ liễu, hỏa hoãn bay xuống. Nhẹ nhàng cả buổi, rốt cục sắp tiếp cận mặt đất. Trong mắt quản gia lo lắng hỏi, lão gia, chúng ta muốn hay không tiếp được Bá Tống đạo hữu?